Độc sủng công chúa nhỏ của 8 người cậu. Tập 5. Gia chủ .ans có để quên gì không? Nhìn chiếc xe địa hình ngạo nghễ phóng đi, lòng đám người nhà họ Mộc lạnh như cho tàn, hối hận đến mức muốn hộc máu. Hết rồi, nhà họ Mộc chẳng còn gì nữa rồi. Sớm biết Túc Bảo là con gái Mộc Quy Phàm, chẳng cần đợi cô bé tới nhận thân, họ nguyện ý đích thân đến tận cửa nhận chắt. Còn có Mộc Quy Phàm, nói sao thì họ cũng là họ hàng của anh, sao có thể tuyệt tình như vậy? Lấy lại bảng hiệu đã đành, còn buông lời đe dọa, sau này còn ai nể mặt nhà họ Mộc họ đây? Đây rõ là ép bọn họ vào chỗ chết mà. Quả nhiên, thấy Mộc Quy Phàm rời đi, khách khứa cũng lục tục ra về theo. Chẳng những bỏ về, đến quà mừng thọ cũng lấy lại luôn. Nếu đổi lại là người khác, khách khứa sẽ không tuyệt tình như này. Nhưng chủ nhân bữa tiệc sinh nhật là bà cụ Mộc. Bà cụ Mộc vừa tức vừa cuống, các người. Nào có đạo lý quà tặng đi rồi còn lấy lại. Đừng đi mà. Người nhà họ Mộc sứt đầu mẻ chán, hồi nãy còn xem thường người ta, bây giờ bỗng dịu giọng với mọi người. Nhưng khách khứa không cảm kích gì. Đi, đi thôi, xúi quẩy quá. Cả nhà lừa đảo, may sao không mắc bẫy. Người của nhà họ Mộc có mở miệng ra tôi cũng không nhìn thấy một chiếc răng, không có răng có bính âm giống vô sỉ trơ cháo. Ha ha, đúng là không biết xấu hổ. Chẳng mấy chốc, tất cả khách khứa đều đi mất. Xe của nhà họ Tư vội vàng chạy tới, sau khi hoàn thành công việc và báo cáo, Tư Dạ đến chậm vài bước. Anh xuống xe, nhìn cánh cửa sắt trống trơn của nhà họ Mộc. Tư Dạ bước lên, khoác chiếc áo khoác lên vai Ôn Như Vân. Mặc chiếc áo quân phục màu xanh còn vương hơi ấm của Tư Dạ, Ôn Như Vân chỉ mím môi rồi quay mặt đi. Mặt Tư Diệc Nhiên vẫn lạnh lùng, trừng mắt theo hướng đi của xe Việt dã ban nãy. Người nhà họ Mộc như trông thấy cọng cỏ cứu mạng, vội bước tới nói, Tư tiên sinh, Tư phu nhân. Xin dừng bước. Anh là chiến hữu của Tiểu Phàm đúng không? Ôi, nhờ anh nói đỡ giúp chúng tôi với, tất cả đều là hiểu lầm. Anh nhìn xem chuyện làm ầm ĩ. Mặt Tư Dạ lạnh tanh, ánh mắt sắc bén, các người có biết hậu quả của việc bấu víu bừa bãi mối quan hệ với người trong quân đội không? Người nhà họ Mộc. Tư Dạ ôm lấy Ôn Như Vân đang muốn tự mình lên xe trước, cuối cùng quăng lại một câu, biết xấu hổ chút đi. Vừa quay đầu lại đã dịu giọng, Như Vân, em. Ôn Như Vân không đợi chồng nói hết, nhìn đám người nhà họ Mộc mắng, nói ai không biết xấu hổ hả? Tự về nhà soi gương xem trên đầu có mấy cọng hành, không có thì mua ngay về cắm lên đầu, vờ làm cây tỏi ý. Một, ý chỉ người vờ ngớ ngẩn. Tư Dạ, nhà họ Mộc, họ có nói đâu. Xe của nhà họ Tư cũng lái đi. Bà cụ Mộc nhìn đống hỗn độn trên sàn, nhớ lại cảm giác phấn khích khi nhận được quà. Vừa đó thôi bao nhiêu thứ vô giá còn đang trong tay bà cụ, xoay một vòng không còn gì hết trơn, lòng bà cụ đau đến rỉ máu. Ông cụ Mộc nhìn món đồ cổ không còn một cái nguyên vẹn, cả người như bị chuột rút. Còn tưởng sau tiệc mừng thọ họ sẽ lên như diều gặp gió. Chẳng ngờ, không kiếm thêm được một cắc còn mất luôn mấy trăm triệu, tất cả đồ cổ dưới đáy hộp cũng bị đập nát. Không có nơi nào để khóc. Ây, hát! Sau khi được nhấc lên xe, Túc Bảo nhất thời quên bén cậu cả. Bởi vì cô bé nhoài người trên ghế phụ, nhưng chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn ghế sau. Từ khi nào trên xe của ba chân dài xuất hiện thêm món đồ chơi này nhỉ? Mộc Quy Phàm lái xe, điều chỉnh tai nghe Bluetooth bên tai. Vạn Đảo, đưa anh vợ tôi về. Anh khựng lại rồi bồi thêm một câu, nói với anh ấy, ngày mai tôi nhất định sẽ thăm đáp lễ. Vạn Đảo, hay là anh tự nói đi. Vạn Đảo liếc nhìn Tô Nhất Trần bên cạnh. Tô Nhất Trần đang nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại như bất động, hình như đang cân nhắc làm cách nào để gọi điện thoại. Đại oán chúng hai thờ ơ nói, nếu nói lý lẽ có tác dụng thì tôi đã sớm nói rồi. Chỉ những người làm ra chuyện ngốc nghếch, bị oan ức nên không vui. Tiểu Túc Bảo là tiểu thiên kim của nhà họ Tô, nhưng cũng là con gái Mộc Quy Phàm. Anh muốn đưa cô bé về nhận tổ quy tông trước, đưa cô bé đến trước bài vị của ông nội và ba mẹ anh. Nói với họ, không cần lo lắng, giờ anh đã có người nhà rồi. Anh có một cô nhóc, quãng đời còn lại không còn đơn độc một mình. Có người để anh bận tâm rồi. Nhưng nếu đi theo quy trình mà nhà họ Tô đặt ra, trước tiên ít nhất phải thông qua khảo nghiệm, bước đệm chuyển tiếp, rồi. Tóm lại phải mất mấy ngày. Vậy nên chỉ đành xin lỗi họ thôi. Mộc Quy Phàm nhìn Túc Bảo ngồi bên cạnh, dặn dò, ngồi chắc nhé. Vừa nghe thấy câu này, Vạn Đảo xù lông nói, gia chủ,
không phải anh để cô nhóc ngồi ghế phụ đấy chứ? Mộc Quy Phàm, không ngồi ghế phụ còn ngồi chỗ nào? Xe anh đâu có ghế dành riêng cho trẻ con. Ngồi ghế sau anh không nhìn thấy được thì càng không yên tâm. Hơn nữa, ghế sau của xe anh, từng có người chết ngồi đấy. Đương nhiên không thể để cục bột nhỏ mềm mại của anh ngồi ghế sau được. Khóe môi Vạn Đảo khẽ giật, thôi rồi, sẵn sàng đi nộp tiền phạt vi phạm giao thông bất cứ lúc nào. Cúp điện thoại, Vạn Đảo hít sâu một hơi, nói với Tô Nhất Trần, xin lỗi anh, thủ trưởng Mộc của chúng tôi. Gia chủ Mộc của chúng tôi tuy hay hành động không theo lẽ thường, nhưng anh ấy chưa bao giờ làm chuyện quá chừng mực. Bằng không, một người ngang ngạnh như Mộc Quy Phàm cũng không quy phục đất nước. Gia chủ Mộc nói, ngày mai nhất định sẽ đưa tiểu thư Túc Bảo về nhà. Tô Tổng yên tâm, ở với gia chủ Mộc, tiểu thư Túc Bảo tuyệt không xảy ra chuyện gì đâu. Dù mất mạng, Mộc Quy Phàm cũng không để người khác đụng đến một sợi lông của Túc Bảo. Tô Nhất Trần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi, anh lên xe rồi rời đi. Khúc Hưởng khởi động xe, mù mờ hỏi, Tô Tổng, về biệt thự à? Tô Nhất Trần dài ấn đường, bây giờ còn có thể về ư? Về công ty, tăng ca, Khúc Hưởng, hay lắm, tối nay đừng ai mong đi ngủ nữa nhé. Chiếc xe Việt dã màu đen xuyên qua thành phố và lái vào một khu nhà kiểu Trung Quốc cổ kính. Sân thiết kế theo phong cách kiến trúc của nhà Minh và nhà Thanh, với những bức tường gạch xám và mái ngói, hầu hết các rầm, cửa ra vào và cửa sổ đều được làm bằng gỗ tự nhiên, trông rất trang nhã. Duyên dáng mà hào hùng, nghiêm cẩn mà đẹp đẽ, khác biệt một trời một vực với tính cách Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm xuống xe, mở cửa ghế phụ rồi ấm Túc Bảo lên. Sau đó mở cửa sau rồi xách tấm bảng hiệu. Túc Bảo nằm bò lên vai ba mình, nhìn chằm chằm vào bóng trắng đang lặng lẽ đi theo. Nó ôm cái đầu của mình, móng tay đỏ tươi dài ngoằng, hai mắt vô hồn nhìn hao háu về phía hai ba con Túc Bảo. Túc Bảo chẳng sợ, nhưng sư phụ không ở bên nên cô bé không phân biệt được con quỷ trước mặt là loại gì. Gia chủ, vừa vào cửa, một người đàn ông mặc áo choàng màu xám đậm đã cúi đầu chào. Mộc Quy Phàm đưa bảng hiệu cho anh ta, treo ở sảnh chính. Rõ, người đàn ông mặc áo choàng xám trả lời rồi rời đi. Đi vào trong, hành lang có 9 khúc ngoặt, người qua lại khá nhiều, phần lớn đều là người mặc áo xám túc trực ban đêm. Túc Bảo mở to hai mắt, cảm giác như bước vào phim truyền hình. Nếu cô bé nhớ không nhầm thì nên gọi là xuyên không nhỉ? Mọi thứ trước mắt cô bé thật giống như quay trở lại thời cổ đại hay xuất hiện trên TV. Ba chân dài giống vương gia, còn mấy người mặc áo choàng xám là thị vệ. Thấy ánh mắt hồ nghi của Túc Bảo, Mộc Quy Phàm khẽ xoa đầu cô bé, đây chính là nhà của chúng ta. Anh nói tiếp, về nhà rồi, Túc Bảo. Về nhà. Túc Bảo nhìn sân nhỏ trước mắt mình, trông rất vắng vẻ yên lặng nhưng không hiểu sao bé lại cảm giác được một sự cộng hưởng mơ hồ. Nhà ông ngoại là nhà, nơi này cũng là nhà nhưng nó mang lại cho bé một cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Hình như bé đã từng nhìn thấy ở trong mơ rồi. Chẳng qua cảnh tượng trong mơ mờ mờ ảo ảo, hôm nay được nhìn tận mắt mới thấy vô cùng thân thiết. Mộc Quy Phàm dẫn Túc Bảo đi thẳng về phía từ đường, cả hai dừng lại trước sân nhỏ. Người đang yên nghỉ bên trong chính là ông bà nội và ông cố của Túc Bảo. Mộc Quy Phàm nhẹ giọng hỏi, Túc Bảo có muốn đi vào thắp một nén hương, dập đầu với ông bà không con? Mộc Quy Phàm nhìn Túc Bảo, chỉ thấy bé đang chăm chú quan sát từ đường. Trong lòng anh bỗng dưng hồi hộp. Nếu con bé không muốn vào thì phải làm sao giờ? Ai ngờ, cục bột nhỏ lại đáp giòn tan, dạ có ạ. Ông ngoại nói, ba và ông cố đều là thần giám hộ tài giỏi đáng kính, vậy nên bé cũng phải có lòng kính trọng bọn họ, tuy hiện tại còn chưa quen thuộc. Nhưng mà không sao hết, sau này sẽ quen thôi. Túc Bảo kiên định nói, con muốn thắp hương cho ông nội, bà nội và ông cố ạ. Mũi Mộc Quy Phàm hơi cay cay, khàn giọng đáp. Được, đúng là bé ngoan của ba. Anh bước từng bước nặng trĩu về phía cửa từ đường, bỗng nhiên sực nhớ ra cái gì, Túc Bảo, con vẫn chưa gọi ba. Thế mà nhóc con này lại gọi ông nội, bà nội và ông cố trước, người ba là anh chỉ xếp hạng 4 thôi sao? Thấy Túc Bảo cứ dán mắt vào khung cửa không trả lời, Mộc Quy Phàm khó hiểu gọi, Túc Bảo ơi. Túc Bảo quay sang nhìn anh, khẽ chớp mắt, cuối cùng cũng chịu cho anh một câu trả lời chắc nịch, ba. SSS, đáy lòng Mộc Quy Phàm lập tức trở nên kích động, cả người lâng lâng, kết quả đập đầu cái bốp vào khung cửa. Cấp dưới đang đứng canh ở chỗ tối. Hình như Túc Bảo có thể dự đoán trước, bé nhanh như chớp nhoài người ra sau,
ghé vào vai Mộc Quy Phàm, không hề bị thương một sợi tóc. Túc Bảo ngắm nghía khung cửa, rồi nhìn đầu Mộc Quy Phàm. Wow, ba chân dài cao quá, không ngờ lại đụng đầu vào khung cửa luôn. Lại đi. Mộc Quy Phàm rên khẽ, quái lạ, sao anh lại đụng đầu vào cửa thế nhỉ? Tuy anh cao 1m94, cửa từ đường cũng hơi thấp hơn bình thường nhưng sao lại như thế được, trước kia anh có đụng cửa bao giờ đâu. Có điều năng lực phản ứng của cục cưng nhanh thật đấy. Anh còn chưa kịp phản ứng thì bé đã hạ thấp người xuống rồi. Trong lòng Mộc Quy Phàm đang khen ngợi bé con không ngớt lời thì bất ngờ nghe thấy tiếng thì thầm của cục bột nhỏ, lại đi. Mộc Quy Phàm. Túc Bảo vội vàng giơ tay che miệng. Ai ra, sao bé lại nói ra những lời trong lòng chứ? Mộc Quy Phàm, con vừa lẩm bẩm gì thế? Túc Bảo vội vã xua tay, Túc Bảo có nói gì đâu ạ, ông nội khung cửa nói đó. Khóe môi Mộc Quy Phàm khẽ nhếch lên, cuối cùng anh nhịn không được nở nụ cười. Nhóc con láo cá. Mộc Quy Phàm thả Túc Bảo thả xuống đất, dắt bé đến trước ba tấm bài vị. Anh rút 6 cây hương trên bàn, châm lửa đốt. Sau đó đưa cho bé 3 cây, tự mình cầm 3 cây. Bình thường Mộc Quy Phàm không quỳ trời không lạy đất, thế nhưng trước mặt ba mẹ và ông nội, anh không hề do dự quỳ xuống dập đầu, làm xong thì cười hỏi, nội, ông nhìn xem ai tới nè. Chắc ông không ngờ đâu nhỉ, thế mà cháu trai ông lại sinh được một cô con gái vừa nhỏ nhắn dễ thương vừa thông minh lanh lợi như vậy. Nhiều năm qua, anh vẫn không thể nào quên được cảnh gặp mặt lần cuối của mình và ông nội, anh ngoái đầu nhìn lại. Ông nội vẫn đang đứng đó chờ anh. Chớp mắt một cái, lại chỉ còn thấy bóng lưng đẫm máu của ông, dẫu biết khi ấy là lần cuối gặp nhau nhưng vẫn không kịp nói một lời. Nào, Túc Bảo, gọi ông cố đi con. Túc Bảo học theo dáng vẻ của Mộc Quy Phàm, quỳ xuống bổ đoàn, ông cố. Cổ họng Mộc Quy Phàm cay cay, anh tiếp lời, gọi ông nội, bà nội đi con. Túc Bảo, ông nội, bà nội. Dứt lời, bé còn dập đầu theo Mộc Quy Phàm, dập rất mạnh. Anh còn chưa kịp ngăn lại thì đã nghe thấy một tiếng cốp lành lót rồi. Áo, Túc Bảo vội vàng giơ tay che trán, tay kia vẫn nắm chặt 3 cây hương. Mộc Quy Phàm vội vàng ôm bé lên, không sao chứ. Kết quả, đập vào mắt anh là vầng trán đỏ ửng của cục bột nhỏ, hình như còn hơi sưng lên, này phải dập đầu mạnh cỡ nào mới biến thành như vậy chứ. Mộc Quy Phàm không nói gì, anh ôm Túc Bảo lên để bé cắm hương, sau đó rót 3 chén rượu rồi mới rời khỏi từ đường. Còn đau không con, anh nhẹ nhàng chạm vào trán bé một cái, không dám sờ nhiều. Hai bàn tay nhỏ bé của Túc Bảo vẫn đang che trán, vừa rồi bé chẳng thấy đau gì hết mà bây giờ đã bắt đầu râm ran rồi. Mộc Quy Phàm sai cấp dưới đi lấy thuốc đỏ bôi cho bé, Túc Bảo lại tiếp tục nhìn sân nhỏ chằm chằm. Nữ quỷ vừa rồi không thể vào từ đường, vẫn còn đang nấn ná bên ngoài. Những nơi như từ đường có thể xem như địa bàn của người khác. Trừ quỷ không được thờ cúng đói bụng quá sẽ mò vào xin một ít hương khói thì bình thường bọn chúng đều cố tình tránh đi. Ngoài ra, trong từ đường còn đang thờ phụng người có công đức là Mộc Minh Viễn, quỷ bình thường không dám mạo phạm. Mộc Quy Phàm lần theo tầm mắt của Túc Bảo, ánh mắt dừng lại bên dưới bóng cây hoa quế trong sân, con nhìn gì thế? Sân nhỏ tối tăm, có gì đẹp mà nhìn? Túc Bảo chần chừ một lát rồi hỏi, ba này, ba có kiếm gì nhỏ ở bên ngoài không đấy? Mộc Quy Phàm sửng sốt, hả? Gì nhỏ cái gì, anh là loại đàn ông đó à? Không phải, rốt cuộc nhà họ Tô đã dạy cho cục bột nhỏ cái gì vậy? Mộc Quy Phàm nhíu mày, trước kia ba chưa từng kiếm gì nhỏ, bây giờ không có, sau này cũng sẽ không. Suy nghĩ của Túc Bảo trạch đường dây, vậy con ra đời thế nào ạ? Mộc Quy Phàm, anh ho khan, đây là chuyện không lường trước được. Suy nghĩ của Túc Bảo hoàn toàn bị kéo đi xa. Vì sao lại không thể lường trước được vậy? Mộc Quy Phàm, thì bởi đó là một bất ngờ chứ sao? Túc Bảo, thế nên Túc Bảo cũng là một bất ngờ ạ. Mộc Quy Phàm, khụ. Túc Bảo, có phải ba không thích mẹ con không? Mộc Quy Phàm, khụ khụ. Túc Bảo, chứ sao ba lại muốn mẹ gặp bất trắc á? Mộc Quy Phàm, Túc Bảo này, con ăn kem không? Hai mắt Túc Bảo sáng bừng, dạ có. Hai ba con vừa díu dít vừa ra khỏi sân nhỏ. Dưới bóng cây hoa quế, nữ quỷ ôm đầu, đáy mắt thoáng qua tia u oán. Nó bay phấp phới trong gió, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định, kiên quyết không chịu rời khỏi Mộc Quy Phàm. Cổ họng nữ quỷ phát ra từng âm tiết ngắn ngủi, nghe có chút đáng sợ, giống như người cắt cổ họng không thể nói bình thường. Tô Nhất Trần bận rộn đến trưa ngày hôm sau mới về nhà,
không ngờ Mộc Quy Phàm kia vẫn chưa trả lại thúc bảo. Bà cụ Tô bấm điều khiển xe lăn, lao thẳng từ trong nhà ra ngoài, tức giận hỏi, thúc bảo đâu? Lớn to đầu thế này mà dẫn một đứa trẻ ra ngoài vẫn để lạc mất. Tô Nhất Trần mím môi, giọng điệu trong trẻo lạnh lùng, mẹ, là ba thúc bảo dẫn bé con đi. Chứ không phải là anh để lạc mất. Bà cụ Tô trừng mắt, không dẫn người về tức là lạc mất. Tô Nhất Trần nhìn ông cụ Tô sau lưng bà cụ Tô, phía sau hai ông bà còn có Tô Ý Thâm, Tô Nhạc Phi, Tô Lạc và Tô Tử Lâm, kế đó là Tô Tử Du, Tô Tử Chiến và Hân Hân. Nguyên một nhà già trẻ lớn bé đều đang khoanh tay nhìn anh chòng chọc, như thể đang nói, con anh, bác ba còn mặt mũi quay về đây à? Tô Nhất Trần. Bác cả đau đầu, bác cả đè ấn đường, bác cả thề thốt bảo đảm, yên tâm, thúc bảo sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cuối cùng anh còn không quên nhấn mạnh, nhất định sẽ không rơi một sợi tóc. Vừa nói xong, không biết tại sao mà mí mắt Tô Nhất Trần bỗng giật giật, anh nhớ lại lời thề son sắt của Vạn Đào, Tổng Giám Đốc Tô cứ yên tâm, tiểu thư thúc bảo ở cạnh ông chủ nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế là Tô Nhất Trần ổn định lại tâm trạng, điềm tĩnh cất bước lên lầu trong ánh nhìn chết chóc của mọi người. Ông cụ Tô xị mặt, chắp tay sau lưng bực bội nói, nuôi thúc bảo lâu như vậy rồi mà vẫn không giành được người. Tô Nhạc Phi giơ hai tay đồng ý, đúng vậy, đổi lại là con thì nhà họ Mộc kia đừng mơ giành được thúc bảo, con chỉ cần một tay là có thể xử đẹp bọn họ. Tô Lạc đẩy kính, không nói gì. Thật ra nếu nhà họ Tô không thích Mộc Quy Phàm thì bây giờ đã sai người đi cướp thúc bảo về rồi, suy cho cùng cũng vì anh đã vượt qua bài kiểm tra thứ nhất, dù mang họ Mộc nhưng không cấu kết làm bậy với nhà họ Mộc ở thủ đô. Chung với nhân dân, chung với đất nước, có chiến tranh thì lập tức quay về quân đội theo hiệu lệnh. Nhân phẩm qua cửa. Lúc này, Mộc đã qua test nhân phẩm Quy Phàm đang ôm thúc bảo gặp mặt 18 vị đường chủ và phó tướng dưới quyền. Sắc mặt anh lành lạnh, không giận tự uy, giới thiệu một chút, đây là con gái tôi, thúc bảo, đại tiểu thư nhà họ Mộc. Sau này lời con bé cũng là lời của tôi, mặc kệ con bé có yêu cầu gì, không cần hỏi nguyên nhân, đáp ứng tất cả. Đồng thời, bảo vệ con bé mọi lúc mọi nơi là quy tắc ưu tiên hàng đầu. Mọi người bên dưới đồng thanh, dạ. Những người này đều là người của Mộc Quy Phàm, chỉ trung thành với một mình anh, do anh gom góp từng chút một khi còn lưu lạc. Về công, những người này có thể lên chiến trường, về tư, bọn họ có thể giải quyết một số việc chính phủ không tiện nhúng tay. Những người đang có mặt hiện tại, ai cũng là tai to mặt lớn, có khả năng gánh vác một phương hết. Trên trán thúc bảo đang bôi thuốc đỏ, Mộc Quy Phàm chưa từng chăm sóc trẻ con nên động tác khá thô lỗ, bôi cả mảng lớn khiến dáng vẻ của bé trông khá dữ tợn. Thúc bảo giơ tay sửa lại, là tiểu thư, không phải đại tiểu thư ạ. Mặc dù bé không còn là bạn nhỏ 3 tuổi nữa nhưng cũng mới 4 tuổi chứ mấy, người lớn mới gọi là đại tiểu thư, bé còn nhỏ nên chỉ là tiểu thư thôi. Vẻ mặt nhóc con vô cùng nghiêm túc, chọc vị đường chủ ngồi hàng trước không nhịn được cười phá lên. Tính anh ta khá nhây, lập tức oang oang trêu ghẹo, tiểu thư lợi hại. Tiểu thư lên biểu diễn một tiết mục được không nào? Mấy đường chủ còn lại thấy sắc mặt Mộc Quy Phàm dịu đi cũng ầm ĩ hùa theo. Chủ yếu là vì ở cái sơn trang nhà họ Mộc rộng lớn này, tính luôn từ 10 năm về trước đến giờ, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy bên cạnh gia chủ xuất hiện người nào mang giới tính nữ cả. Đến ruồi cái cũng chả có con nào. Giờ phút này gặp được bé con nho nhỏ mềm như bông, lại còn là con gái ruột của gia chủ, mọi người đều tự phong bản thân là chú của bé con, đáy lòng cứ hân hoan dạo dực. Túc Bảo nghiêng đầu suy nghĩ, cái gì cũng được ạ. Con chưa từng đi mẫu giáo, không biết. Mọi người ra sức vỗ tay cổ vũ, không sao, bé con mềm mại như vậy, tùy tiện hát nhảy một bài đã dễ thương muốn xỉu rồi. Ngay khi mọi người cho rằng Túc Bảo sẽ biểu diễn tiết mục phù hợp với lứa tuổi của mình, chỉ thấy bé nhìn trái nhìn phải, rồi đi tới trước mấy viên gạch dưới mái hiên. Hây ra! Tay vừa bổ xuống, gạch vỡ thành hai. Tay không chẻ gạch. Chúng đường chủ, phó tướng. OMG! Ý cười bên khóe miệng Mộc Quy Phàm cứng đờ. Túc Bảo nhìn quanh, sao các chú đều dại ra hết thế nhỉ? Chưa nhìn rõ ư. Bé lại chọn một viên gạch khác, hây ra! Mọi người, Mộc Quy Phàm, con gái anh lợi hại như vậy sao? Túc Bảo bĩu môi không vui, tiết mục biểu diễn của Túc Bảo không hay ạ. Sao không ai vỗ tay hết vậy? Mộc Quy Phàm, khụ khụ. Đến lúc này, tất cả mọi người mới vội vàng dùng sức vỗ tay rào rào, một vị đường chủ nào đó nói, không hổ là con gái rượu của gia chủ. Cả đám sốc toàn tập.
Tuy bọn họ cũng biết bổ gạch bằng tay không, bởi thứ này chỉ cần luyện tập quanh năm suốt tháng, cường hóa tố chất cơ thể thì hầu như ai cũng làm được. Thế nhưng mà, Túc Bảo mới 4 tuổi thôi đấy. Ôi mẹ ơi, nhóc con đã bắt đầu huấn luyện từ trong bụng mẹ ư. Có ý kiến, giống của gia chủ đó, tất nhiên là phải vô địch từ khi còn là nòng nọc nhỏ rồi có được không? Khụ khụ, trước mặt trẻ con bớt ăn nói cợt nhả lại đi. Người kia ngay lập tức ngậm miệng. Túc Bảo nghi hoặc, nòng nọc nhỏ là cái gì vậy? Trong nháy mắt, bên dưới vang lên từng tràng tiếng ho sù sụ, khụ 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 khụ. Mộc Quy Phàm híp mắt, dáng vẻ anh vẫn bình chân như vậy nhưng giọng nói trong trẻo lại không giấu được vẻ ngạo nghễ, không tệ, con về luyện thêm một chút, cố gắng sau này dùng tay không bổ đầu kẻ địch. Mọi người, một cô bé mềm mại đáng yêu như vậy, sao lại dạy cách bổ đầu? Đừng dọa cháu gái cưng của họ chứ. Sau một phen thao tác thần thánh, Túc Bảo đã thành công chiếm được trái tim của đám đàn ông sắt thép. Các đường chủ ai nấy đều yêu thích cục bột nhỏ không nỡ buông tay, muốn ôm bé đi tham quan sơn trang nhà họ Mộc. Mộc Quy Phàm lạnh lùng hỏi, đều không có việc gì làm hết à? Anh còn chưa ôm con gái đủ đâu, tới lượt bọn họ chắc. Mọi người đành phải lưu luyến đi làm việc. Mộc Quy Phàm ôm Túc Bảo, nói, đi thôi, nên dẫn con về rồi. Túc Bảo, dạ dạ, bé muốn ăn cơm bà ngoại nấu. Mộc Quy Phàm đi về phía chiếc xe Việt dã theo thói quen, bỗng nhiên anh sực nhớ tới cái gì đó, nhíu mày nói, chúng ta không ngồi chiếc này nữa. Túc Bảo liếc nữ quỷ đã yên vị trên hàng ghế sau, vì sao ạ? Mộc Quy Phàm thản nhiên nói, không sạch sẽ. Túc Bảo nửa hiểu nửa không, xe rất sạch sẽ mà, chẳng lẽ ba nói không sạch sẽ là đang ám chỉ nữ quỷ kia? Nhưng mà ba có nhìn thấy quỷ đâu? Túc Bảo khó hiểu, ghé sát vào tai Mộc Quy Phàm thì thầm, ba ơi! Ba cũng nhìn thấy gì ôm đầu à? Mộc Quy Phàm, ôm đầu gì? Anh lần theo tầm mắt Túc Bảo nhìn về phía hàng ghế sau, các cụ thường nói trẻ con có thể nhìn thấy một số thứ không sạch sẽ, chẳng lẽ bé thấy? Nghĩ tới đây, Mộc Quy Phàm đột nhiên giật mình nhận ra mình đang suy nghĩ cái gì, không khỏi cạn lời. Anh nghĩ gì vậy? Đang thời đại khoa học, công bằng bình đẳng dân chủ đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không. Mộc Quy Phàm nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của Túc Bảo, đừng nói bậy. Anh lại dẫn Túc Bảo tới gara, chọn một chiếc Việt dã màu xanh quân đội rất ít khi dùng, lái về phía nhà họ Tô. Túc Bảo nằm nhoài bên cửa sổ nhìn ra sau, nữ quỷ ôm đầu đang vận hết tốc lực đuổi theo bọn họ. Ồ, có thể đi lại giữa ban ngày ban mặt luôn à, chắc là ác quỷ nhỉ. Bé lẩm bẩm, rốt cuộc là loại quỷ gì nhở? Nhà họ Tô đợi đến giữa trưa mới nhìn thấy một chiếc xe Việt dã màu xanh quân đội đầy kiêu ngạo xuất hiện, kít một tiếng dừng trước cửa trang viên. Túc Bảo thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, hét lớn bằng giọng sữa, bác Nhiếp ơi, mở cửa cho con với ạ. Chú Nhiếp vội vàng mở cửa, mừng rỡ nói, tiểu tiểu thư, cuối cùng con cũng về, bà ngoại nhớ con lắm đấy. Đột nhiên, ông nhìn chán Túc Bảo, lập tức hoảng hốt. Đây, đây, thế này là sao? Không phải Tổng Giám Đốc Tô đã cam đoan tiểu tiểu thư sẽ không bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc à? Túc Bảo xuống xe, chân nhỏ chạy như bay, ngoại ơi Túc Bảo về rồi nè. Chú Nhiếp muốn nhìn kỹ cô bé cũng không kịp nhìn, vội vã đuổi theo. Mộc Quy Phàm cao lớn chậm rãi đi theo phía sau Túc Bảo, cặp chân dài có lợi thế nên dù Túc Bảo chạy phía trước thì anh vẫn luôn theo sát cô bé. Đi cuối cùng là nữ quỷ ôm đầu, cái đầu trong lòng nó bỗng quay một vòng phát ra tiếng cọt kẹt. Trông thấy trang viên xa hoa của nhà họ Tô, mắt nó thoáng hiện sự phấn khích, cổ họng phát ra tiếng kêu kỳ quái. Trong nhà, bà cụ Tô vội điều khiển xe lăn xuống lầu, Tô Tử Du đang ngồi ở phòng sách cũng quăng luôn cuốn sách toán học. Không rõ Tiểu Ngũ từ đâu bay tới, cạch một tiếng giẫm lên tay vịn cầu thang. Kết quả, tay vịn trơn quá nên con vẹt rơi luôn từ trên xuống. Tô Nhất Trần đang ngồi làm việc trên ghế sofa ở lầu 1, nghe thấy giọng nói của Túc Bảo, anh ấy đứng dậy. Đút một tay vào túi, trông rất bình tĩnh. Tô Nhất Trần nói, giờ thì mọi người yên tâm rồi chứ. Một giây sau Túc Bảo chạy vào phòng, vết đỏ trên trán cô bé mới nhìn có ngỡ là đầu toác máu chảy làm ai ai cũng phát hoảng. Bà cụ Tô kinh hô, Túc Bảo. Tô Tử Du vội lên trước, em gái, đầu em sao thế? Không sao chứ, đau không em? Tô Ý Thâm kêu Tô Tử Lâm lập tức đi lấy hộp thuốc còn anh thì vội kiểm tra đầu Túc Bảo. Tô Nhạc Phi trừng mắt, đến vẻ cà lơ phất phơ hàng ngày trên mặt Tô Lạc cũng vơi bớt, thay vào đó là hàng mày nhíu lại.
Ông cụ Tô vừa tức vừa cuống, lạnh mặt mắng, đây chính là, không mất một sợi tóc mà con nói đó sao? Tô Nhất Trần nhìn cả nhà đang trừng mắt với mình. Anh lập tức phóng ánh mắt nguy hiểm về phía Mộc Quy Phàm mới bước chân vào nhà. Người đàn ông rất cao, đỉnh đầu sắp chạm tới khung cửa, khi anh đứng ở đó thì cánh cửa gần như bị chặn lại. Tất cả thành viên nhà họ Tô cũng hướng theo ánh mắt của Tô Nhất Trần nhìn về phía cửa. Mộc Quy Phàm vừa đặt chân vào nhà đã cảm thấy có 7-8 ánh nhìn như lưỡi dao sắc bén đang phóng về phía anh. Ông cụ Tô mà anh đã gặp hôm nọ đang lạnh mặt trừng mắt với anh. Anh cũng đã gặp Tô Nhất Trần ở buổi tiệc sinh nhật, lúc này mặt anh ấy lạnh như băng, ánh mắt sắc bén. Còn có vài người anh chưa gặp bao giờ, trong đó có một người với nước da ngăm đen, nhìn thôi cũng biết tính tình nóng nảy, biểu cảm hệt như muốn lập tức xông lên đánh nhau với anh. Thậm chí còn có một con vẹt vỗ cánh bên cạnh và nhảy lên nhảy xuống với bàn chân xòe rộng ra, hót, lão yêu trong núi đến rồi. Lão yêu trong núi đến rồi. Mộc Quy Phàm mặt không đổi sắc quét mắt nhìn một vòng, hỏi, sao thế? Bà cụ Tô nghiến răng nghiến lợi, chán túc bảo sao vậy? Cậu nói xem, cậu lớn chừng này rồi còn trông trẻ con kiểu gì đấy? Mộc Quy Phàm nhất thời khựng lại. Bà cụ Tô tiếp tục càm ràm. Dù mới gặp lần đầu bà cụ vẫn mắng Mộc Quy Phàm như người nhà, không chút n. Bà cụ còn hồ nghi vết thương trên đầu Tiểu Túc Bảo chẳng phải do khấu đầu lại mà có đâu. Chắc Mộc Quy Phàm dạy Túc Bảo dùng đầu đập vỡ gạch đúng không? Bà cụ Tô đánh giá Mộc Quy Phàm một lượt từ đầu đến chân. Tên trùm băng đảng tội phạm, này quả thực quá cao, thân mình cao lớn rắn giỏi, mái tóc đen hơi xoăn, do đứng ngược chiều ánh sáng nên chỉ nhìn rõ đôi mắt đen mà người khác không sao nhìn thấu được. Bà cụ Mộc chỉ thấy trái tim cũng mỏi mệt, bà rời mắt đi, quá cao, cổ ngước lên quá mỏi. Nếu đã đến rồi thì ngồi đi, bà cụ Tô chỉ tay về phía sofa. Tô ý thâm xoa đầu Tiểu Túc Bảo, nói, Túc Bảo ngoan, mọi người trò chuyện với ba con một chút, con theo các anh lên lầu chơi được không? Tô Tử Du nắm tay Túc Bảo, đi nào, anh cho em xem một thứ vô cùng lợi hại. Túc Bảo vui vẻ gật đầu nói, được ạ. Dứt lời cô bé chạy theo Tô Tử Du. Trong mắt Túc Bảo, ông bà ngoại và các cậu đều rất tốt. Ba cô cũng tốt, cho nên mọi người trò chuyện cùng nhau hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Mộc Quy Phàm dõi mắt nhìn theo Túc Bảo đang chạy lên lầu, còn có con vẹt có thể bay nhưng một mực đòi chạy theo phía sau, anh cứ như vậy mà bị con gái bỏ rơi à? Mộc Quy Phàm nhìn một lượt, ông cụ Tô, bà cụ Tô và các anh em Tô Nhất Trần. Mượn cớ kêu Túc Bảo đi chơi vì muốn thẩm vấn chuyện năm xưa đây mà. Có thể hiểu được, dù sao Tô Cẩm Ngọc cũng là bảo bối được họ nâng niu trong lòng bàn tay. Nếu như có tên nhóc nào đó cuốn Túc Bảo của anh đi, anh còn làm quá hơn thế này. Mộc Quy Phàm ngồi xuống sofa, môi khẽ cong lên, rõ ràng anh đang ngồi nghiêm chỉnh mà từ anh vẫn toát lên sự ngang ngược. Mọi người muốn hỏi gì cứ việc hỏi. Anh đã trải qua bao cuộc thẩm vấn rồi, hơ hông có gì phải sợ hết. Người nhà họ Tô. Tô Tử Du dẫn Túc Bảo đến phòng của cậu rồi giới thiệu phát minh trong mấy ngày này của cậu. Em nhìn cái này đi. Tô Tử Du hứng chí bừng bừng lấy ra một máy quay phim kỹ thuật số HD. Túc Bảo tò mò xem, Tô Tử Du nói, anh đã sửa đổi máy ghi hình này, tăng cường chức năng, tầm nhìn ban đêm hồng ngoại, chiếu sáng mục tiêu bằng đèn dọi hồng ngoại và thu bức xạ hồng ngoại phản xạ để tạo thành hình ảnh. Nếu có quỷ, chưa biết chừng có thể ghi hình được. Túc Bảo, ồ. Cục bột nhỏ mù mờ, trên đầu còn dựng lên một nhúm tóc. Căn bản chẳng hiểu Tô Tử Du nói gì. Tô Tử Du tiện tay đặt máy quay phim lên bàn, sau đó lấy ra một thứ khác vừa to vừa tròn trông giống như một cái chậu sắt. Hề nang, không màng thân phận chiến thần của anh. Mộc Quy Phàm không khỏi nhớ tới người mẹ luôn càm ràm không ngớt lời của mình. Đã nhiều năm như vậy, cảm giác như cách một đời người, chẳng ngờ còn có thể nghe thấy những lời oán trách như mẹ từng mắng anh. Mộc Quy Phàm mím môi, nhỏ giọng nói, xin lỗi. Bà cụ Tô hừ một tiếng, còn lâu bà mới chấp nhận nhé. Làm chán Túc Bảo bảo bối của bà bị thương à, không tha thứ. Thấy mọi người hiểu nhầm, Túc Bảo vội nói, ngoại ơi con bị cụng chán không phải do ba đâu. Mọi người, lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót. Mới qua ở với ba ruột một tối thôi mà đã gọi ba thuận miệng vậy ư. Thậm chí còn gỡ tội cho Mộc Quy Phàm. Sau khi kiểm tra kỹ càng, Tô Ý Thâm phát hiện ra trán Túc Bảo chỉ bị xước tí da và u lên một chút, không vấn đề gì hết. Chỉ là, người kia bôi thuốc đỏ cho Túc Bảo quá đà như muốn đòi mạng nhà họ Tô luôn.
Tô Ý thầm dịu giọng hỏi, Túc Bảo, nói cho cậu út biết chán con bị sao. Túc Bảo một năm một mười kể lại, bà còn dẫn con tới thắp hương và khấu đầu lại ông cố nội và ông bà nội, không ngờ con bất cẩn lại mạnh quá. Mọi người, Mộc Quy Phàm nhướng mày, xem đi, không phải do tôi thật mà. Bà cụ Tô liếc Mộc Quy Phàm một cái, cảm xúc trong lòng khó diễn tả thành lời. Người đàn ông này gạt con gái bà rồi cuốm luôn cháu gái của bà, quả nhiên giống với lời ông cụ Tô nói, chính là trùm băng đảng tội phạm. Tô Ý thầm cười, hỏi Bâng Quơ, Túc Bảo, sao về nhà trễ vậy, bà còn đưa con đi đâu chơi? Túc Bảo nghiêm túc nhớ lại, nói, không đi chơi ở đâu hết. Bà dẫn con đi khấu đầu lại ông cố nội và ông bà nội. Tô Tử Du không tin, chỉ khấu đầu thắp hương mà lâu vậy ư? Cậu hỏi, sau đó thì sao? Túc Bảo, sau đó, sau đó bà dạy em làm cách nào để chặt đầu người khác. Người nhà họ Tô, Mộc Quy Phàm, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao mới được người nhà họ Tô thu về ban nãy lúc này lại phóng vù vù về phía Mộc Quy Phàm. Khóe miệng Mộc Quy Phàm khẽ giật, nhóc con, chuyện này không cần phải nói ra đâu. Thấy anh thừa nhận, bà cụ Tô tức tới độ muốn đánh người. Toàn dạy mấy thứ gì không biết. Bà cụ còn hồ nghi vết thương trên đầu tiểu Túc Bảo chẳng phải do khấu đầu lại mà có đâu. Chắc Mộc Quy Phàm dạy Túc Bảo dùng đầu đập vỡ gạch đúng không? Bà cụ Tô đánh giá Mộc Quy Phàm một lượt từ đầu đến chân. Tên trùm băng đảng tội phạm, này quả thực quá cao, thân mình cao lớn rắn giỏi, mái tóc đen hơi xoăn, do đứng ngược chiều ánh sáng nên chỉ nhìn rõ đôi mắt đen mà người khác không sao nhìn thấu được. Bà cụ Mộc chỉ thấy trái tim cũng mỏi mệt, bà rời mắt đi, quá cao. Cổ ngước lên quá mỏi. Nếu đã đến rồi thì ngồi đi. Bà cụ Tô chỉ tay về phía sofa. Tô Ý thâm xoa đầu tiểu Túc Bảo, nói, Túc Bảo ngoan, mọi người trò chuyện với ba con một chút, con theo các anh lên lầu chơi được không? Tô Tử Du nắm tay Túc Bảo, đi nào, anh cho em xem một thứ vô cùng lợi hại. Túc Bảo vui vẻ gật đầu nói, được ạ. Dứt lời cô bé chạy theo Tô Tử Du. Trong mắt Túc Bảo, ông bà ngoại và các cậu đều rất tốt. Ba cô cũng tốt, cho nên mọi người trò chuyện cùng nhau hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Mộc Quy Phàm dõi mắt nhìn theo Túc Bảo đang chạy lên lầu, còn có con vẹt có thể bay nhưng một mực đòi chạy theo phía sau, anh cứ như vậy mà bị con gái bỏ rơi à? Mộc Quy Phàm nhìn một lượt, ông cụ Tô, bà cụ Tô và các anh em Tô Nhất Trần. Mượn cớ kêu Túc Bảo đi chơi vì muốn thẩm vấn chuyện năm xưa đây mà. Có thể hiểu được. Dù sao Tô Cẩm Ngọc cũng là bảo bối được họ nâng niu trong lòng bàn tay. Nếu như có tên nhóc nào đó cuốm Túc Bảo của anh đi, anh còn làm quá hơn thế này. Mộc Quy Phàm ngồi xuống sofa, môi khẽ cong lên, rõ ràng anh đang ngồi nghiêm chỉnh mà từ anh vẫn toát lên sự ngang ngược. Mọi người muốn hỏi gì cứ việc hỏi. Anh đã trải qua bao cuộc thẩm vấn rồi, hơ hông có gì phải sợ hết. Người nhà họ Tô. Tô Tử Du dẫn Túc Bảo đến phòng của cậu rồi giới thiệu phát minh trong mấy ngày này của cậu. Em nhìn cái này đi. Tô Tử Du hứng chí bừng bừng lấy ra một máy quay phim kỹ thuật số HD. Túc Bảo tò mò xem, Tô Tử Du nói, anh đã sửa đổi máy ghi hình này, tăng cường chức năng, tầm nhìn ban đêm hồng ngoại, chiếu sáng mục tiêu bằng đèn dọi hồng ngoại và thu bức xạ hồng ngoại phản xạ để tạo thành hình ảnh. Nếu có quỷ, chưa biết chừng có thể ghi hình được. Túc Bảo, ồ. Cục bột nhỏ mù mờ, trên đầu còn dựng lên một nhúm tóc. Căn bản chẳng hiểu Tô Tử Du nói gì. Tô Tử Du tiện tay đặt máy quay phim lên bàn, sau đó lấy ra một thứ khác vừa to vừa tròn trông giống như một cái chậu sắt. Thứ này được bao phủ bởi một mảnh vải, có thể thấy Tô Tử Du rất yêu thích nó. Túc Bảo tò mò, anh ơi, đây là gì? Tô Tử Du bỏ dây đai rồi vén tấm vải đen lên, để lộ một chiếc chậu sắt tròn và to. Quả nhiên là cái chậu sắt. Sau khi không ngừng nỗ lực và tính toán, anh phát hiện giữa từ trường và khả năng gặp quỷ có mối quan hệ mật thiết nhất. Anh mất mấy ngày mới tính ra được công thức gần nhất, đồng thời khắc họa công thức này lên chậu sắt có từ trường. Tô Tử Du giải thích, chiếc chậu sắt này trông rất bình thường, nhưng anh đã đặt hai nam châm en-phép bên dưới. Giả sử mật độ bề mặt điện tích từ tính là sigma viết thường, thì phương trình Poisson hai chiều. Đầu óc Túc Bảo ong ong, anh ơi anh đang nói cái gì đấy? Tô Tử Du hơi khựng lại, ngẫm nghĩ rồi nói theo cách thông thường thì, anh thấy quỷ là một vật chất đặc biệt có thể can thiệp vào từ trường. Từ trường trong chậu sắt của anh luôn có quy luật, nhưng khi quỷ đến gần, nó sẽ thay đổi từ trường. Kim chỉ nam được lắp trong này có dao động từ tính cực nhỏ,
nói cách khác Kim Chỉ Nam rất nhạy cảm. Chỉ cần có ma quỷ ở gần, Kim Chỉ Nam sẽ nhanh chóng quay, cho đến khi xác định được phương hướng nhất định. Túc Bảo vẫn trầm mặc. Suy nghĩ nửa ngày trời, cô bé chợt vật hiểu ra, anh ơi, vậy cái này chẳng phải la bàn sao? Tô Tử Du, hóa đá tại chỗ. Không thể, tuyệt đối không thể. Sao một món đồ cậu mất mấy ngày mới phát minh ra lại có nguyên mẫu trong thực tế rồi? Túc Bảo chớp mắt nhìn dáng vẻ chịu cú sốc lớn của Tô Tử Du, an ủi, anh ơi, anh làm ra la bàn là lợi hại lắm rồi đó. Người khác còn không làm được nha. Tô Tử Du, không muốn nghe. Túc Bảo nói, chậu sắt của anh trai không giống la bàn đâu, trên la bàn in chữ, còn trên chậu sắt của anh toàn khắc công thức nè. Chắc chắn công thức lợi hại hơn chữ rồi. Hai mắt Tô Tử Du sáng lấp lánh, đúng. Kết quả tính toán của công thức là chính xác nhất. Túc Bảo hồ nghi hỏi, anh thiết kế chậu sắt để làm gì thế? Không ngờ Tô Tử Du vừa nghe hỏi đã hừ một tiếng, lấy máy tính ra rồi mở một trang web. Anh đã lập một trang web và phát biểu hai bài tiểu luận. Nhưng mọi người đều cười nhạo anh. Từ lúc cậu phát biểu bài luận về vấn đề gặp quỷ, đoạn video này đã được người khác chia sẻ lên Weibo. Vì thế trang web thu hút rất nhiều người tới xem. Nhưng đám người này chỉ đến xem trò cười hoặc bình luận cái gì mà, trẻ con dễ thương thật nha. Tô Tử Du vô cùng tức giận. Cậu một mực muốn chứng minh lý luận gặp quỷ của mình. Túc Bảo, Tô Tử Du nói, được, vậy giờ chúng ta dò thử nhé. Cậu cầm chậu sắt rồi bắt đầu đi lại trong phòng. Anh thử nghiệm rồi, chỗ này không dò ra được điều gì bất thường, nhà mình không có quỷ đúng không? Tô Tử Du nở một nụ cười nhẹ nhõm, nói tiếp, thiết bị này của anh lợi hại lắm nha, nếu có quỷ nhất định sẽ dò ra được. Túc Bảo, em đến nghiệm chứng xem có đúng không? Túc Bảo có thể thấy quỷ. Chậu sắt của cậu không có gì bất thường. Vì vậy, công thức mà mấy ngày qua cậu hết lòng hết sức tính toán là chính xác. Túc Bảo nhìn ra cửa sổ. Lúc này một nữ quỷ không đầu đang bay ở đó, tay ôm cái đầu của chính mình, mắt nhìn Tô Tử Du hao háo. Bỗng phát hiện ra Kim Chỉ Nam trong chậu sắt quay cực nhanh, Tô Tử Du ồ lên một tiếng. Cậu kiểm tra thử, không có mà. Kỳ thật, chỗ nào xảy ra lỗi nhỉ? Sao em gái mình vừa về đến nhà chậu sắt lại có phản ứng thế này? Lẽ nào từ trường trên người em ấy khác người thường ư? Tô Tử Du lập tức cầm chậu sắt đi về phía Túc Bảo, chỉ thấy Kim Chỉ Nam lại dừng quay. Kỳ lạ, hỏng rồi ư? Túc Bảo rối rắm, anh ơi, hay là bỏ đi? Tô Tử Du không ngừng điều chỉnh hướng đi dựa theo hướng chỉ của Kim Chỉ Nam, cuối cùng cậu đi về phía cửa sổ. Đầu óc cậu đang chìm đắm trong việc nghiệm chứng kết quả và phép tính, hoàn toàn không ý thức được chậu sắt của mình dùng để tìm cái gì. Cậu hỏi, không được, không thể từ bỏ được. Bước cuối cùng sau khi tính toán công thức chính là nghiệm chứng. Kim Chỉ Nam dừng rồi nè. Kim Chỉ Nam chỉ về một hướng. Hướng này là... Tô Tử Du ngẩng đầu, nụ cười trên môi như đông cứng. Ngoài cửa sổ, một đôi chân lặng lẽ buông thõng trước mặt Tô Tử Du. Thuận theo đôi chân xanh đen nhìn lên trên. Một nữ quỷ không đầu ôm cái đầu của mình, hai con mắt của cái đầu đảo một vòng, nhìn hao háo vào Tô Tử Du. Hình như chiếc váy trắng của nó bị nhuốm máu đỏ, càng gần cổ màu váy càng đỏ tươi, lùi xuống một chút là vết máu phun không đều, chỉ liếc một cái cũng tưởng tượng ra được cảnh tượng trước khi chết của nó. Hờ, hờ hờ, nữ quỷ cố gắng nặn ra một nụ cười. Đầu bị đứt đến tận cổ, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu đang ra sức nặn ra nụ cười quỷ dị. Mẹ nó, Tô Tử Du nhảy dựng lên tại chỗ, không khỏi chửi thề. Cái chậu sắt đập mạnh xuống đất và quay tròn. Túc Bảo còn chưa kịp phản ứng thì Tô Tử Du đã chạy ra sau lưng cô bé rồi ôm chặt cổ cô bé. Khụ, anh ơi, nới lỏng chút, Túc Bảo le lưỡi ra, sắp bóp chết, em rồi. Tô Tử Du quá sợ nên không hề nới lỏng lực tay, cả người nấp sau bờ vai nhỏ bé của Túc Bảo. Túc Bảo hết cách, cũng đâu thể để anh trai của mình bóp cổ mình đến chết nhỉ. Cục bột nhỏ dồn sức, chỉ nghe ầm một tiếng, Tô Tử Du bị ném qua vai Túc Bảo rồi bay đi. Hướng bay, bên cửa sổ. Tô Tử Du chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, may sao dưới đất có tấm thảm nên cậu không bị ngu người sau cú ngã. Có điều, khi cậu hoàn hồn, vừa ngước mắt đã trông thấy nữ quỷ ôm đầu đang lơ lửng giữa không trung. Thà ném cậu ngã đến mức đầu óc không tỉnh táo còn hơn. Không, thà ngã rồi ngất xỉu luôn. Tô Tử Du run rẩy, Túc Bảo, đỡ anh dậy với.
chân cậu mềm nhũn rồi. Túc Bảo vội bước lên đỡ Tô Tử Du dậy, nói, xin lỗi nha anh trai, hồi nãy Túc Bảo không cố ý đâu. Tô Tử Du, không sao. À không, giờ là lúc nói chuyện này ư. Tô Tử Du nhìn thẳng phía trước, không dám ngoảnh đầu lại, nó. Nó đến từ lúc nào? Túc Bảo hồ nghi, sao anh trai nhỏ lại nhìn thấy quỷ được rồi? Lúc kim chỉ nam trong chậu sắt của anh bắt đầu quay thì dì ôm đầu đã ở ngoài cửa sổ rồi. Túc Bảo đáp. Sau đó bồi thêm một câu, anh ơi, anh sợ quỷ như vậy tại sao còn ra sức tính toán công thức nhìn thấy quỷ thế ạ? Tô Tử Du, cái này, đâu có mâu thuẫn gì đâu. Túc Bảo nghĩ tới anh Tô Tử thích hay chơi game, nửa hiểu nửa không hỏi, cái này gọi là nghiện chơi nhưng chơi không giỏi à anh? Tô Tử Du, chúng ta vẫn nên nói về nữ quỷ kia trước đi. Hu hu hu, sao nữ quỷ đã đứng ngay trước mặt rồi em gái cậu vẫn điềm nhiên như không cùng cậu thảo luận 10 vạn câu hỏi vì sao vậy? Lẽ nào em ấy không sợ ư? Tô Tử Du cố đè hai chân đang run rẩy lại, hỏi, nó. Nó là loại quỷ gì thế? Túc Bảo lắc đầu, không rõ. Sư phụ của cô bé đang đi họp dưới địa phủ. 2 ngày rồi mà chưa quay về. Túc Bảo nhìn nữ quỷ, hỏi, dì ôm đầu, dì là loại quỷ gì thế? Nữ quỷ ôm đầu. Nó khẽ đảo con ngươi, đáy mắt thoáng hiện sự quỷ dị, cổ họng phát ra tiếng, hờ. Hờ. Sau đó lập tức bay về phía Tô Tử Du. Tô Tử Du thầm thét lên trong lòng, đừng qua đây. Theo trực giác, Túc Bảo cảm thấy nguy hiểm nên cảnh giác chặn trước người Tô Tử Du, nói chuyện thì chỉ nói chuyện thôi, đừng có động tay động chân. Nữ quỷ chợt gầm lên một tiếng rồi hung hăng nhào về phía Túc Bảo. Kinh nghiệm thực chiến của Túc Bảo không phong phú, Thiếu Kỳ Trường bên cạnh hướng dẫn, cô bé chỉ biết vô thức giơ tay lên đỡ. Sợi dây đỏ trên cổ tay Túc Bảo tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt, nữ quỷ vừa chạm phải đã bắn ra xa. Nữ quỷ không kịp phòng bị, cái đầu ôm trong tay rơi luôn, chật vật ngã sang một bên. Cái đầu quỷ lại lăn long lóc rồi dừng lại dưới chân Tô Tử Du. Đầu quỷ quay cót két nửa vòng, lộ ra đôi mắt của nữ quỷ, nhìn đăm đăm vào Tô Tử Du, cái miệng như chậu máu ngoác ra. Tô Tử Du. Túc Bảo vội nói, anh ơi đừng hoảng. Dứt lời Túc Bảo lập tức chạy tới, quát bằng giọng non nớt, đời người vô thường. Zio Zio tấn công. Túc Bảo giơ chân lên đạp cái đầu quỷ một cước như đá trái bóng, đầu quỷ bay vút ra ngoài cửa sổ. Nữ quỷ lập tức như ruồi mất đầu, mò mẫm quanh co rồi lảo đảo bay ra ngoài. Túc Bảo đuổi theo, anh ơi anh chờ ở đây nha. Tô Tử Du còn chưa hết sợ, sao cậu dám ở lại một mình trong phòng? Cậu cuống quýt nói, đợi anh với. Em gái cậu ở đâu thì cậu ở đó. Hai anh em chạy ra ngoài, quên cất chậu sắt rơi trên nền và tắt máy quay phim đặt cạnh bàn. Đèn báo của máy quay phim nhấp nháy, cảnh tượng vừa rồi đã được ghi lại. Túc Bảo chạy xuống lầu, ông cụ Mộc và Mộc Quy Phàm đang trò chuyện với nhau bỗng khựng lại, quay đầu nhìn về phía cô bé. Chỉ thấy Túc Bảo chạy như bay từ trong nhà ra ngoài. Túc Bảo, con đi đâu đấy? Bà cụ Tô vội điều khiển xe lăn đuổi theo. Mộc Quy Phàm lập tức đứng dậy, tiện tay nắm tay vịn xe lăn rồi đẩy bà cụ Tô cùng ra ngoài. Bà cụ ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn Mộc Quy Phàm một cái. Mộc Quy Phàm đẩy xe lăn đương nhiên nhanh hơn bà cụ tự mình bấm điều khiển từ xa. Bà cụ Tô lâu rồi không được, chạy, nhanh như vậy, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Túc Bảo. Túc Bảo chạy ra sau vườn hoa, nhìn bầu trời, rồi lại nhìn vườn hoa, cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó. Mộc Quy Phàm hỏi, con tìm gì? Để ba giúp con. Đôi mắt đen của anh thoáng hiện ý cười, ngữ khí pha chút biếng nhác, không có gì là ba con không tìm được nha. Có lẽ anh tưởng đồ chơi của Túc Bảo rơi từ trên lầu xuống. Dù đó là món đồ chơi gì và nhỏ thế nào đi chăng nữa thì đối với anh tìm đồ chỉ dễ như trở bàn tay. Túc Bảo lắc đầu không đáp, lỡ nói ra hù cho bà ngoại sợ chết khiếp thì sao được. Lần trước bà ngoại cô bé bị cơ thể đầy máu của Tư Diệc Nhiên dọa cho đứng tim rồi nha. Tô Tử Du theo sát phía sau, cậu lo lắng nhìn quanh quất bốn phía nhưng vẫn không thấy bóng dáng nữ quỷ đâu. Lúc này cậu mới ổn định lại tâm trạng, vừa mở miệng đã tính toán theo bản năng, dựa theo parabol. Cậu dùng mắt ước tính khoảng cách từ cửa sổ đến vườn hoa, còn có góc độ mà cái đầu quỷ bay ra bên ngoài. Chắc là ở bên này. Quỹ đạo của hình parabol có thể tìm được, trừ phi nữ quỷ đổi hướng giữa đường. Túc Bảo không biết parabol là gì. Chỉ có trực giác kỳ lạ khiến cô bé cảm nhận được đầu của nữ quỷ ở vị trí nào. Có điều,
lần này cũng tìm theo trực giác mà tìm một vòng vẫn không thấy đầu quỷ đâu. Thân thể không đầu của nữ quỷ bay đi ban nãy cũng mất tăm mất tích. Kỳ lạ, Túc Bảo cho mày, lẩm bẩm. Bà cụ Tô nói, Túc Bảo muốn tìm gì, ngoại kêu người tìm cùng con. Túc Bảo chỉ đành tạm thời từ bỏ, lắc đầu đáp, không có gì đâu bà ngoại ơi, rơi mất một cục rắm đó ạ. Bà cụ Tô khó hiểu nhìn về phía Tô Tử Du. Tô Tử Du, đúng, con chấm con chọc em ấy là đem cục rắm vứt ra ngoài, em ấy tin luôn. Mọi người tức thì câm nín. Bà cụ Tô nói, đừng có suốt ngày trêu em con như thế. Em con còn nhỏ nên cái gì cũng tin hết đấy. Tô Tử Du lập tức đáp, biết rồi ạ. Mộc Quy Phàm nheo mắt, liếc nhìn Túc Bảo, rồi lại nhìn Tô Tử Du. Cô nhóc không tồi nha, che giấu rất tài tình, tiếc thay vẫn lộ ra chút dấu vết của lời nói dối. Đi về thôi, bà cụ Tô nói. Mọi người đi về, không ai phát hiện ra một cô gái đứng thẳng đờ sau bụi cây trong vườn hoa. Trong vườn hoa, một nữ giúp việc vặn vẹo cổ một cách khó khăn, cơ thể lại vặn sang một hướng khác hết sức quỷ dị, hình như chưa thích ứng lắm. Nhưng chẳng mấy chốc cô ả đã điều chỉnh lại, đầu và thân thể cùng một hướng. Hai tay cô ả làm động tác ôm vật gì đó như một thói quen, hồi lâu phản ứng ra, cô ả lại đặt tay xuống. Không rõ có phải chưa thích ứng được hay không, cô ả lại ôm vài lãng hoa lên người, lúc này mới nở một nụ cười mãn nguyện. Mộc Quy Phàm đi phía trước như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại, chỉ trông thấy một nữ giúp việc đang ôm lãng hoa nơi vườn hoa, tay còn cầm chiếc kéo làm vườn. Cô ả cụp mi, ôm lãng hoa và lặng lẽ làm công việc của mình. Mộc Quy Phàm khẽ nheo mắt, không thể xác định rõ điều gì bất thường. Nếu khi trước anh nhìn thấy nữ quỷ ôm đầu thì lúc này từ chi tiết nhỏ trong động tác của nữ giúp việc, anh chắc chắn sẽ nhận ra được động tác của nữ giúp việc và nữ quỷ kia hoàn toàn giống nhau. Tiếc thay, Mộc Quy Phàm không thể nhìn thấy quỷ. Hóa ra, âm dương cách biệt thế nào mà cú đá ban nãy của Túc Bảo đã đá nữ quỷ vào thân thể nữ giúp việc. Mộc Quy Phàm đưa Túc Bảo vào trong biệt thự, không tiếp tục đoạn đối thoại giang dở ban nãy với ông cụ Tô nữa. Bà cụ Tô, Túc Bảo đói không con? Bà ngoại. Bà cụ vừa toan nói để bà ngoại nấu món ngon cho con ăn, nhưng lập tức đổi thành, bà ngoại kêu ba con nấu đồ ăn cho con. Một ông ba sắp nhỏ đạt tiêu chuẩn nhất định phải có tài nấu ăn tuyệt vời. Nếu không, làm thế nào để chăm một đứa bé trắng trẻo mũm mĩm? Tuyệt đối không thể mua đồ ăn bên ngoài, không lành mạnh. Mời gì giúp việc cũng không được, lỡ như lười biếng hoặc có tật giấu đồ, ăn bớt ăn xén nguyên liệu nấu nướng thì sao được? Mộc Quy Phàm nhướng mày, chắc chứ? Đôi tay này của anh mới chỉ cầm dao chém người. Chẳng ngờ cả gia đình nhà họ Tô nhất loạt nhìn về phía anh như ngầm hiểu ý nhau. Mộc Quy Phàm. Hai tay Túc Bảo làm động tác cố lên, nói, ba ơi cố lên, rô rô. Mở ngoặc đơn chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Gạch dưới. Mộc Quy Phàm cong môi, được. Bảo bối của anh đã cổ vũ rồi thì nhất định anh sẽ làm được. Nấu cơm thôi mà, sắp xếp nguyên liệu rồi bỏ vào trong nồi, sau khi nấu chín thì lấy ra. Chẳng có gì khó khăn cả. Mộc Quy Phàm chỉnh cổ áo rồi nới lỏng một chiếc cúc áo. Lúc này Tô Nhất Trần mới để ý thấy, hôm nay Mộc Quy Phàm mặc áo sơ mi quần tây trang trọng, khác với phong cách không câu nệ tiểu tiết của anh hàng ngày. Có thể thấy được, Mộc Quy Phàm rất coi trọng cuộc gặp mặt này. Cậu cả chấm điểm. Cộng 1. Ông cụ Tô phát hiện ra chi tiết trang phục, miễn cưỡng cộng 1. Bà cụ Tô nói, trong bếp có 3 con gà. Đây là gà thả rông mà tôi mua của người dân ở quê. Cậu giết gà đi nhé, một con nấu canh. Túc Bảo muốn ăn canh. Một con sẽ kho tàu, Túc Bảo thích ăn đùi gà kho tàu. Con còn lại cắt trắng, cậu biết cắt trắng là gì không? 1. 1. Gà luộc kiểu Quảng Đông, được gọi là gà cắt trắng. Mộc Quy Phàm vừa sắn tay áo vừa đáp. Đơn giản. Giết người anh còn làm được, giết con gà thì có gì mà biết với không biết. Bà cụ Tô lại nói, làm thêm món cà tím rang với móng heo, Túc Bảo thích ăn cà, có điều không dễ xử lý cà tím đâu, cậu không biết làm thì hỏi gì ngô. Các món còn lại, trong phòng bếp có nguyên liệu gì thì cậu làm món đấy, một nhà hơn 10 người, làm khoảng 18 món là được. À đúng rồi, làm thêm trứng phủ dung có thịt băm nhỏ nữa. Túc Bảo đang tuổi cao lớn. Cần ăn nhiều dinh dưỡng chút, làm nhiều thêm vài phần đi, nhà nhiều trẻ con. Mộc Quy Phàm. Một bữa cơm mà nhiều món vậy ư. Nhớ lại những lúc ở Sơn Trang nhà họ Mộc, món ăn nào cũng do đám đàn ông thô lỗ kia nấu, một món nấu luôn cả nồi,
cả bữa ăn 4 món mặn 1 món canh, cứ thế mà sống qua ngày. Mộc Quy Phàm đi băng qua khoảng sân nhỏ rồi vào nhà bếp. Tô Tử Du nhỏ giọng hỏi, Túc Bảo, chúng ta lên lầu đi. Không tìm được nữ quỷ, tinh thần cậu không sao ổn định được. Túc Bảo không yên tâm, chạy theo ba cô bé vào bếp, nói, đợi em chút nha, em đi xem ba em thế nào. Trong bếp, dì Ngô đưa cho Mộc Quy Phàm một cái yếm, hỏi, Mộc tiên sinh, giết gà trước nhé. Cần tôi giúp một tay không? Gà thả rông hung dữ lắm đấy. Vừa liếc thấy Túc Bảo chạy tới xem, lời vừa toan thốt ra đã bị Mộc Quy Phàm đổi thành, không cần. Trước mặt con gái mình, nhất định phải thể hiện được uy nghiêm của người làm ba. Mộc Quy Phàm nhấc con gà lên một cách dễ dàng. Chưa ăn thịt heo bao giờ thì cũng từng thấy heo chạy qua. Vào Nam ra Bắc bao năm, anh đã thấy người khác giết gà. Thời điểm đó cuộc sống rất khó khăn, được ăn một bữa no đã tốt lắm rồi. Sau đó anh thu nạp một vài thuộc hạ rồi làm nội gián trong một tập đoàn làm ăn phi pháp. Thành thật mà nói, anh chưa bao giờ xuống tay giết gà. Mộc Quy Phàm cầm dao rồi xoay như xoay bút, dì Ngô vội chắn trước mặt Túc Bảo, chỉ sợ con dao không có mắt mà bay ra ngoài. Dì Ngô, vặt lông trước. Mộc Quy Phàm khựng lại, không phải giết trước rồi mới vặt lông hả? Dì Ngô lập tức giải thích, ý tôi là lông ở cổ gà. Vặt lông xong mới dễ cắt cổ. Mộc Quy Phàm gật đầu, vặt sạch lông ở cổ gà, cổ tay vặn một cái, dứt khoát ép chân gà, cánh gà và đầu gà vào nhau. Một tay tóm gà, một tay cầm dao, quả thực là một tay giết gà. Con gà đáng thương bị vặn thành bánh quẩy, muốn kêu cũng chẳng kêu được, chỉ đành liều mạng giãy giụa, tiếc thay uổng công vô ích. Túc Bảo, ôi, ba lợi hại quá. Cô bé che mắt, nói, ba ơi sau này chúng ta ăn thịt gà đã chín thôi, đừng giết gà cục tác nữa được không? Con gà hơi đáng thương. Trong mắt cô bé, con gà kêu cục tác cục ta có thể tự động biến thành thịt gà chín, còn con gà chưa được chế biến thì chính là con gà, không muốn chết. Mộc Quy Phàm chỉ thấy buồn cười, gật đầu, được. Thấy Túc Bảo che mắt, anh mau lẹ cắt dao vào cổ gà. Máu gà bắn ra tung tóe, anh dùng một tay vặn con gà, nửa ngồi xổm, đưa cổ gà đến gần miệng bát. Bà cụ Tô đứng xem từ đằng xa, bĩu môi, còn tưởng cậu ta không biết làm. Xem ra cũng được đấy. Tô Nhất Trần, cộng một điểm. Ông cụ Tô, cộng một điểm. Những người khác trong nhà họ Tô, cộng 0.5 điểm. Tô Nhạc Phi, mẹ kiếp, giết mỗi con gà còn thể hiện sự đẹp trai, miễn cưỡng cho 0.5 điểm. Đến khi máu gà dừng chảy, Mộc Quy Phàm mới vứt con gà trong tay ra ngoài. Thế nhưng một màn kịch xuất hiện, con gà bị quăng đi bỗng đập cánh rồi bay đi sau một giây, vừa kêu cục ta vừa chạy thoát thân. Người nhà họ Tô. 1, 1, 1. Điên cuồng rớt điểm. Mộc Quy Phàm. Không nể mặt sao. Đáy mắt Mộc Quy Phàm thoáng hiện sát ý, cổ tay vặn một cái, con dao làm bếp bay ra ngoài. Con dao xoay tròn rồi chém thẳng vào cổ gà không lệch một ly. Con dao găm vào thân một cây cổ thụ trong sân nhỏ, đầu gà bay lên, gà không đầu chạy được vài bước thì rơi xuống đất chết toi. Phía sau cây cổ thụ. Một nữ giúp việc đang ôm Lãng Hoa bị dọa sợ, đồng tử cô ả co rút kịch liệt, Lãng Hoa trong tay rơi xuống kêu loảng xoảng. Túc Bảo mở tròn hai mắt. Cái này, cục bột nhỏ kinh ngạc lắp bắp. Nhất thời không biết nên nói gà cục tác đáng thương hay nên khen ba cô bé siêu lợi hại. Túc Bảo không khỏi nhớ tới triệu hồn chú mà sư phụ dạy, sát bối ninh, giết con gà, sát bối ninh, giết con gà. Miệng dì Ngô đã sớm thành hình chữ O, đủ nhét vừa một quả trứng gà. Gà còn có thể giết như này ư? Cả nhà họ Tô nhất loạt giật khóe môi, rối rắm không biết nên cộng thêm hay trừ bớt điểm của Mộc Quy Phàm. Tô Tử Du hoàn hồn sau cú sốc. Túc Bảo là con gái của cô ruột cậu. Ba của con gái của cô cậu chính là dượng của cậu. Người dượng trước mặt này vừa giết một con gà bằng cách vô cùng mạnh mẽ. Túc Bảo, chúng ta lên lầu trước đi. Tô Tử Du chạy đến bên cạnh Túc Bảo. Cậu rất sợ, ngay tiếp theo người dượng này của cậu sẽ dứt khoát chặt đầu hai con gà chưa chết còn lại. Không đành lòng nhìn thẳng, cô em gái mềm mại của cậu sao có thể nhìn màn chém gà đẫm máu và bạo lực như vậy được. Lúc này Túc Bảo lại đang nhìn về một bên khác, một nữ giúp việc với gương mặt tái mét đang đứng sau cây đại thụ, Lãng Hoa trong tay rơi xuống đất, hoa rơi vãi khắp nơi. Túc Bảo nói, chờ em chút. Cô bé chạy đến bên cây đại thụ. Vươn tay rồi rút con dao làm bếp ra mà không tốn chút sức lực nào.
Sau đó cô bé ngẩng đầu nhìn nữ giúp việc trước mặt, dì ơi dì vẫn ổn chứ? Nữ giúp việc vừa cúi đầu đã thấy cô bé con với gương mặt mềm mại đáng yêu, đôi mắt đen láy, trên tay cầm một con dao dính đầy máu. À, hình như cô ả bị hù cho khiếp vía, liên tục lui về sau, đừng chặt đầu tôi. Túc Bảo ngẩn người, vội giấu con dao sau lưng. Cô bé không có ý định chặt đầu dì này đâu. Dì này quá sợ hãi đúng không? Túc Bảo hồ nghi nhìn lại, luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Dì ơi, cổ dì không sao chứ? Hóa ra lúc lùi lại, nữ giúp việc ra sức quay mặt về phía muốn chạy, nhưng tay chân lại không nhịp nhàng, đầu quay về trái thân người lại lùi ra sau, không theo kịp phản ứng của đại não. Thoạt nhìn cứ ngỡ đầu cô ả bị vặn. Không biết Mộc Quy Phàm bước đến từ khi nào, anh cẩn thận lấy con dao từ tay Túc Bảo, sau đó xoay con dao làm bếp để giữ nó ổn định và nhìn chằm chằm vào người giúp việc. Cô tên gì? Từ Mộc Quy Phàm luôn toát lên khí thế bức người, ánh mắt hơi lạnh lùng khi nhìn chằm chằm vào ai đó, còn có con dao đang nắm trong tay. Vô hình trung lộ ra sát khí. Nữ giúp việc sợ hãi, lắp bắp đáp, tôi. Mộc Quy Phàm chau mày. Bà cụ Tô điều khiển xe lăn tới, hỏi, Tố Phân, cô làm gì ở đây? Hóa ra nữ giúp việc tên là Tố Phân, là một người làm vườn kiêm trồng hoa trong trang viên của nhà họ Tô. Trang viên của nhà họ Tô rất lớn, trồng rất nhiều hoa, tháng tư đang là mùa trăm hoa đua nở, hoa đào, hoa hồng, bách hợp, hoa loa kèn, mẫu đơn, v.v. Nở rộ khắp vườn, vì vậy nhà họ Tô sẽ thuê người chuyên cắt hoa rồi cắm hoa đặt trong từng phòng. Hồi lâu sau Tố Phân mới bình tĩnh lại, cụp mi đáp tôi. Đang cắt hoa. Bà cụ Tô không nghĩ nhiều, một con dao làm bếp bay vù tới thì ai chẳng khiếp sợ. Đi làm việc đi, bà cụ nói. Tố Phân gật đầu, vội vàng nhặt những bông hoa rơi trên mặt đất rồi nhẹ nhàng chạy đi. Bà cụ Tô thấy lạ, nói, cô gái Tố Phân này hôm nay sao thế nhỉ, kỳ quặc sao ấy. Đáy mắt Mộc Quy Phàm thoáng hiện chút cảm xúc không rõ ràng, anh chỉ phụ họa một câu, chắc bị dao hù dọa rồi. Bà cụ Tô liếc xéo, ha ha. Cậu còn không biết ngượng mà nói ra hả? Dao với súng đâu có mắt, lỡ như làm Túc Bảo bị thương thì sao được? Mộc Quy Phàm vuốt mũi, không ngờ bây giờ mình vẫn còn bị mắng. Dao hay súng trong tay anh, thực ra đều có mắt. Bà cụ Tô kéo tay Túc Bảo ngoan, theo anh con lên lầu nhé. Túc Bảo gật đầu, nhìn Mộc Quy Phàm dặn dò, ba ơi cố lên nha. Lúc xiết gà cục tác thì nhẹ tay chút nha. Mộc Quy Phàm duỗi tay toan xoa đầu cô bé. Nhưng nghĩ lại, một tay vừa bắt gà, một tay vừa cầm dao. Thôi quên đi. Lên lầu đi con, Mộc Quy Phàm nói, yên tâm, ba biết nấu ăn mà. Túc Bảo tin tưởng gật đầu rồi theo Tô Tử Du lên lầu chơi. Bà cụ Tô bó tay, chỉ đành kêu dì Ngô đi làm mấy món khác, bà chỉ sợ lát nữa không ăn nổi cơm trưa. Phòng bếp rất rộng, Mộc Quy Phàm làm những món bà cụ Tô chọn, dì Ngô nấu các món khác ở bên cạnh. Anh tiếp tục làm gà. Chặt đầu nó rồi dựng ngược lên để máu chảy ra. Mạnh tay vặt lông gà, một mảng lớn da gà bị bong ra, nhìn đến là thảm. Đến lượt món cà tím khó làm nhất trong lời đồn Mộc Quy Phàm cầm quả cà tím lên và ngắm nghía, chẳng nhìn ra khó ở chỗ nào. Một nhát chặt làm đôi. Trên lầu, Tiểu Ngũ ngồi xổm bên khung cửa sổ, mơ màng nhắm mắt. Vẹt cũng cần ngủ trưa, lúc này mỏ của nó gác lên mép cánh, hai mắt khép hờ, thỉnh thoảng lại gật đầu như đang ngủ gật. Tô Tử Du cẩn thận liếc nhìn cửa sổ rồi di chuyển bước chân, đưa chiếc gương đang cầm trong tay ra. Tiểu Ngũ mở mắt khó hiểu nhìn Tô Tử Du, sau đó nhích sang bên cạnh một chút. Xác định chắc chắn bên ngoài cửa sổ, hai bên tường và trần nhà không có quỷ, lúc này Tô Tử Du mới yên tâm ló đầu ra ngoài. Kỳ lạ, giờ đi đâu được nhỉ? Cậu vươn cổ nhìn chung quanh, lại cầm một quyển vở rồi tính toán parabol. Vạch ra khoảng cách giữa căn phòng với vườn hoa. Đồng thời vẽ thêm quỹ đạo parabol. Chính là chỗ đó mà, ban nãy tụi mình không tìm nhầm chỗ đâu. Túc Bảo nhoài người lên cửa sổ, sắp tới gần Tiểu Ngũ, một tay chống cằm, tay kia gãi ngứa cho Tiểu Ngũ. Hình như cô bé chẳng bận tâm nữ quỷ đi đâu. Tô Tử Du hỏi, Túc Bảo, em không sốt ruột à? Túc Bảo lắc đầu, không ạ, trên đời này có vô số quỷ, sớm muộn gì con quỷ chúng ta muốn tìm cũng sẽ xuất hiện thôi. Tô Tử Du hồ nghi, sẽ xuất hiện ư? Lỡ nó chạy rồi thì làm thế nào? Tô Tử Du vẫn nhớ Túc Bảo nói phải lấp đầy hồ lô linh hồn, bằng không cô bé có thể sẽ bị ép rời đi. Vậy nên, dù rất sợ hãi,
cậu cũng không thể để nữ quỷ chạy mất. Túc Bảo gật đầu khẳng định, vâng, có lẽ nó sẽ xuất hiện khi chúng ta ngủ buổi tối. Tô Tử Du, em đừng nói còn hơn. Càng không tìm được nữ quỷ, Tô Tử Du càng lo lắng, đi ngủ cũng thấy thấp thỏm không yên. Nghĩ tới cái miệng như chậu máu đang ngoác ra của nữ quỷ ban nãy, Tô Tử Du không khỏi rùng mình. Thế là, Tô Tử Du lập tức viết và vẽ gì đó trên giấy rồi cầm máy quay phim lên. Cậu phải thiết kế một cái còi báo động thấy quỷ. Máy quay phim vẫn đang mở ư. Tô Tử Du nhấp vào nút dừng quay rồi nhấp xem video đã hoàn thành. Mình không nhớ đã bấm quay lúc nào nhỉ. Tô Tử Du lẩm bẩm, phải xóa sạch nội dung lưu trước đó mới. Còn chưa dứt lời. Cậu đã nhìn thấy một nữ quỷ không đầu bồng bềnh trôi nổi xuất hiện trong đoạn phim, đầu tiên hiện ra bờ vai, sau đó là cái đầu quỷ được ôm trong tay, tiếp nữa là đôi chân màu xanh đen. Còn trong đoạn phim, cậu đang mân mê cái chậu sắt yêu thích của mình. Tô Tử Du xém chút nữa quăng luôn máy quay phim. Túc Bảo vội hỏi, sao vậy anh? Tô Tử Du bình tĩnh lại, nói, không sao, không sao. Cậu trầm mặc giây lát rồi bỗng dưng phấn khích. Chẳng phải đám người trên mạng không tin bài luận của cậu đó sao? Cậu phải đăng đoạn video này lên để hù chết họ. Tô Tử Du nói làm là làm, đăng một bản sao của video lên mạng, còn viết thêm dòng giới thiệu cực ngầu. Hừ, loài người ngu ngốc, các người hoàn toàn không biết gì về thế giới này. Video được đăng lên nhanh chóng thu hút người tới xem. Xì, hiệu ứng 5 xu, rác rưởi. Trên đời này không có quỷ, phải tin vào khoa học, biết không? Nhóc con không lo học hành, suốt ngày chỉ biết làm mấy thứ vớ vẩn, chỉ thấy tốt nghiệp xong, đến rác rưởi em còn chẳng tranh được với người khác đâu. Lại là thể loại này, nhà nhóc không mua nổi máy quay phim HD sao? Hễ liên quan tới chuyện linh dị là hình ảnh lập tức được quay đen trắng mờ ảo, cái kiểu lừa phỉnh này của các người tôi thấy nhiều rồi. Có bản lĩnh thì mua máy HD mà quay, không có bản lĩnh thì đừng so sánh mù quáng như này. Vẫn là sự cười nhạo. Tô Tử Du chán nản. Túc Bảo nhìn dáng vẻ bực tức của Tô Tử Du, ra vẻ người lớn vỗ vai cậu, thiếu niên, đừng ủ rũ. Tô Tử Du buồn bực, anh không phải thiếu niên. Dừng một lát, Túc Bảo lại nói, nhóc con, đừng ủ rũ. Tô Tử Du. Chừng hơn một giờ sau, bà cụ Tô dưới lầu gọi lớn, đến giờ ăn cơm rồi. Túc Bảo, mau xuống đây. Tô Tử Chiến, Tô Tử Du, Tô Tử Tích, hân hân. Bà cụ còn lần lượt gọi tên từng đứa cháu một. Trên lầu lập tức vang lên tiếng bước chân vội vàng của trẻ con, tiếng dạ lấy lệ và cả tiếng kỳ kèo. Không cần nghĩ cũng biết, tiếng bước chân là của Túc Bảo còn tiếng dạ là của thằng nhóc Tô Tử Thích kia. Hân hân đang ở trong phòng làm bài tập về nhà, cô nhóc ngẩng đầu đáng thương hỏi, ba ơi, con có thể đi ăn cơm trước được không? Tô Tử Lâm im lặng không chịu nhượng bộ, vừa rồi anh đã nói không làm xong bài tập về nhà thì không cho phép cô nhóc đi tìm Túc Bảo chơi cũng không được ăn cơm. Nói thật làm thật. Lúc trước Hân Hân được Vệ Uyển cưng chiều quá mức, nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, năm nay cô nhóc đã lên 6 tuổi, sang năm là vào tiểu học rồi. Hai đứa trẻ nhà anh cả đều học rất giỏi, Túc Bảo cũng thông minh không kém, chỉ có hai đứa con nhà anh là chẳng nên trò trống gì, đứa thì lười học đứa thì ham chơi, khiến người làm ba là anh đây áp lực vô cùng. Hân Hân khóc lóc, con mới mẫu giáo mà, sao ba lại bắt con làm bài tập chứ, mấy bạn khác có làm đâu. Sắc mặt Tô Tử Lâm không hề thay đổi, bạn khác là bạn khác, con là con. Có mấy chữ cái mà con bé cứ viết hoài viết mãi viết cả buổi sáng vẫn không xong, suýt nữa thì anh đã không nhịn được nổi cơn tam bành. Hân hân, hu hu, con muốn đi ăn cơm với Túc Bảo cơ. Tô Tử Lâm nghiêm nghị ngồi bên cạnh, chịu đói với Hân hân, cô nhóc hết cách, đành phải vừa khóc vừa viết cho xong. Đúng lúc này, Tố Phân ôm hoa tươi lên lầu, bước chân cô ả nhẹ nhàng. Đi đường không phát ra tiếng động như quỷ. Cô ả đi ngang qua phòng Hân Hân, lặng lẽ kề sát tai vào, hai con ngươi xoay tròn, lén lút nhìn trộm tình hình bên trong. Xem một hồi thấy không có gì đẹp mắt, cô ả mới hài lòng bỏ đi, đặt bình hoa vào từng căn phòng, tiện thể lặng lẽ dò xét một phen. Dưới lầu, phòng ăn rộng rãi vô cùng náo nhiệt, bà cụ Tô dặn người làm nhớ để phần đồ ăn cho Tô Tử Lâm và Hân Hân. Người nhà họ Tô nhìn mấy món mộc quy phàm bưng lên, bỗng dưng thấy hơi khó thở. Gà luộc trông vẫn ổn, dù sao chỉ cần ném vào nồi nước sôi đợi chín là vớt ra thôi, đây cũng là món thành công nhất. Kế tiếp là chả trứng thịt băm, bà cụ Tô cầm thìa khều được một thứ không rõ tên, đây là. Sắc mặt Mộc Quy Phàm không gợn sóng,
Con đã nếm thử rồi ạ, tuy bề ngoài không được đẹp mắt nhưng mùi vị rất tốt. Khóe miệng bà cụ Tô giật giật, Sau đó bà lại gắp lên một khối màu xám sáng bóng, vậy cái này là gì? Mộc Quy Phàm, cà tím ạ. Bà cụ Tô, bà hiểu đạo lý lùi vạn bước nên thôi cũng không rối rắm tại sao đồ ăn do Mộc Quy Phàm nấu ra lại mang hình thù đặc biệt này nữa. Nguyên văn thối nhất vạn bộ tui yêu an bu, đặt một giả thiết nào đó ở giới hạn dưới, chuyện không xảy ra thì sẽ không xảy ra, chuyện không nên xảy ra sẽ không thể xảy ra. Chỉ là, vì sao không cắt nhỏ? Bà cụ Tô hỏi. Mộc Quy Phàm khó hiểu, không phải con cắt rồi đây ạ. Một quả cà tím cắt làm đôi, đều tăm tắp luôn nhé. Mọi người, Tô Nhất Trần yên lặng gắp một miếng, rất tốt. Mọi người chia nhau mỗi người một ít. Ai cũng phải nếm thử, rất công bằng. Hy vọng lần sau khả năng nấu nướng Mộc Quy Phàm sẽ cải thiện hơn. Bằng không bọn họ sẽ nổi điên mất. Tô Nhạc Phi trừng mắt, nhịn không được lẩm bẩm, món cà tím này ngon như vậy, nhất định phải chừa cho thằng hai một miếng. Tô Ý Thâm giữ vững nụ cười, đúng là đáng tiếc, mấy người khác đều không có ở đây, lỡ mất món ngon, nhất định lần sau phải làm lại cho bọn họ thưởng thức nhé. Mộc Quy Phàm giơ hai tay đồng ý, gật đầu, được. Túc Bảo xì sụp ăn hết bát trứng hấp, nơi khóe miệng còn dính một ít vụn trứng. Bé ngẩng khuôn mặt rạng rỡ lên, giơ ngón cái, ngon quá. Mộc Quy Phàm nhếch môi, các cụ thường nói con gái là áo bông nhỏ quả không sai. Một giây sau, chỉ thấy Túc Bảo lại cố gắng gắp một miếng cà tím bỏ vào miệng. Trong suy nghĩ của bé, cậu Năm và cậu Út đều khen món cà tím này ngon, vậy chắc chắn sẽ rất ngon. Người nhà họ Tô hoảng hốt, Túc Bảo. Còn chưa kịp nói hết câu, cục bột nhỏ đã nôn ra ngoài. Phì phì, khó ăn quá. Quái lạ, món này khó ăn như vậy, vì sao cậu cả và ông bà ngoại đều khen ngon? Nhóc con đáng thương ngẩng đầu, xin lỗi ba, món này khó nuốt quá, con khen không nổi. Mộc Quy Phàm. Dây trước áo bông nhỏ vẫn còn ấm áp, dây sau đã hở gió. Khó ăn như vậy ư, không phải mấy người Tô Nhất Trần khen nức nở à? Mộc Quy Phàm gắp một miếng cắn một phát, lập tức ho khan không ngừng, anh vơ vội ly nước bên cạnh lên tu ửng ực, sau đó lặng lẽ nói, không sao, ba cũng không khen nổi. Ánh mắt mọi người đều hiện lên ý cười, Tô Tử Tích không hề khách sáo cười thành tiếng, khuôn mặt nghiêm túc của ông cụ Tô cũng từ từ giãn ra. Không cần biết món ăn của Mộc Quy Phàm được bao nhiêu điểm, chỉ cần Túc Bảo thích và công nhận thì nó đáng giá 100 điểm. Bày hoa xong, không biết từ khi nào Tố Phân đã xuống lầu. Đang lặng lẽ nhìn trộm nhà ăn bên kia. Khắp nhà họ Tô đều được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, mọi người cười nói rôm rả, vui vẻ hòa thuận. Đáy mắt Tố Phân vô thức hiện lên một tia oán khí. Tại sao bọn họ lại sống tốt như vậy? Rõ ràng trong nước không bằng nước ngoài, chất lượng cuộc sống bên kia cũng cao hơn nhiều nhưng tại sao bọn họ lại hạnh phúc hơn cô ả chứ? Một tay Tố Phân ôm lãng hoa, tay kia nắm kéo cắt, không nhịn được siết chặt. Mộc Quy Phàm bất ngờ quay đầu, dọa Tố Phân hoảng sợ tới mức run tay, kéo cắt rơi xuống đất. Nghe được tiếng động, mọi người lập tức ngoái lại. Tố Phân vội vàng nhặt kéo cắt lên, xin lỗi, tôi vô tình làm rơi kéo. Nói xong, cô ả bỏ đi thật nhanh như đang chạy trốn. Mộc Quy Phàm nhìn bóng lưng Tố Phân chằm chằm, thản nhiên nói, người làm vườn này có vấn đề. Bà cụ Tô nhíu mày, cũng cảm thấy lời nói và hành động của Tố Phân hôm nay hơi kỳ quặc. Thế nhưng bà đã tự mình kiểm tra người làm vườn này, bởi vì phải phụ trách xử lý toàn bộ vườn hoa trong trang viên và thay hoa trong biệt thự, cũng giống như công việc quét dọn phòng ốc của các chủ nhân vậy, nhất định phải chọn người đáng tin cậy nhất. Chắc là trong người không thoải mái hoặc ở nhà có việc gì rồi, để tối nay bác hỏi thử xem. Mộc Quy Phàm không nói gì nữa. Chớp mắt đã đến buổi tối, anh ở tạm phòng cho khách một đêm. Mộc Quy Phàm nhìn quanh một vòng phòng, trang trí thiên về tông màu đất chín chắn. Giường màu xám phối với tủ quần áo và tủ đầu giường cũng màu xám nốt, ngoài ra còn có một chiếc sofa đơn và một bàn trà nhỏ. Không có đồ nội thất dư thừa nhưng rất phù hợp với tính cách của anh, có thể nhìn ra đã cố tình chuẩn bị trước. Mộc Quy Phàm lười biếng ngồi xuống sofa, mở điện thoại di động, tìm ảnh Tô Cẩm Ngọc. Anh lặng lẽ nhìn, mãi lâu sau mới thấp giọng nói, rất xin lỗi vì đã không có cơ hội làm quen với em. Nghe nói trước khi chết, người cô lo lắng nhất chính là Túc Bảo. Mặc kệ cân nhắc từ khía cạnh nào, anh cũng sẽ chăm sóc cô bé chu đáo. Yên tâm, nếu em dưới suối vàng có nghe được, xin hãy yên nghỉ. Cuối cùng Hân Hân cũng được Tô Tử Lâm thả tự do,
cô nhóc ăn ngấu nghiến, quên sạch tật xấu kén ăn lúc trước. Sau khi ăn xong và cho chén bát vào máy rửa chén, cô nhóc vừa phi lên lầu vừa hô hào, Túc Bảo ơi! Túc Bảo ơi, chơi thôi nào! Túc Bảo thò đầu ra khỏi phòng, chị ơi, em ở đây nè! Hân Hân vui vẻ chạy qua, lại thấy Túc Bảo móc ra một quyển sách, nói, cậu hai kêu em và anh trai giám sát chị học hành ạ. Hân Hân vội vàng quay đầu, ấy, đột nhiên chị thấy buồn ngủ quá, chị đi tắm rửa rồi lên giường đây. Túc Bảo, bà cụ Tô tìm Tố Phân nói chuyện hồi lâu, cô ả vẫn luôn phủ nhận, chỉ nói thấy hơi mệt thôi, không có gì đáng ngại. Bà cụ cũng không nhìn ra có gì bất thường nên chỉ để ý trong lòng nhiều hơn, cho cô ả về nghỉ ngơi. 8, 9 giờ tối, ngoài trời trăng sáng vằng vặc, trong phòng Túc Bảo vang lên tiếng đọc sách lành lót. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tử Chiến không một biểu tình, thoạt nhìn rất có dáng dấp của Tô Nhất Trần. Tô Tử Du nằm sấp trên bàn trang điểm màu hồng phấn của Túc Bảo nghịch máy quay phim. Còn Túc Bảo thì ngồi ở bàn học sát bên cạnh, hai tay nắm chặt cuốn sách giáo khoa đội lên đầu. Hân Hân đang đọc sách, đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương, trăng sáng. Trăng sáng. Tô Tử Chiến lạnh lùng liếc mắt, rõ ràng trên sách giáo khoa viết là cầy đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thoát như mưa ruộng cầy, thậm chí còn vẽ cả tranh gặt lúa minh họa. Thế nên cô nhóc này đang đọc vẹt thôi, nhớ gì đọc nấy. Đã đọc vẹt rồi còn đọc sai, ngay cả câu thơ đơn giản như vậy cũng không học thuộc nổi. Tô Tử Chiến lạnh lùng hỏi, em có nhớ anh vừa dạy cái gì không? Hân Hân nhìn khuôn mặt nghiêm túc rét buốt còn đáng sợ hơn cả ba mình của anh trai, buồn rười rượi, dạ nhớ. Tô Tử Du cười khẩy, thật không? Hân Hân run sợ, thật mà. Tô Tử Chiến híp mắt, được, vậy anh kiểm tra. Biển học vô bờ, khổ luyện sẽ là con thuyền đưa về bến thành công. Câu trước là gì? Cậu không yêu cầu cô nhóc đọc hết, chỉ cần thuộc hai câu này xem như qua cửa. Túc Bảo nhìn Hân Hân, lại liếc Tô Tử Chiến. Anh hai thật hung dữ. Đầu óc Hân Hân mơ màng, câu trước là cái gì ấy nhở? Cô nhóc nhìn sang Túc Bảo cầu cứu. Túc Bảo không chớp mắt, nhỏ giọng nhắc, núi sách. Tô Tử Chiến nghiêm khắc lườm bé một cái, Túc Bảo vội vàng ngậm miệng. Hân Hân trừng mắt, gì? Em đang nói cái gì vậy? Túc Bảo liếc lại, chị tự suy ra đi, động não đi. Hân Hân vắt hết óc, dè dặt nói, thiên đường có chỗ lại không ở, xuống biển đóng thuyền chịu khổ làm chi? Câu đúng phải là núi sách có đường, biết cần cù sẽ tìm ra con đường ấy. Tô Tử Chiến. Túc Bảo ngẩn người. Là như vậy hả? Hân Hân thành công mê hoặc tâm trí Túc Bảo, khiến bé quên luôn cả câu thơ gốc. Tô Tử Chiến lạnh lùng nói, núi cao đường thẳm đá vây, mái tranh lẩn khuất trong mây hiện dần. Tiếp tục. Hân Hân đáng thương hề hề, cho em một gợi ý đi mà anh. Tô Tử Du không thèm ngẩng đầu lên nhắc nhở, cái gì mà gần tháng 2 ấy. Cậu là người ghét mấy môn khoa học xã hội nhất còn thuộc lòng đây này, Hân Hân đúng là chán chả buồn nói. Hân Hân đắc ý đọc tiếp, dừng xe tắt máy kéo phanh, lá hồng sương nhuộm đã gần tháng 2. Câu đúng phải là ngắm rừng phong thả bước chân, lá hồng sương nhuộm đã gần tháng 2, bài đi đường núi của Đỗ Mục. Tô Tử Du, Tô Tử Chiến, Túc Bảo, ủa là câu này ư, chẳng lẽ vừa nãy bé nhớ nhầm rồi. Trí nhớ của Túc Bảo vượt xa phạm trù người bình thường. Kỳ trường thường xuyên dạy bé chú ngữ phức tạp, bé đều có thể nhớ kỹ không sót một chữ, thế mà bây giờ lại hoài nghi mấy câu thơ cổ. Tô Tử Chiến tức giận đến mức quăng thúng đập nia, phủi tay mặc kệ. Em đi tìm ba mình kêu chú ấy dậy đi. Hân Hân đáng thương khóc ròng, đừng mà anh hai, ba đã bị em chọc giận đến mức đau tim rồi, còn đi tìm nữa thì ba em tức chết mất. Tô Tử Chiến cười gằn, em cũng tự biết mình quá ha. Không dậy, ai kề dao lên cổ cũng không dậy. Túc Bảo che miệng cười trộm. Hân Hân nhìn bé cầu cứu. Túc Bảo vội vàng xin xỏ giúp cô nhóc. Anh hai, chị Hân Hân biết sai rồi mà. Anh dạy tiếp đi, chị ấy nhất định sẽ đọc thuộc. Cục bột nhỏ trông chờ nhìn Tô Tử Chiến, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp. Tô Tử Chiến. Thôi thì, dạy thêm 5 phút nữa vậy. 5 phút sau. Tô Tử Chiến, có người bạn từ phương xa đến. Hân Hân, thế nào cũng phải tiêu diệt. Câu đúng phải là hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ có người bạn từ phương xa đến há lại không vui mừng ư, Hân Hân lại đọc thành tuy viễn tất chu là nhất định phải tiêu diệt. Túc Bảo che mặt. Sai bét. Quả nhiên Tô Tử Chiến lập tức nổi đoá, mặt lạnh như tiền, ném sách xuống, em tự học đi. Nói xong,
cậu tức giận đẩy cửa rời đi. Túc Bảo và Hân Hân hai mặt nhìn nhau. Hân Hân, chị đọc sai rồi à? Túc Bảo, chắc chắn là sai rồi, vừa rồi anh hai nói, tuy viễn tất chủ nghĩa là mặc kệ kẻ địch trốn bao xa cũng phải đuổi theo giết sạch. Sao bạn đến chơi nhà lại tiêu diệt được? Hân Hân giật mình, đúng nhỉ, bạn bè đến không thể giết bạn được. Nhưng vừa rồi anh Tử Chiến cứ nhìn chằm chằm làm đầu óc cô nhóc kêu ong ong, chẳng nhớ được cái gì hết. Túc Bảo đồng tình nhìn Hân Hân, chị chính là học cha trong truyền thuyết đúng không? Túc Bảo và Tô Tử Du đi học một ngày, qua những lời miêu tả sinh động của cô Vương dạy tiếng Anh kia đã hiểu được thế nào là học bá, thế nào là học cha. Hân Hân suy sụp, chị cũng có muốn đâu. Học tập thực sự quá khó khăn. Tại sao trên đời lại có cái thứ gọi là học tập này chứ? Tại sao lại phải thi cử nữa? Túc Bảo vỗ vai Hân Hân an ủi, thôi chị rửa mặt rồi đi ngủ đi. Hân Hân, cô nhóc đá dép bổ nhào lên giường, tối nay chị muốn ngủ trong phòng em. Hai bé gái cùng nhìn về phía Tô Tử Du. Cậu yên lặng nói, anh ngồi tí nữa rồi về. Tức quá, sao cậu lại là bé trai chứ? Nếu không cậu cũng muốn ngủ lại phòng này. Tô Tử Du không muốn trở về phòng, lỡ như nửa đêm nữ quỷ kia lại tìm tới cửa thì làm sao bây giờ? Túc Bảo bỗng nhiên chạy tới, lục lọi trong hộc bàn trang điểm một lúc, lấy ra một tấm bùa vàng gấp thành hình tam giác từ trong ngăn kéo. Anh, cho anh nè, đừng sợ. Bé tỏ vẻ em hiểu anh mà. Tô Tử Du mặt không đỏ tim không đập, ai nói anh sợ thì đã không phát minh ra thiết bị gặp quỷ. Hân Hân lớn tiếng, cái gì? Anh Tử Du sợ quỷ hả? Ha ha, đồ nhát gan. Tô Tử Du, tức giận vung tay rời đi. Hân Hân vô tội sờ sờ mũi, cô nhóc có nói gì sai đâu trời. Đêm càng khuya, đèn đuốc trong trang viên nhà họ Tô dần dần tắt hết, chỉ còn lại mấy ngọn đèn đêm mờ mịt. Tô Tử Du đặt chậu sắt trong phòng, giấu một thanh kiếm gỗ đào dưới gối, sau đó đeo lá bùa vàng Túc Bảo đưa trước ngực. Liếc mắt nhìn quanh, im ắng không một tiếng động, gió nhẹ thổi qua, rèm cửa sổ đung đưa. Cậu cứ cảm thấy trong lòng rần rợn, dưới gầm giường có người, phòng vệ sinh có người, phía sau cửa có người. Đâu đâu cũng có người. Tô Tử Du hãi hùng khiếp phía chống đỡ một lúc, cuối cùng không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Vù vù. Gió thổi rèm cửa đong đưa. Cửa phòng truyền đến một tiếng cạch rất nhỏ, giống như có người đang cầm chìa khóa mở cửa. Tô Tử Du trong cơn mơ vẫn nhíu chặt mày, hình như đang gặp ác mộng. Soạt. Cửa bị đẩy ra, chất lượng của ván gỗ rất tốt nên không phát ra tiếng cót két khó chịu. Một bóng người kiếng chân, lặng yên không một tiếng động đi tới trước mặt Tô Tử Du, nhìn chằm chằm cậu nhóc đang ngủ say. Một bàn tay vươn ra, càng ngày càng gần. Hàng lông mi của Tô Tử Du khẽ nhúc nhích, dường như cậu cảm giác được gì đó, càng ngày càng hoảng hốt, đột nhiên bị ác mộng hù dọa giật mình tỉnh lại. Trước mắt tối đen như mực, trong lúc nhất thời Tô Tử Du vẫn chưa lấy lại tinh thần. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Chờ đến khi ánh mắt dần dần thích ứng với bóng tối, Tô Tử Du nhớ tới giấc mộng kia, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa. Con người cậu bỗng co rút, cửa phòng cậu, đã mở ra từ khi nào thế? Tóc gáy Tô Tử Du dựng đứng hết lên, cậu chỉ cảm thấy đỉnh đầu tê dại từng đợt, tốc độ tim đập gần chạm tới 180. Ai ở đó? Tô Tử Du can đảm gọi lớn, lật người nhảy xuống giường, bật đèn cái tách. Trong phòng lập tức sáng rực, rèm cửa sổ bị gió nhẹ thổi đong đưa, phát ra từng tiếng phần phật khe khẽ. Căn phòng yên tĩnh, nhìn quanh một vòng, chẳng có cái gì cả. Tim Tô Tử Du đập thình thịch, suýt chút nữa đã bật khóc, ánh sáng đã mang lại can đảm cho cậu nhóc, cậu thò đầu ra ngoài liếc ngang liếc dọc. Hành lang bật đèn ngủ, là loại đèn tiết kiệm năng lượng chỉ có mấy watt, trông có vẻ tối tăm mờ mịt. Cuối hành lang là khúc rẽ. Không thấy rõ sau đó là cái gì nhưng hình như trên mặt đất có một bóng dâm, giống như bóng của con người. Tô Tử Du xù lông, lập tức đóng sầm cửa lại. Không chỉ đóng mà còn khóa trái. Lúc này cậu mới có một chút cảm giác an toàn, khẽ thở phào một hơi. Hu hu hu, đừng có tự dọa bản thân thế chứ. Hức hức hức, Tô Tử Du sắp khóc rồi, không nhịn được nắm chặt lá bùa vàng treo trước ngực. Cũng do nằm mơ thấy ác mộng nên mới khiến cậu trông gà hóa quốc. Có thể trước khi đi ngủ cậu quên đóng cửa thì sao? Tô Tử Du nghĩ như vậy nhưng cũng không chắc chắn lắm. Đóng cửa trước khi đi ngủ đã trở thành thói quen hàng ngày rồi, lẽ nào tối nay cậu quên thật? Tô Tử Du nằm trên giường, không dám tắt đèn, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.
cậu nhớ tới cơn ác mộng vừa rồi, có người mở cửa phòng cậu, nhẹ nhàng bước vào, đứng trước giường cậu. Càng nghĩ càng sợ. Tô Tử Du do dự, nếu không thì qua ngủ với Thúc Bảo nhỉ, cậu nằm dưới sàn cũng được. Không được nữa thì tìm anh hai, chen chúc với anh hai cũng không mất mặt đâu nhở. Nhưng nếu muốn đi ra ngoài thì phải đi qua góc hành lang kia. Ngộ nhỡ người kia trốn ở đó thì sao? Thế chẳng phải sẽ đối đầu trực tiếp ư? Tô Tử Du không kiềm được run bần bật, nhanh chóng nghĩ ra một con đường khác, hay là đi tìm ba đi. Phòng ba chỉ cách phòng cậu một cái phòng làm việc, không cần phải đi qua góc cầu thang kia. Tô Tử Du run rẩy đứng dậy, chân vừa dẫm lên sàn nhà, bỗng thấy bóng tối tràn ra từ gầm giường, thế là ngay lập tức sụt chân lại. Hức hức, giờ cậu nhìn cái gì cũng thấy sợ hãi hết. Tô Tử Du sờ soạng xung quanh, lấy điện thoại di động ra, định gọi điện thoại cho ba. Đúng lúc này, trong tủ quần áo bỗng truyền đến tiếng vang nhỏ. Két! Cửa tủ quần áo hé ra một khe hở. Sống lưng Tô Tử Du cứng đờ, khó khăn quay đầu lại. Cửa tủ quần áo mở ra chừng 2 cm thì không nhúc nhích nữa, dường như chỉ là đồ vật lâu ngày bị lão hóa, không chịu nổi trọng lượng nên tự mở ra. Tô Tử Du nhìn qua khe hở kia, không hiểu sao cậu cứ cảm thấy có thứ gì đó đang núp bên trong, lông tơ dựng đứng. Nếu cơn ác mộng là thật, thế thì người kia vốn chưa rời đi mà đang trốn trong tủ quần áo. Tô Tử Du nín thở, phòng yên tĩnh đến mức khiến cậu xuất hiện ảo giác như nghe được tiếng hít thở của ai đó. Ai, ai ở đó? Tô Tử Du sợ hãi lớn giọng hỏi, cố động viên bản thân. Lúc này, cảm giác dưới gầm giường có người, cửa sổ có người, phòng vệ sinh cũng có người vẫn cứ đeo bám cậu. Thế là nhóc con lập tức lao ra, hoảng hốt mở cửa, thế nhưng cửa phòng đã bị cậu khóa trái lúc nãy rồi, càng sốt ruột càng không mở được. Cậu không dám quay đầu lại, cậu cứ cảm thấy có thứ gì đó vừa bước ra từ trong tủ quần áo, đang đứng ngay sau lưng mình. Xoạch! Cuối cùng cũng mở được cửa, Tô Tử Du bật khóc chạy ra ngoài. Ba ba, ba ba, ba ơi! Nhóc con nhát gan đập cửa rầm rầm, sợ hãi không dám quay đầu lại. Hiện tại tầm 2-3 giờ sáng, Tô Nhất Trần vừa mới kết thúc công việc nằm xuống giường, nhíu mày chịu đựng cơn đau đầu kịch liệt. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm, anh đứng dậy đi mở cửa, còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra thì một bóng dáng nho nhỏ đã nhào thẳng vào lòng. Lực đẩy mạnh khiến anh không khống chế được lùi về sau 2 bước, lúc này mới thấy rõ ràng thứ trong ngực mình là Tô Tử Du nước mắt giàn giụa. Tô Nhất Trần. Tô Tử Chiến và Tô Tử Du đều hiểu chuyện từ khá sớm, hơn 4 tuổi đã bắt đầu ngủ riêng rồi, 3 năm qua không hề dựa dẫm vào anh, cũng chưa bao giờ xảy ra tình huống như này. Chuyện gì vậy con? Tô Nhất Trần khom lưng, nhẹ nhàng bế Tô Tử Du lên, bàn tay to lớn chậm chậm vỗ lưng cậu nhóc. Tô Tử Du cũng không nhớ được đã bao lâu rồi mình không được ba ôm như thế. Cậu chỉ nhớ rõ từ sau khi cô Út mất tích, bầu không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt. Ba luôn bận chuyện đi đi về về không thấy bóng dáng, bà nội thì vào viện dưỡng lão, các chú đều hối hả ngược xuôi tìm kiếm cô Út. Trong nhà chỉ có dì Ngô, giúp việc và chú Nhiếp, ngoài ra còn có ông nội nhưng sắc mặt ông luôn lạnh lùng, cậu nhìn đã run sợ nên không dám đến gần. Chú Nhiếp và dì Ngô không phải người thân ruột thịt của cậu, thật ra thím hai cũng ở nhà cả ngày nhưng thím ấy chỉ để ý Hân Hân thôi. Có đôi khi Tô Tử Du vô cùng hâm mộ Hân Hân. Mặc dù khi đó cứ hở một chút là cô nhóc lại khóc lóc ầm ĩ, nhìn mà chẳng ưa nổi. Thế nhưng ít nhất có người chống lưng nên cô nhóc mới dám ngang ngược như vậy. Ba ba, Tô Tử Du càng nghĩ đến những chuyện rối ren này càng khóc dữ tợn, dường như cơn sợ hãi đã hòa lẫn với nỗi tủi thân khiến nước mắt nước mũi cậu thi nhau rơi xuống như mưa. Tô Nhất Trần. Tô Tử Du nằm sấp trên vai Tô Nhất Trần, tiện thể quệt hết nước mắt nước mũi lên áo ba. Dù sao thì tính cậu nhóc vốn như thế. Chẳng lâu sau đã nhận ra mình khóc như vậy mất mặt quá, cố gắng bình tĩnh lại. Tô Nhất Trần tiện tay đóng cửa phòng lại, ôm Tô Tử Du vào phòng, thả người xuống sofa, sau đó rót cho cậu nhóc một ly nước ấm, cầm khăn mặt sạch sẽ lau mặt cho con trai. Bình tĩnh lại chưa, anh hỏi. Tô Tử Du ngập ngừng gật đầu, dạ rồi. Tô Nhất Trần ngồi xuống đối diện với con, hơi khom lưng, chống khuỷu tay trên đầu gối. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Tô Tử Du lập tức khó mở miệng, nên nói là cậu mơ thấy ác mộng hay là trong phòng có quỷ đây. Mặc kệ là cái nào, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười lắm rồi. Thấy Tô Nhất Trần nhìn mình, Tô Tử Du đành phải lý nhí, hình như trong phòng con có quỷ. Ngay khi Tô Tử Du ủ rũ cúi đầu cho rằng sẽ nghe được câu buồn cười, chỉ thấy ba cậu đứng dậy, nói, đi thôi.
Tô Tử Du vội vàng đứng lên, đi đâu ạ? Tô Nhất Trần, đến phòng con xem thử. Tô Tử Du. Một lát sau, hai ba con trở lại phòng Tô Tử Du, Tô Tử Du nắm chặt góc áo Tô Nhất Trần không dám buông. Tô Nhất Trần bật hết đèn trong phòng lên, híp mắt nhìn quanh một vòng, đường nhìn bỗng dừng trên tủ quần áo của Tô Tử Du. Cửa tủ quần áo mở rộng, để lộ quần áo treo gọn gàng bên trong, hai bộ đồng phục mùa hè, hai bộ đồng phục mùa xuân và mùa thu, một số cái áo thun. Tô Tử Du trợn to mắt, lắp bắp, con, lúc con rời đi cửa tủ quần áo này chỉ hé ra một chút. Đúng vậy, chắc chắn lần này cậu không nhớ lầm. Ngoài cửa truyền đến tiếng vang nhỏ như tiếng bước chân, Tô Nhất Trần nhanh chóng đi qua, soạt một tiếng kéo cửa ra. Ngoài cửa có một cô gái, bên cạnh là Mộc Quy Phàm. Con dao trong tay Mộc Quy Phàm đang kề sát cổ cô gái đó. Cô gái này chẳng phải ai khác, chính là Tố Phân. Đừng cử động, ngữ khí của Mộc Quy Phàm rất thản nhiên, nhưng lại pha chút sát khí rét lạnh. Tố Phân trợn to hai mắt, hoảng loạn nói đi nói lại, đừng chặt đầu tôi. Đừng chặt đầu tôi. Mộc Quy Phàm nheo mắt. Hồi chiều khi con dao làm bếp phóng ra ngoài, cô ả này cũng sợ đến mức hồn vía lên mây, lặp đi lặp lại câu đừng chặt đầu tôi. Khi bị dao kề cổ hoặc thấy dao phóng về phía mình, người bình thường sẽ nói, đừng giết tôi, cứu mạng. Cô ả này quả nhiên không bình thường. Cô là ai? Giọng Mộc Quy Phàm lạnh như băng. Mặt Tố Phân trắng bệch, run rẩy đáp, tôi là Tố Phân. Mộc Quy Phàm và Tô Nhất Trần đưa mắt nhìn nhau một cái. Tô Nhất Trần hỏi, cô làm gì ở đây? Tố Phân lắp bắp, tôi không ngủ được, đúng lúc nghe được tiếng động. Trong mắt cô ả khẽ đảo rồi ánh mắt dừng ở Tô Tử Du, hình như là giọng của tiểu thiếu gia Tô Tử Du. Tiểu thiếu gia không sao chứ? Đáy mắt Tô Nhất Trần thoáng hiện sự lạnh lẽo, nhưng anh chỉ nói, không sao, cô về phòng đi. Nghe vậy Mộc Quy Phàm liền thu con dao về. Tố Phân thở hắt ra, dè dặt nhìn Mộc Quy Phàm một cái rồi vội nói, vâng. Giờ tôi sẽ về phòng luôn. Dứt lời cô ả cuống quýt rời đi. Tô Tử Du hỏi, ba ơi, vậy là sao? Tô Nhất Trần đè thấp giọng, phòng nghỉ của người làm ở đầu bên kia của trang viên, cách bên này khoảng 500 mét, dù con có gào thét thì cô ta cũng không thể nghe thấy được, hơn nữa cô ta còn đến nhanh như vậy. Hiệu quả cách âm của cửa, tường và kính trong trang viên nhà họ Tô rất tốt. Nếu không, khi Tô Tử Du gõ cửa phòng Tô Nhất Trần ầm ầm như ban nãy, người nhà họ Tô đã sớm bị đánh thức bởi tiếng ồn rồi. Đương nhiên, Mộc Quy Phàm là trường hợp đặc biệt. Thứ hai, trong trang viên có nhiều trẻ con, sao cô ta lại biết người hét lên là con? Khi trẻ con la hét, rất khó phân biệt đó là giọng của đứa trẻ nào, huống chi Tô Tử Du, Tô Tử Chiến và Tô Tử Tích đều là ba bé trai, giọng nói khá giống nhau. Tố Phân vừa mở miệng ra đã khẳng định chắc chắn tiếng hét là của Tô Tử Du, quá đáng ngờ. Hai điểm vừa phân tích đủ để chứng minh cô ả nói dối. Đầu óc Tô Tử Du xoay chuyển rất nhanh, khi phản ứng ra thì căng thẳng hỏi, ba ơi, ý ba là người trong phòng con ban nãy chính là gì ấy? Tô Nhất Trần gật đầu, gọi điện kêu chú Nhiếp kiểm tra camera, nhưng không điều tra được gì. Camera bị người nào đó nhấn dừng hoạt động rồi. Tô Tử Du cảm thấy, đôi lúc những người có hành tung quỷ dị còn đáng sợ hơn ma quỷ. Tô Nhất Trần ngẩng đầu nhìn Mộc Quy Phàm, vừa hay Mộc Quy Phàm cũng hướng ánh mắt về phía này. Đáy mắt hai người thoáng hiện sự ngấm ngầm mưu tính. Mộc Quy Phàm gật đầu, cố ý nói to, vậy tôi về phòng trước. Tô Nhất Trần đáp, được. Tô Tử Du lập tức nói, ba, con muốn ngủ trong phòng ba. Tô Nhất Trần ừ một tiếng rồi dẫn Tô Tử Du về phòng anh. Lầu chính của trang viên nhanh chóng chìm vào yên ắng. Chẳng mấy chốc, cửa lớn lầu một bị đẩy ra, một bóng người lặng yên không một tiếng động, bay, vào. Lúc này Mộc Quy Phàm đang ngồi xổm trên đỉnh xà nhà, thầm cười lạnh. Người thường mà bị bắt tại trận một lần, tuyệt đối không dám lập tức tái phạm. Nữ giúp việc trước mắt này, hoặc là tâm tư xảo quyệt kỳ quái đến đáng sợ, hoặc là cô ả không có tư duy của người bình thường. Mộc Quy Phàm hướng đến khả năng cô ả biến thái hơn. Dưới biệt thự vắng vẻ, Tố Phân chậm rãi lên lầu, dẫm lên những bước chân không tiếng động. Kỳ lạ ở chỗ. Cô ả vẫn lượn một vòng khắp biệt thự như cô hồn dã quỷ bay lượn tuần tra nửa đêm. Mộc Quy Phàm chau mày, không biết tại sao luôn có cảm giác rất kỳ quái. Trong phòng, Tô Tử Du nằm trên giường màu xám nhạt. Bố cục trong phòng của Tô Nhất Trần Thiên về màu xanh xám lạnh, đồ đạc được sắp xếp tỉ mỉ, tạo cho người ta cảm giác cứng nhắc và khó gần. Tô Tử Du nằm ngay đơ như cán cuốc,
hai tay đặt ngay ngắn trên bụng. Tô Nhất Trần lấy một cái chăn mỏng ra, nói, ngủ đi con. Đèn tắt, phòng Tô Nhất Trần không bật đèn ngủ, chỉ có ánh sáng mờ từ bên ngoài trang viên hắt vào. Tô Tử Du nhìn về phía cửa sổ, vô thức nhích lại gần ba mình. Hồi lâu, cậu mím môi nhỏ giọng thăm dò, ba. Tô Nhất Trần chỉ đáp một từ, ừm. Tô Tử Du thầm nghĩ, ba chưa ngủ. Cậu ấp úng hỏi, ba ơi, người khác đều nói hai anh em con đều được thụ tinh trong ống nghiệm, mục đích tồn tại của tụi con là để kiểm tra tính tương thích với cô con. Là vậy à ba? Tô Nhất Trần vẫn nhắm mắt, nói, nghe ai nói thế? Tô Tử Du rầu môi, ai cũng nói vậy hết. Từ bé hai anh em cậu chỉ có ba, không có mẹ. Hoàn toàn không tìm được chút dấu vết tồn tại nào của mẹ cậu, dù là ảnh hay trong các bài báo. Cho nên người khác đều nói cậu và anh trai được lựa chọn cẩn thận từ ống nghiệm lạnh, chỉ vì cô Tô Cẩm Ngọc của cậu bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối mà tìm khắp thế giới vẫn không tìm được người tương thích. Tô Nhất Trần cười lạnh, thế sao không tạo hai đứa luôn một lúc mà lại tách hai ống ra? Tô Tử Du và Tô Tử Chiến cách nhau hơn một tuổi. Tô Tử Du vừa toan lên tiếng, Tô Nhất Trần chợt cảm thấy gì đó, quay đầu nhìn đăm đăm vào cánh cửa. Tô Tử Du thấy vậy cũng hồi hộp theo. Ai cũng biết, tấm cửa không thể vừa khít hoàn toàn với sàn, nếu không khi đóng cửa sẽ chẹt vào tạo ra âm thanh ma sát, vì vậy sẽ luôn có một khe hở nhỏ. Ánh sáng hành lang bên ngoài hắt qua khe cửa, nhưng vào lúc này đột nhiên tối sầm lại, dường như có người đứng ở bên ngoài. Giây lát sau, cái bóng đó di chuyển về phía trước rồi nhanh chóng biến mất. Tận mắt nhìn thấy sự thay đổi của ánh sáng và bóng tối, Tô Tử Du sợ đến mức suýt tè ra quần. Trong phòng Túc Bảo, cô bé đang ngủ mơ màng, bỗng một làn gió thổi qua đôi má bé, Tiểu Ngũ ở ban công kêu vài tiếng. Giữa đêm mà bị sinh vật khác động vào, con vẹt sẽ ngỡ là thiên địch, cho nên sẽ phát ra âm thanh như vậy. Nhưng tiếng kêu này nhanh chóng dừng lại. Không biết tại sao, Túc Bảo bỗng mở mắt ra, mờ mịt nhìn trần nhà. Vài giây sau, mí mắt nặng trĩu, khẽ khép hờ, Túc Bảo nửa ngủ nửa tỉnh. Xung quanh quá yên tĩnh, nên khi cánh cửa bị đẩy nhẹ ra, Túc Bảo đã nghe thấy. Cô bé hầu nghi nhìn về phía cửa. Dưới ánh sáng của hành lang, Túc Bảo nhìn thấy một bóng người lặng yên không một tiếng động bước vào, dẫm từng bước chân nhẹ như mèo bước đi, dần sát tới gần giường. Khi đi từ nơi có ánh sáng vào bóng tối, hai mắt người thường sẽ thấy tối sầm lại, không nhìn rõ phương hướng. Nhưng người trước mặt Túc Bảo lại hoàn toàn ngược lại. Túc Bảo nhìn rõ người đó đi đến giường cô bé, đứng thẳng đờ như con quỷ rồi nhìn cô bé hao háo. Túc Bảo chợt lên tiếng, dì Tố Phân, dì đang làm gì thế? Giữa đêm tĩnh mịch, trong bóng tối không nhìn thấy rõ năm ngón tay, bỗng vang lên giọng nói non nớt của một đứa trẻ. Tố Phân bị hù cho run lẩy bẩy, hét to theo bản năng, a. À. Cô ả liên tiếp lùi về sau, kết quả không biết dẫm phải thứ gì, chỉ nghe choang một tiếng. Nữ quỷ không đầu sợ đến mức tạm thời tách khỏi người Tố Phân, đầu nó hơi lệch 1 cm. 1 cm này đủ để Túc Bảo nhìn rõ, cô bé kinh ngạc nói, a, à, hóa ra gì trốn ở đây. Chẳng trách cô bé tìm thế nào cũng không thấy. Túc Bảo lập tức bò dậy, duỗi tay chộp lấy cái đầu của nữ quỷ không đầu. Mau ra đây, Túc Bảo đứng trên giường ra sức tách cái đầu quỷ ra như nhổ cà rốt. Tố Phân vội ôm đầu, mặt lộ vẻ đau khổ rồi trở nên đờ đẫn. Miệng cô ả phát ra tiếng, hờ, hờ, nói, tiểu thư Túc Bảo. Cô đang nói gì vậy? Đáy mắt Tố Phân thoáng lóe lên sự dữ tợn. Dựa vào một con nhóc như này mà cũng đòi lôi nó ra hả? Con nhóc được bao người cưng nựng, gia đình lại vô cùng giàu có, chỉ bằng cho nó thân phận này đi. Tuy nó cũng thích Tô Tử Du vì cậu có đầu óc thông minh, nhưng thân phận của Túc Bảo còn tốt hơn. Tố Phân duỗi tay toan bóp chặt cổ Túc Bảo. Bỗng một bóng đen từ ban công vụt đến. Hai mắt Mộc Quy Phàm nhuốm sát ý, vừa toan đánh bay Tố Phân. Chẳng ngờ lại thấy Túc Bảo bất ngờ chộp lấy tay Tố Phân, mặt lộ vẻ hung dữ, ha, một tiếng, Tố Phân bị đạp văng ra. Đi, đi ca gì, cô bé nói giọng non nớt. Tố Phân đụng phải một kệ đồ chơi cách đó không xa, làm kệ đổ sập xuống, đồ chơi kêu loảng xoảng vương vãi khắp sàn. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, Mộc Quy Phàm sững sờ. Đây là bé cưng mềm mại của anh đó ư. Hân Hân nằm trên giường như đang khó chịu vì ồn ào, chau mày, lật người. Lẩm bẩm gì đó rồi ngủ tiếp. Túc Bảo đi chân trần xuống giường, bước tới cạnh Tố Phân. Thấy cô ả vẫn muốn phản kháng,
Túc Bảo lập tức duỗi bàn chân nhỏ trắng trẻo, Gio, dẫm lên ngực cô ả. Tố Phân muốn lật ngược Túc Bảo, không ngờ dẫu cô ả dùng sức thế nào thì Túc Bảo vẫn không nhích một ly. Túc Bảo hỏi, dì ở đây làm gì? Sao lại lén lút chạy vào phòng con? Thấy Mộc Quy Phàm đứng phía sau, ánh mắt Tố Phân vội lảng tránh. Tôi cũng không rõ sao mình lại đi đến phòng tiểu thư. Có lẽ tôi bị mộng du. Tố Phân vừa nói vừa vùng vẫy, tiểu thư Túc Bảo, có thể buông tôi ra trước không? Không thể, Túc Bảo đáp. Dẹt, một tiếng, Mộc Quy Phàm rút con dao ra khỏi vỏ, nói, Túc Bảo, qua bên kia nghỉ ngơi đi con. Túc Bảo hoàn toàn tin tưởng ba mình, lập tức thu chân lại, Tố Phân vội bò dậy. Chẳng ngờ Mộc Quy Phàm lại đạp chân lên người cô ả. Mộc Quy Phàm nở một nụ cười rét lạnh, tôi không có nhiều kiên nhẫn, nếu cô không thành thật giải thích. Anh cầm con dao kề cổ cô ả, nói giọng trầm trầm. Đáy mắt Tố Phân nhuốm vẻ kinh hãi. Mộc Quy Phàm quay con dao, nói về việc lấy đầu người khác, tôi có kinh nghiệm lắm đấy. Anh cười nói tiếp, cô muốn thử không? Nữ quỷ không đầu sợ đến độ hồn lìa khỏi thân thể Tố Phân. Tố Phân thật sự ngất lịm đi. Túc Bảo mở tròn đôi mắt, hóa ra, sợ đến bay hồn, là có thật nha. Đúng là bài học sinh động mà. Nữ quỷ không đầu thoát khỏi thân thể Tố Phân, lập tức ôm cái đầu quỷ bay ra ngoài. Không được chạy, Túc Bảo tức thì đuổi theo. Mộc Quy Phàm, nói về Tô Tử Du. Sau khi thấy bóng tối bất thường ở cửa, Tô Nhất Trần lập tức dẫn Tô Tử Du lặng lẽ bám theo. Tô Tử Du không dám thở mạnh, tay siết chặt lá bùa màu vàng hình tam giác mà Túc Bảo cho cậu. Khúc ngoặt hành lang vẫn có một cái bóng, Tô Tử Du căng thẳng nắm chặt góc áo của Tô Nhất Trần. Tô Nhất Trần không ngoảnh đầu lại, chỉ đưa tay nắm bàn tay nhỏ của Tô Tử Du. Đi tới khúc ngoặt hành lang, Tô Tử Du mới nhìn rõ, hóa ra bóng đen đó chẳng phải thứ gì đáng sợ, mà là một bó hoa đặt ở đấy. Tô Tử Du thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới yên tâm theo Tô Nhất Trần đến cửa phòng Túc Bảo. Cánh cửa đang mở một nửa, Tô Tử Du vừa bước tới đã nghe thấy giọng nói mềm mại của Túc Bảo, không được chạy. Tô Tử Du còn chưa kịp phản ứng đã trông thấy nữ quỷ ôm đầu đang lao về phía cậu. Tô Tử Du! Trời ơi! Ba ba, ba ơi, à! Tô Tử Du đáng thương kêu lên, Tô Nhất Trần không nhìn thấy quỷ nên chẳng hiểu chuyện gì. Thấy người đến là Tô Tử Du, nữ quỷ ôm đầu đang bỏ chạy lập tức nhào về phía cậu. Nhưng còn chưa đến gần, nó đã bị một luồng ánh sáng màu vàng đánh bay ra. À, nữ quỷ ôm đầu thét lên thảm thiết. Ánh mắt Tô Nhất Trần hơi ngưng trệ, hình như ban nãy anh ấy trông thấy một luồng sáng màu vàng lóe lên từ lồng ngực Tô Tử Du, nhưng nhanh đến mức anh ấy chỉ tưởng là ảo giác. Có điều, một giây sau, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tô Nhất Trần kéo Tô Tử Du đang mặt mày tái mét vào lòng, nhỏ giọng hỏi, con thấy gì thế? Mặt Tô Tử Du như đưa đám, môi run rẩy. Nữ quỷ, một nữ quỷ bị chặt đầu đang lao về phía con hu 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 hu. Lúc này nữ quỷ ôm đầu đã bị ngã về phòng Túc Bảo, vừa vặn nện về phía cô bé. Túc Bảo vội giơ tay rồi đưa hồ lô ra, vào. Nữ quỷ ôm đầu bị hút vào hồ lô. Nhưng ác quỷ nào bị thu phục dễ dàng thế? Mấy lần trước bắt quỷ, Túc Bảo luôn có kỷ trường đi cùng hướng dẫn, đây là lần đầu tiên cô bé tự thu quỷ. Nữ quỷ ôm đầu vừa vào hồ lô đã lập tức phản kháng kịch liệt. Hồ lô rung lên, Túc Bảo không sao khống chế được, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị đè nén. Phụt một tiếng, Túc Bảo nhổ ra một cục máu. Cả người cô bé mềm nhũn, ngã xuống. Đồng tử Mộc Quy Phàm bỗng co rút, Túc Bảo. Anh lập tức đỡ Túc Bảo vào lòng, nhưng sắc mặt cô bé rất mệt mỏi, môi run rẩy, không được. Chạy! Nữ quỷ ôm đầu lại chui ra khỏi hồ lô, sát khí trên hồn thể nó tăng vọt, cổ họng phát ra tiếng hờ. Hờ hờ! Quỷ nhu nhược và quỷ xấu xí cũng bị ép ra ngoài, vừa liếc mắt đã trông thấy Túc Bảo đang thổ huyết. Quỷ nhu nhược là cậu bé 14 tuổi, khi còn sống đến khi làm ác quỷ, chỉ có mình Túc Bảo bóc cho nó viên kẹo, cũng chỉ mình Túc Bảo hiểu được nỗi hối hận và không cam tâm của nó. Lúc này thấy Túc Bảo bị thương, quỷ nhu nhược không nghĩ gì đã lập tức lao về phía nữ quỷ ôm đầu. Hai ác quỷ đánh nhau, nhưng quỷ nhu nhược yếu hơn chút nên bị nữ quỷ ôm đầu xé một cánh tay rồi nuốt luôn. Quỷ xấu xí, ai 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 ai. Nó cũng xông lên. Cái đầu quỷ của nữ quỷ ôm đầu quay cót két một vòng, dì xấu xí sợ đến độ lùi chân lại, nói với Túc Bảo, bảo bối đừng trách ta đánh không lại nó. Rèm cửa sổ bay phấp phới, nhiệt độ trong phòng bỗng giảm đi mấy độ.
Hân Hân ngủ như heo chết bỗng thấy lạnh, tay vớ tấm chăn quấn quanh người rồi ngủ tiếp. Tô Nhất Trần và Mộc Quy Phàm kinh ngạc không thôi, dù họ không thấy quỷ. Nhưng hai người đàn ông thấy Thúc Bảo bỗng nhiên hộc máu một cách khó hiểu, thấy rèm cửa bay phấp phới và cảm nhận được căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Ngoài Thúc Bảo ra, Tô Tử Du là người duy nhất nhìn thấy quỷ, lúc này thấy hai ác quỷ đánh nhau, cậu kinh hãi siết chặt tay Thúc Bảo. Hóa ra, em gái cậu không phải vạn năng. Hóa ra, em gái cậu sẽ bị ép đưa đi thật. Trong mắt Tô Tử Du đỏ hoe, cậu phát hiện mình chẳng làm được gì, thất vọng quá đỗi. Sợi dây đỏ trên tay Túc Bảo tiếp tục tỏa sáng rực rỡ, lúc này lồng ngực Túc Bảo không còn bí bách khó chịu như ban nãy nữa. Nhưng Túc Bảo cảm thấy cả người không còn sức lực. Mộc Quy Phàm ẵm Túc Bảo lên, nói, đi bệnh viện. Chúng ta đi bệnh viện. Lòng anh quá đỗi hoang mang, nỗi hoang mang này là do cảm giác bất lực khi sự tình đang thoát khỏi tầm kiểm soát của anh. Đến lúc này, Mộc Quy Phàm mơ hồ hiểu ra, bảo bối nhỏ mềm mại của anh không giống những đứa trẻ khác. Tô Nhất Trần nhanh chóng lấy di động ra, trước tiên gọi cho Tô Ý Thâm. Thấy Túc Bảo bị thương và mất tinh thần, nữ quỷ ôm đầu mừng rỡ khôn xiết. Nó nhào mạnh về phía Túc Bảo. Làm người tốt biết bao, nó muốn được làm người. Hơn nữa thân phận của Túc Bảo quá tuyệt, chẳng những là công chúa nhỏ được cả nhà họ Tô cưng chiều, còn là con gái của gia chủ Sơn Trang nhà họ Mộc. Bao người yêu chiều Túc Bảo như vậy, nếu nó trở thành Túc Bảo thì há chẳng phải muốn gì được nấy hay sao? Đến lúc đó, nó sẽ đi đến đất nước xinh đẹp, lấy thẻ xanh của đất nước xinh đẹp rồi trở thành người dân nước M. Đi tới đâu cũng cao hơn người khác một bậc. Túc Bảo cẩn thận quỷ nhu nhược lo lắng nhào tới. Tô Tử Du không có cách nào khác, chỉ đành chắn trước mặt Túc Bảo, nghiến răng nói, dì. Dì đừng qua đây. Cậu quăng mạnh lá bùa màu vàng Túc Bảo cho khi trước về phía nữ quỷ ôm đầu. Tiếc thay lá bùa này chỉ dùng được một lần, hỏng rồi thì chẳng còn tác dụng gì nữa. Lúc này, một đạo tia chớp màu đen đánh tới, cạch một tiếng, nữ quỷ ôm đầu với đôi mắt dữ tợn bay ra ngoài. Người đàn ông mặc áo choàng trắng có khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị, sắc mặt nhợt nhạt và đôi môi đỏ mọng chính là Kỳ Trương. Tô Tử Du xém chút nữa bật khóc, sư phụ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy quỷ mà kích động như này. Sắc mặt Kỳ Trương vô cùng khó coi, sao trong nhà lại có thêm một con ác quỷ thế này? Kỳ Trương nhanh chóng đến trước mặt Túc Bảo, nắm tay cô bé. Dịu giọng nói, không sao chứ. Túc Bảo uể oải, nói giọng non nớt, hừ. Đến lúc này rồi mà cô bé vẫn học theo vài phần ngữ khí của ba mình. Túc Bảo chỉ cảm thấy cổ tay đang được sư phụ nắm truyền đến dòng nước ấm, cả người lâng lâng. Thoải mái như ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Nữ quỷ ôm đầu phát hiện ra điều bất thường, nhân lúc không ai để ý toan chạy thoát thân. Kỳ Trường chẳng buồn ngoảnh đầu lại, chỉ giơ ngón tay lên. Một tấm lưới đỏ như thiên la địa võng tức thì bủa vây nữ quỷ. Hắn lạnh lùng nói, làm đồ đệ của ta bị thương còn muốn chạy ư. Nữ quỷ ôm đầu lập tức điên cuồng giãy giụa, nhưng chỉ tốn công vô ích. Túc Bảo hỏi, sư phụ, rốt cuộc gì ôm đầu là loại quỷ gì? Quỷ gì mà rõ kỳ lạ, thích nửa đêm lẻn vào phòng người khác, còn thích chui vào thân thể người khác nữa chứ? Kỳ Trường liếc một cái, nói, quỷ nước ngoài giả. Túc Bảo. Còn có loại quỷ này ư? Kỳ Trường giải thích, loại quỷ này xính ngoại, ngưỡng mộ cái mạnh. Ngưỡng mộ cái mạnh cũng chẳng sao, con người mà, cần tâm lý tôn sùng cái mạnh, có như vậy chúng ta mới nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn. Đáng sợ nhất là loại rác rưởi ngưỡng mộ cái mạnh nhưng không muốn tự mình đứng lên và chỉ muốn đạt được mục đích của mình bằng cách liếm giày, cướp đi mạng sống của người khác, cậy mạnh hiếp yếu và các thủ đoạn ghê tởm khác. Loại người và quỷ này đáng hận ở chỗ, hút máu người dân trong nước. Nhưng lại nịnh hót thế giới bên ngoài, chúng chỉ hận không thể moi tim đem đến dâng cho người nước ngoài. Còn những thói xấu khác, có thể liên quan đến tính cách lập dị của nó, tỉ như thích tọc mạch cuộc sống của người khác. Nói tới đây, Kỳ Trường lại quay về chủ đề chính. Giờ hắn không quan tâm tới con quỷ nước ngoài giả kia, chỉ trao mày nhấc cổ tay Túc Bảo lên, khẽ lắc, hỏi, có phải con cưỡng chế thu con quỷ kia vào hồ lô không? Túc Bảo ngoan ngoãn gật đầu, dạ. Kỳ Trường duỗi một ngón tay gõ nhẹ lên trán Túc Bảo, con còn dạ hả? Khi con còn chưa có đủ bản lĩnh, ngàn vạn lần đừng nghĩ tới việc cưỡng chế thu ác quỷ. Nếu hồi nãy con không dùng tới hồ lô thì nữ quỷ ôm đầu chẳng làm gì được con hết, chỉ cần nó dám tấn công con, lập tức sẽ bị sợi dây đỏ chặn lại. Túc Bảo hồ nghi nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay, dây đỏ lợi hại lắm ạ. Kỳ Trường gật đầu,
rất lợi hại, cực kỳ lợi hại, có điều bây giờ con chưa thể dùng nó để chủ động tấn công, tạm thời nó chỉ có thể bảo vệ con một cách bị động. Nhưng khi có người hoặc quỷ muốn làm tổn thương Túc Bảo, sợi dây đỏ sẽ được kích phát và tiến hành tấn công. Túc Bảo hiểu rồi, hóa ra là vậy à? Sư phụ ơi, bây giờ chúng ta có thể thu gì ôm đầu không ạ? Cô bé con lại có sức lực rồi, nóng lòng muốn thử bắt loại quỷ mới này. Đáy mắt Kỳ Trường thoáng hiện sự bất đắc dĩ và yêu chiều. Giải thích nhiều như vậy, rốt cuộc cô bé có nghe lọt tai câu nào không? Nhưng biết làm sao, Kỳ Trường chỉ đành cưng chiều cô bé thôi. Hai thầy trò đi lên vây lấy nữ quỷ ôm đầu. Nữ quỷ ôm đầu khiếp sợ, các người đừng tới đây. Nhớ tới kiểu đùa dai của Hân Hân, Túc Bảo cười nham hiểm, nè nè, gì kêu đi, có kêu nát cổ họng cũng chẳng có ai tới cứu gì đâu nha. Kỳ Trường, Mộc Quy Phàm và Tô Nhất Trần. Vừa hồ nghi vừa chỉ biết câm nín, cô bé học đâu ra mấy câu này vậy. Trên giường, Hân Hân khó chịu vì tiếng ồn, đạp phăng tấm chăn đi rồi lật người. Tiếp tục say giấc. Mộc Quy Phàm kìm lòng không đặng hỏi Tô Tử Du, Túc Bảo đang nói chuyện với ai thế? Tô Nhất Trần cũng nhìn Tô Tử Du. Tô Tử Du tường thuật lại, Túc Bảo đang nói chuyện với sư phụ của em ấy, sư phụ nói Túc Bảo không thể cưỡng chế bắt quỷ, không phải lo, quỷ không thể làm hại em ấy. Bởi vì sợi dây đỏ rất lợi hại. Tô Tử Du chợt nhớ tới máy quay phim của mình. Đợi chút, con đi lấy máy quay phim. Bây giờ nữ quỷ ôm đầu đang bị mắc kẹt trong lưới rồi nên Tô Tử Du không sợ nữa, cậu chạy như bay về phòng lấy máy quay rồi quay lại phòng Túc Bảo. Mở máy. Tô Nhất Trần chau mày, con làm gì vậy? Tô Tử Du, cái máy quay này do con phát minh đó, lợi hại lắm, có thể quay được hình ảnh của quỷ. Mộc Quy Phàm. Máy quay phim trong tay cậu bé giống như một chiếc máy ảnh bình thường, chỉ khác ở chỗ có một ít nam châm được gắn ở phía dưới và hai anten lộ ra trên đỉnh máy ảnh. Thế này mà đòi quay được hình ảnh của quỷ cơ à? Đùa cái kiểu gì vậy? Đèn báo của máy quay phim nhấp nháy, Mộc Quy Phàm vốn đang khoanh tay nhìn cô bé con của anh, vừa liếc mắt. Chỉ thấy trong hình ảnh đang phát của máy quay phim, có thêm bốn người. Một người đàn ông mặc áo choàng trắng bên cạnh Túc Bảo. Một cậu bé mặc đồng phục cấp 2 đứng sau Túc Bảo. Còn có một nữ quỷ xấu xí quay đầu nhìn lại, cười e lệ nói, Tô Tổng, có thể nhìn thấy người ta không nè? Tô Nhất Trần, Mộc Quy Phàm, trước mặt họ là một tấm lưới đang vây khốn một cô gái ôm cái đầu. Cô gái không đầu kia đang phát ra tiếng như cái cưa kéo cưa, ấm ức nói, tên ta là Jastrzemski. Một, lòng Mộc Quy Phàm và Tô Nhất Trần nặng trĩu. Những thứ đang hiện ra trước mắt đã vượt quá nhận thức của họ, đảo lộn thế giới quan của họ. Nếu thế giới này nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, thì sau này ai sẽ bảo vệ Túc Bảo đây? Mộc Quy Phàm mím chặt môi. Lòng nặng trĩu. Chợt nghe Túc Bảo hồ nghi hỏi. Tài xế lốp xe giả gì? 2. 1. Có bính âm là Gia Si Tè Lún Si Di. 2. Có bính âm là Gia Chơ Lún Si Di. Tài xế trong tiếng Trung có bính âm là Si Di nên Túc Bảo nhầm. Nữ quỷ. Giọng nói non nớt của Túc Bảo như thể trời sinh đã mang theo một vầng hào quang, thoáng chốc đã xua tan mây mù trong lòng Mộc Quy Phàm. Không vấn đề gì. Cùng lắm. Sau này Mộc Quy Phàm anh đổi sang làm đạo sĩ. Nghe Túc Bảo gọi nhầm tên mình thành tài xế lốp xe giả, nữ quỷ ôm đầu trợn đến rớt con ngươi, cổ họng phát tiếng hờ 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 hồi lâu mới nói. Là Jastrzemski, Jastrzemski. Jastrzemski là một cái tên rất hay, sành điệu và thời thượng. Các người hiểu không, một đám, quê mùa. Nữ quỷ ôm đầu rất tức giận khi bị người khác, bôi nhọ, thánh danh của mình, giải thích một đoạn dài bằng giọng như hụt hơi, đứt quãng. Mộc Quy Phàm nhìn chằm chằm nữ quỷ xuất hiện trong máy quay phim, chỉ cảm thấy nữ quỷ này rất quen, nhưng không sao diễn tả được. Tô Tử Du chau mày, khinh thường lẩm bẩm, Jastrzemski. Tên này có nghĩa là có cốt khí, kiên cường không chịu khuất phục, ôi thật trào phúng. Nghe thấy lời của Tô Tử Du, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Mộc Quy Phàm, cuối cùng anh cũng biết vì sao lại có cảm giác quen thuộc với nữ quỷ kia rồi. 10 năm trước, anh 16 tuổi. Trà trộn vào tập đoàn làm ăn phi pháp kia, vừa hay được theo một đơn đặt hàng lớn. Không rõ tập đoàn này bắt được từ đâu một nhóm phụ nữ, đưa ra nước ngoài để làm việc. Trong đó có một cô gái bị trói còn không nhận thức rõ tình hình của mình, luôn mồm nói tôi không phải người của Long Quốc, đám rác rưởi các người, đất nước xinh đẹp sẽ trừng phạt các người. Tên cô gái đó là Ski, gì gì đó, cái tên rất có cốt khí.
Lúc này, nghe xong lời của nữ quỷ, Túc Bảo gật đầu, dạ dạ, gì tài xế trộm lốp xe giả, sao gì lại chết. Khóe môi Mộc Quy Phàm khẽ giật, dòng hồi ức về cô gái kia lập tức hóa thành mảnh vụn. Anh không khỏi phì cười. Cô bé con nghiêm túc đặt câu hỏi, hai mắt còn khẽ chớp, nữ quỷ nghe Túc Bảo bôi nhỏ tên mà tức muốn chết. Ngươi cầm miệng cho ta, Zastrzemski, ta là Zastrzemski. Kỷ Trường chém một chưởng, nữ quỷ ôm đầu mất luôn một cánh tay. Zastrzemski lập tức thét lên thảm thiết, cánh tay bị chặt đứt biến thành sát khí rồi tan thành mây khói. Kỷ Trường cười lạnh, nói năng với đồ đệ của ta kiểu gì đấy. Nữ quỷ ôm đầu tức thì chuyển thái độ sang bảo sao nghe vậy, tay ôm chặt cái đầu quỷ của mình. Kỷ Trường, cặp sách nhỏ, tiếp tục. Túc Bảo, dạ, dì tài xế dùng lốp xe giả ơi, dì là người ở đâu, ngày sinh và bát tự là gì, chết như thế nào. Túc Bảo không hiểu thánh danh của dì ôm đầu, chỉ cảm thấy kỳ quái, chẳng hiểu sao lần nào đọc lên cũng bị khác lần trước. Nữ quỷ ôm đầu. Mệt mỏi rồi. Thấy bất bình cho thánh danh của mình nhưng nó chỉ đành ấm ức nhấn mạnh lại, ta là Zastrzemski. Sau đó mới tiếp tục nói, là người bị đất nước xinh đẹp bỏ rơi. Kỷ Trường cầm bút, không thèm ngước mắt, kêu ngươi nói nơi sinh của ngươi cơ mà. Hình như Zastrzemski cảm thấy nhắc tới quê hương của mình là một chuyện rất mất mặt, nói vừa nhỏ vừa nhanh. Túc Bảo dựng lỗ tai lên nghe, gì cơ? Zastrzemski, thôn Lĩnh Bội, huyện Nê Nghiêu. Dịch ra là thôn Chó Xoáy, huyện Châu Bùn. Túc Bảo ngẫm nghĩ, hỏi, ô, thế tên gì là gì? Cô bé cứ tưởng Zastrzemski chỉ là tên gọi yêu, giống mọi người vẫn luôn gọi bé là Túc Bảo, vậy chắc Zastrzemski còn có tên thật. Zastrzemski câm nín hồi lâu, tên thật của nó quá quê mùa, nó chẳng muốn nói ra chút nào. Nhưng liếc thấy ánh mắt sắc lẹm đang phóng tới của Kỷ Trường, còn có con dao mà Mộc Quy Phàm vừa lơ đễnh, làm rớt xuống sàn. Zastrzemski sợ hãi lập tức khai ra, tên ta là Vương Đại Ni, gia cảnh nhà ta rất khó khăn. Nhưng đến đất nước xinh đẹp sinh sống luôn là mơ ước của ta, từ bé ta đã cảm thấy mình khác với những người khác, ta sinh ra đã có huyết thống cao quý, khổ nỗi sinh nhầm nơi. Mọi người khẽ giật khóe môi. Túc Bảo tò mò hỏi, vậy gì đến đất nước xinh đẹp để hiện thực ước mơ của gì chưa? Nữ quỷ ôm đầu ấm ức nói, chưa. Nó vốn chỉ là một cô gái xuất thân từ vùng nông thôn, nhà không có tiền và chống lưng. Thành tích học hành từ bé đến lớn không tốt đẹp gì cho cam, thi trượt đại học, nó đối mặt với hai sự lựa chọn. Hoặc là về quê, sau này lấy chồng sinh con rồi sống vậy đến hết đời. Hoặc là đến làm ở nhà máy vặn vít, rồi cũng lấy chồng sinh con và sống vậy đến hết đời. Lựa chọn nào cũng không phải thứ nó muốn. Nữ quỷ ôm đầu kích động, cổ họng lại phát ra tiếng hờ. Hờ, lẽ nào cả đời ta? Hờ, chỉ vậy thôi ư, hờ, ta không cam tâm. Tô Tử Du lạnh mặt, có thể trách ai chứ? Thì đại học còn rớt thì vấn đề nằm ở gì thôi? Túc Bảo, đúng nha. Zastrzemski bất bình nói, ta trượt đại học hoàn toàn do thể chế của Long Quốc, nền giáo dục cứng nhắc đã hạn chế tài năng và sự tự do của ta. Túc Bảo bỗng chen lời, dì Đại Ni, dì thi được bao nhiêu điểm? Zastrzemski nói, 260 điểm. Túc Bảo, wow, dì rất có tài nha. Cậu cả và ông ba chiến thần. Tô Tử Du phổ cập kiến thức, tổng thành tích khi thi đại học là 760 điểm. Thi được mỗi 260 điểm, cậu nhắm mắt rồi dùng mặt lăn cũng thi tốt hơn thế. Túc Bảo hiểu ra, thế gì là học cha à? Giống chị Hân Hân nha. Hân Hân, không rõ lúc nào lại hắt xì một cái. Zastrzemski lấp liếm, ta đã rất cố gắng rồi. Do chế độ cả thôi. Hơn nữa ngày bé nhà ta nghèo nên ta không được học lớp phụ đạo. Túc Bảo, thế gì có sở trường gì? Nói tiếng nước ngoài lợi hại không? Zastrzemski mấp máy môi. Nó nào có sở trường gì, mặt cũng không được coi là xinh đẹp, tiếng Anh cũng không tốt. Cho nên nó không thể đến đất nước xinh đẹp, chỉ đành làm nhân viên thu ngân ở siêu thị bé. Lòng ôm hoài bão xuất ngoại mà không thể thực hiện. Nhìn đâu cũng thấy người xung quanh thấp hơn mình một bậc nhưng không thể không hòa nhập cùng họ, điều này khiến nó ngày càng đau khổ. Cuối cùng có một ngày, cơ hội mà nó chờ cũng đến, một người ngoại quốc xuất hiện ở siêu thị. Khoảnh khắc đó, ta như nhìn thấy ánh hào quang từ Thượng Đế, giống như phần thưởng cho sự kiên trì bền bỉ và không bỏ cuộc của ta. Ta ân cần hỏi han người đàn ông ngoại quốc kia, làm hướng dẫn viên cho anh ấy, còn vào khách sạn ngủ với anh ấy. Để có thể giao tiếp với người đàn ông ngoại quốc mà không gặp rào cản,
Jastrzemski còn thức đêm học tiếng Anh. Thậm chí bỏ tiền túi ra chi ăn, chi chơi, chi phòng khách sạn, bởi nó nghe người khác nói, chỉ cần sinh con với người nước ngoài thì sẽ được cấp thẻ xanh miễn phí từ đất nước xinh đẹp. Jastrzemski đã thành công, người đàn ông kia xin visa giúp nó và đưa nó đến đất nước xinh đẹp. Túc Bảo Hồ nghi hỏi, dì kiếm đâu ra tiền? Đến một nơi xa như vậy, nhất định cần rất nhiều tiền đúng không? Jastrzemski chẳng chút bận tâm đáp, tiền ba của ta. Ta nói muốn lấy tiền ra nước ngoài thì ba không chịu cho, nhưng lúc bị bệnh ba ta vẫn có tiền vào viện làm phẫu thuật. Hờ, 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 sao nó có thể chấp nhận chứ? Jastrzemski làm ầm ĩ ở viện, ba nó quả nhiên đưa tiền phẫu thuật cho nó, cuối cùng nó được đặt chân lên đất nước xinh đẹp như mong ước. Khoảnh khắc xuống khỏi máy bay, ta cảm thấy mọi thứ vô cùng tốt đẹp, đất nước xinh đẹp không hổ là đất nước thiên đường, đến không khí cũng có mùi vị thơm ngọt. Không như đất nước này, chỉ có khói xe và mùi hôi thối của môi trường ô nhiễm. Túc Bảo, nghe mà thấy tức nha. Túc Bảo mím môi, nhóc con còn chưa hiểu đạo lý là gì, chỉ cảm thấy dì tài xế trộm lốp xe giả làm không đúng. Sao dì lại cầm tiền khám bệnh của bác ấy đi ạ, vậy bác ấy phải làm sao giờ? Jastrzemski im lặng một lát rồi hỏi, tiền của ba ta cũng là tiền của ta, dựa vào đâu chưa có sự đồng ý của ta mà đã lấy ra tiêu xài. Hơn nữa, ngươi cho rằng ông ta chỉ có chút tiền kia thôi à? Chắc chắn ông ta còn giấu quỹ đen, chẳng qua không chịu đưa cho ta mà thôi. Tất cả mọi người đều cạn lời. Đối với người nước ngoài thì khom lưng quỳ gối nịnh nọt đủ kiểu, với người thân máu mủ ruột thịt của mình thì lạnh lùng khắc nghiệt, oán trời oán đất, còn trộm cả tiền chữa bệnh của ba mình. Đến cả kỳ thi đại học còn không vượt qua được, còn muốn chinh phục thế giới. Đúng là bản thân không có bản lĩnh lại trách ông trời bất công. Sau đó thì sao? Túc Bảo tức giận hỏi, không phải ngươi đến thiên đường rồi à, sao lại quay về? Jastrzemski lập tức im lặng, đầu óc xoay chuyển, hồi lâu sau mới nói, ngay từ đầu đúng là rất vui vẻ. Đàn ông nước ngoài tốt hơn đàn ông trong nước nhiều lắm, vừa trung tình vừa lãng mạn, dịu dàng săn sóc, lại còn rất gơ lang. Chẳng qua chưa vui vẻ được bao lâu, nó phát hiện visa của mình chuẩn bị hết hạn rồi. Hóa ra người đàn ông nước ngoài kia chỉ làm cho nó visa du lịch chứ không phải thẻ tích xanh. Đến hạn, FBI đến đuổi nó về nước, thế nhưng hai người kia đã tiêu sạch tiền Jastrzemski mang theo rồi, gã kia còn cao chạy xa bay. Trên người không một xu dính túi, không người quen, ngôn ngữ cũng không thông. Về thế nào, hơn nữa, nó cũng không muốn rời khỏi đất nước xinh đẹp. Kỷ Trường cười lạnh, quả nhiên là, vừa trung tình vừa lãng mạn, săn sóc đến từng chân tơ kẽ tóc luôn ấy nhỉ. Nữ quỷ nhìn không được nói đỡ cho người nọ, nhất định là anh ấy có nỗi niềm khó nói gì đó thôi. Đàn ông ở đất nước xinh đẹp đều trải qua nền giáo dục tiên tiến, người đã tốt nghiệp đại học sẽ không bao giờ làm ra chuyện vô trách nhiệm như vậy, chắc chắn là người ta có nỗi khổ riêng. Kỷ Trường cạn lời, chỗ nào cũng có cặn bã, sao người biết người ta tốt hay xấu được. Nữ quỷ lập tức phản bác, người ta sinh sống ở đất nước văn minh, đi vệ sinh đều ngồi bồn cầu, lịch sự, tao nhã. Không giống trong nước ngồi hố xí vừa hôi vừa xấu, chẳng khác gì mấy con khỉ. Từ những chi tiết này có thể thấy rằng chắc chắn người ta ở một đẳng cấp cao hơn chúng ta. Người như vậy, sao có thể là cặn bã được? Hơn nữa, nó còn thường xuyên nhìn trộm cuộc sống của người khác, có quyền lên tiếng hơn bất cứ ai nhé. Mọi người, đúng là tư duy kỳ quặc. Nữ quỷ nghiêng đầu, trong mắt hiện lên vẻ ghen tị, ta cũng muốn trải qua cuộc sống như vậy. Vì vậy cho dù phải ngủ trên vỉa hè, rửa chén, lượm rác, nó cũng không muốn quay về. Về nước chỉ tổ sống không bằng chết. Túc Bảo gật đầu, hiểu rồi, vậy nên gì đi ngủ vỉa hè, rửa chén, nhặt rác rồi. Jastrzemski biện minh, ta chỉ đang theo đuổi ước mơ của mình mà thôi. Tô Tử Du trợn mắt, vâng vâng vâng. Chỉ cần được ở lại đất nước xinh đẹp thì làm gì cũng được, dù có bị người khác giẫm đạp lên tôn nghiêm cũng cảm thấy bản thân thượng đẳng hơn đồng bào mình. Sau đó, ta không chờ được nữa, không có visa làm gì cũng khó khăn, có người nói có thể làm thẻ giúp ta, nhưng cần 10 vạn. Nó thật sự không có tiền. Vì thế, nó nghĩ cách liên lạc với ba mẹ trong nước, bảo bọn họ lập tức gửi tiền qua đây. Kết quả bị FBI phát hiện, thi hành lệnh cưỡng chế ép nó về nước. Những người bị cưỡng chế quay về đều được nhà nước chi trả hết chi phí, thế nhưng Jastrzemski không những không cảm thấy bản thân đã liên lụy đến đất nước mà ngược lại, nó còn trách móc nơi chôn nhau cắt rốn đã kéo chân mình. Thế là nó quậy tung trời ở sân bay.
Mộc Quy Phàm lạnh lùng liếc mắt, dửng dưng nói, ta nhớ ra rồi, người phụ nữ gào lớn, ta là người nước M, là người thượng đẳng, là ngươi nhỉ. Đối phương mặc quần áo cũng mòn sờn rách nhưng dáng vẻ lại cao cao tại thượng, chửi đồng vào mặt nhân viên an ninh, còn tay đấm chân đá, mắng họ là người hạ đẳng. Sau đó anh cũng không biết Jastrzemski bị tổ chức ngầm bắt trói lại như thế nào, chỉ nhớ rõ lúc gặp lại, nó vẫn liên tục hô hào ta là người nước M, dám động vào tôi, nước M sẽ xử phạt các ngươi. Vậy nên khi lão đại tổ chức kêu anh giết một người để bày tỏ lòng trung thành, anh đã lựa Jastrzemski. Ánh mắt Mộc Quy Phàm tối sầm, giống như đang nhớ lại ký ức không tốt. Nữ quỷ oán giận, Long Quốc đúng là kém cỏi, hủ lậu. Vừa bẩn thỉu vừa hôi thối. Jastrzemski bị mắc kẹt trong nước không thể rời đi, điều này khiến nó vô cùng đau đớn, chỉ có thể đến quán bar để tìm kiếm một chút không khí tự do của đất nước xinh đẹp. Kết quả lại bị người ta chuốc thuốc mê vác đi. Đến khi tỉnh lại, phát hiện mình đã bị bắt cóc, thế nhưng nghe nói đích đến là đất nước xinh đẹp, nó lại trở nên hào hứng, muốn thông qua con đường này trở về đất nước xinh đẹp. Ai ngờ du thuyền lại hỗn loạn hơn nó tưởng, chẳng ai sống được trong hoàn cảnh đó hết. Vậy nên ta kháng nghị dữ dội. Mọi người, bị trói còn kháng nghị hoàn cảnh không tốt, quả nhiên là loại không có đầu óc. Đúng lúc đó, mấy gã đàn ông xăm kín tay đi tới. Chả biết vì sao mà bọn họ bắt đầu giằng co, một gã trong đám yêu cầu tên ẻo là giết người để chứng minh tên đó thật lòng muốn nhập bọn chứ không phải vì ý đồ riêng. Kết quả tên ẻo là kia lại chọn ta, nữ quỷ không đầu tức giận đến run rẩy, con dao đó. Con dao chặt dưa hấu, dài như vậy. Đối phương kéo lê con dao, phần lưỡi ma sát với sàn bong tàu phát ra tiếng xoèn xoẹt, dọa nó sợ run như cầy sấy. Đây cũng là lần đầu tiên nó hạ thấp tư thái, đi cầu xin loại người hạ đẳng trong suy nghĩ của nó. Thế nhưng đối phương không buông tha. Đến khi tỉnh lại, ta thấy đầu và cơ thể đã chia làm hai. Nữ quỷ u oán nói, ta không cam lòng, ta không tin thế mà mình lại chết như vậy. Nó không chịu rời đi, nghĩ hết cách này đến cách khác gắn đầu mình lại. Cứ thế lặp lại quá trình tử vong trên chiếc du thuyền ngày qua ngày, chỉ muốn được trở về đất nước xinh đẹp. Túc Bảo thở dài, trong lòng cứ thấy nao nao, bé cũng không rõ cảm xúc đó là gì nữa, chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng, lại trộn lẫn với một chút buồn bực. Kỷ Trường nhìn cục bột nhỏ, đặt tay lên lưng bé, thầm động viên. Đối diện với cuộc sống muôn màu muôn vẻ, ngay cả người lớn cũng khó thể giữ được bình thản chứ nói chi Túc Bảo chỉ là một cô bé nhỏ xíu. Trải qua bãi bể nương dâu, nhìn hết thế gian muôn màu, đến cuối cùng có giữ được tấm lòng ban sơ hay không? Ngay cả Kỷ Trường cũng không chắc chắn bản thân có thể làm được. Thôi, hắn dịu dàng nói, lần này sư phụ giúp con một phen. Túc Bảo gật đầu, dạ. Tô Tử Du bỗng hỏi, chờ đã, con còn có một chuyện chưa rõ. Gì, gì đến phòng con giữa đêm hôm làm cái gì? Rồi còn sang phòng Túc Bảo nữa. Nữ quỷ nhìn Tô Tử Du, tấm tắc. Vốn dĩ ta đang mang thai, thế nhưng vì quá mệt mỏi nên sảy mất rồi. Nếu đứa trẻ vẫn còn sống, chắc chắn nó sẽ là một cậu bé đẹp trai ngời ngời. Da trắng tóc vàng mắt xanh, ngoài ra thằng bé cũng sẽ có một cái đầu thông minh sáng sủa, giống y như ngươi vậy đó, ha ha. Tô Tử Du, cậu cảm thấy đây là lần mình bị xúc phạm nặng nề nhất. Vậy nên đừng nói gì đến phòng con giữa khuya là vì muốn đầu con nhé. Tô Tử Du hỏi. Nữ quỷ gật đầu như đúng rồi, bingo tương đương hì hì. Một cái đầu thông minh như vậy, ta muốn có lắm. Ngay khi Tô Tử Du cho rằng Jastrzemski muốn lấy đầu cậu vì con nó thì không ngờ nữ quỷ lại nói, một cái đầu thông minh như vậy, nếu ta gắn lên cổ, chắc chắn ta cũng sẽ trở nên khôn ngoan sắc sảo. Như vậy, đến khi nó tới đất nước xinh đẹp có thể dựa vào trí óc và vẻ ngoài tìm một người đàn ông tốt hơn. Tô Tử Du sởn hết cả da gà da vịt. Chỉ tưởng tượng ra cảnh một người phụ nữ đêm hôm khuya khoắt mò vào phòng, khoa tay múa chân trên đầu thôi mà cậu đã dùng mình rồi. Cái đồ biến thái. Nhóc Tử Du không kìm được chửi ầm lên. Nữ quỷ không thèm để ý tới lời chửi mắng của cậu, vẫn ngoác mồm cười khục khặc. Túc Bảo sực nhớ ra một chuyện, lại hỏi, đúng rồi, sao gì lại theo ba con về thế ạ? Nữ quỷ này chết trên bong du thuyền ở một vùng biển xa xôi, đáng lý ra không thể nào về được. Bấy giờ nữ quỷ mới nhìn về phía Mộc Quy Phàm một cách oán hận. Mộc Quy Phàm không chờ nó nói gì đã hờ hững bảo, địa điểm làm nhiệm vụ của ba lần này là trên biển, tình cờ lên chiếc du thuyền kia, chắc nó cứ thế mà theo ba về đấy. Nữ quỷ ôm đầu nhìn chằm chằm vào Mộc Quy Phàm,
từ cổ họng bật ra những tiếng ồm ồm, nhếch mép thành một nụ cười vô cùng rùng rợn. Ngươi nói dối, nữ quỷ cười khục khặc, ngươi sợ con gái ngươi ghét ngươi, sợ ngươi chứ gì? Kha kha kha, nhóc con, để ta kể cho ngươi nghe, trên du thuyền, ba người đã sát hại người vô tội, một con bé tuổi xấp xỉ ngươi trốn trên xe hắn. Bị hắn, đoàng, bắn một phát súng đấy. Nữ quỷ ôm đầu mình, diễn tả lại cảnh vỡ đầu. Thê thảm lắm, thê thảm lắm. Một đứa trẻ thì có tội tình gì chứ? Thế mà hắn vẫn nỡ lòng xuống tay, ba ngươi là một tên ác ma đấy. Kha kha kha. Nhờ chuyện đó mà ta mới phát hiện ba ngươi chính tên ẻo lả đã chém đầu ta khi xưa. Thế là nó bám theo anh về đây. Ban đầu nữ quỷ không thể ra khỏi vùng biển đó thật, nhưng nó đã không còn bị giam cầm nữa kể từ khi nuốt chửng linh hồn của bé gái chết thảm kia. Đương nhiên nó phải cảm ơn Mộc Quy Phàm vì điều đó rồi. Nữ quỷ ôm đầu, cử động cơ thể làm phát ra tiếng rắc rắc đáng sợ, mắt cứ nhìn chòng chọc vào Mộc Quy Phàm. Tình cờ đó lại là hướng đặt máy quay, Tô Tử Du sợ tới mức lưng cứng đờ vì cái nhìn đăm đăm của nó. Trong chốc lát, nữ quỷ bỗng dưng gào thét chói tai, hóa thành một luồng sát khí màu đen rồi bị thu vào hồ lô linh hồn. Túc Bảo giơ bàn tay nhỏ bé lên, lặng lẽ nhìn sợi dây đỏ và hồ lô linh hồn trên cổ tay. Khuôn mặt bé không hề bộc lộ chút cảm xúc nào, điềm tĩnh đến mức khiến người ta rùng mình. Túc Bảo ơi, Mộc Quy Phàm nhanh chóng lại gần chỗ bé. Túc Bảo vẫn còn bị bủa vây bởi tâm trạng u ám, mất mát và giận dữ ấy, bé thẫn thờ nhìn Mộc Quy Phàm. Lòng Mộc Quy Phàm chịu nặng, anh mím môi, Túc Bảo, để ba giải thích đã. Bé con vẫn hiểu lầm anh ư. Bé sợ anh, sau này không còn gần gũi với anh nữa ư. Ngay sau đó, Mộc Quy Phàm đột nhiên thấy Túc Bảo nhắm nghiền mắt, ngã vào lòng Kỳ Trương. Mộc Quy Phàm vội vàng bước tới, kịp thời ôm chầm bé về trước khi bé ngã xuống. Do không xem màn hình máy quay nữa nên anh không nhìn thấy Kỳ Trương, vươn tay ôm lấy Túc Bảo rồi đi ngay. Kỳ Trương chỉ thấy một bàn tay vồ tới, thế là bé con trong lòng không thấy đâu nữa. Kỳ Trương, này có biết phép lịch sự là gì không đấy? Quỷ trong nhà đã bị bắt đi sạch, bấy giờ Tô Tử Du mới thật sự yên lòng. Hồi nãy thần kinh cậu căng như dây đàn nên bây giờ vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, chân cậu cũng bủn rủn cả ra. Tô Ý Thâm vác theo hòm thuốc vừa tới trước cửa, đã thấy Mộc Quy Phàm ôm Túc Bảo đi ra ngoài. Đợi đã. Tô Nhất Trần giữ chặt em trai, không cần đuổi theo, Túc Bảo không có việc gì. Anh đã nhìn thấy sư phụ của nhóc con ở trong video, nhìn thì có vẻ cũng đối xử với Túc Bảo rất tốt nên có lẽ đối phương sẽ không để Túc Bảo xảy ra chuyện gì đâu. Tô Tử Du buồn ngủ rụi rụi hai mắt, chú út à, sao chú lại chậm chạp thế? Tô Ý Thâm nói, nửa đêm có ca bệnh cần điều trị gấp, chú vừa đi được nửa đường đã nhận được điện thoại từ ba con rồi. Người bệnh bị anh đẩy lại cho chủ nhiệm khoa hết, xe lái như đang bay, lốp xe cũng tóe lên tia lửa, cuối cùng cũng về đến nhà. Nhưng chuyện đang diễn ra trước mắt là như nào vậy? Tô Ý Thâm nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Nhất Trần vỗ vai Tô Ý Thâm. Cất bước rời đi. Tô Tử Du theo sát phía sau, ôm máy quay phim, cũng vỗ vỗ. Cánh tay của Tô Ý Thâm, bởi vì không cao như vậy. Nháy mắt trong phòng chỉ còn lại Hân Hân vẫn đang ngủ ngáy khò khò. Ngoài ra còn có một người giúp việc đang nằm bất tỉnh ở trên mặt đất. Ngay sau đó chú Nhiếp đi tới, kéo người giúp việc rời đi. Tô Ý Thâm. Ánh mặt trời sáng bừng, Hân Hân mơ mơ màng màng bò dậy. Ngây ngốc nhìn Tiểu Ngũ ở bên ngoài ban công. Một lúc lâu sau bong bóng buồn ngủ mới vỡ tung, cô bé nhìn trái nhìn phải. Ơ, Túc Bảo đâu rồi nhỉ? Cô bé bỏ dậy chạy ra ngoài, lại phát hiện bầu không khí trong nhà có chút kỳ lạ. Hân Hân mờ mịt, ngủ một giấc dậy, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy quản gia, Hân Hân lập tức hỏi, bác Nhiếp ơi, Túc Bảo đâu rồi ạ? Chú Nhiếp làm động tác im lặng, tiểu thư Túc Bảo đang bệnh, đừng ầm ĩ. Hân Hân đợi và đợi, nhưng đợi cả một ngày cũng không thấy Túc Bảo tỉnh lại, sắc mặt của những người lớn trong nhà cũng càng ngày càng trầm. Túc Bảo không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại trời vẫn còn tối. Bé khó hiểu bò dậy, nhìn một vòng xung quanh. Đây là đâu vậy? Kỳ Trường khoanh chân ngồi giữa không trung, thấy Túc Bảo trợn mắt, hắn gập sách lại, tỉnh rồi à? Hắn bay qua, sờ lên trán Túc Bảo. Túc Bảo ngẩng khuôn mặt nhỏ, lầu bầu nói. Sư phụ, người cũng đâu phải là con người, không cảm nhận được nhiệt độ, người sờ như vậy thì có cảm giác được gì không ạ? Kỳ Trường thuận thế vươn ngón tay ra chọc vào đầu bé,
sư phụ mà còn cần phải cảm nhận nhiệt độ hả? Con vừa nhấc mông lên là ta đã biết con muốn đánh giấm rồi, chỉ cần sờ trán con là ta sẽ biết được con có khỏe hay không. Túc Bảo cười ha ha, sư phụ, có ngài mới đánh giấm ý. Kỷ Trường bật cười lắc đầu. Nhóc con này, phun ra một ngụm máu lại hao tổn tâm trí quá mức, bản thân bé ngủ ngáy khò khò nhưng cả nhà đều bị bé dọa sợ chết khiếp. Lúc này cửa bị đẩy ra, bà cụ Tô bưng một chén cháo thịt nạc rau cải đi vào, hương thơm phả vào mặt. Túc Bảo, con tỉnh rồi à? Bà cụ Tô vui mừng nói. Nước miếng của Túc Bảo ứa ra, bé chỉ cảm thấy cực kỳ đói bụng, vừa nuốt nước miếng vừa nói, bà ngoại ơi, con đói bụng quá đi. Bà cụ Tô lại mừng đến phát khóc, được, được được, bà ngoại sẽ đi làm món ngon cho con. Túc Bảo lập tức giơ tay lên, con muốn ăn cà tím kho tộ, còn có gà kho tương, và cả, thịt bò thái sợi. Không đúng, bò khô thái lát, cũng không đúng. Bà cụ Tô cười nói, là thịt bò khô thái lát mỏng. Túc Bảo gật đầu nhỏ lịa lịa, dạ dạ. Bà cụ Tô nhìn nhóc con tràn trề sức sống, trái tim treo lơ lửng mới tạm hạ xuống. Bà ấy cẩn thận lau nước mắt, quả thật rất sợ bé cưng ngoan ngoãn vừa mới trở về của mình cũng sẽ rời bỏ bà ấy như vậy. Túc Bảo thấy bà cụ Tô khóc, vội vàng ôm lấy bà ấy mềm mại nói, Túc Bảo lại làm bà ngoại lo lắng phải không ạ? Con xin lỗi bà ngoại. Bà cụ Tô càng không kìm được nước mắt. Bé ngoan của bà thật là ngoan ngoãn. Nếu lại người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, bà ấy sẽ không chịu nổi mất. Túc Bảo, phải thật khỏe mạnh. Bà ngoại xoa đầu Túc Bảo, phải lớn lên trong vui vẻ hạnh phúc và bình an vô sự. Nếu có thể dùng tuổi thọ của mình để đổi lấy sự bình an vô sự cho nhóc con, bắt bà ấy phải chết luôn ngay bây giờ cũng được. Túc Bảo, dạ dạ, bà ngoại cũng vậy nhé. Bà cụ Tô cong môi cười, bà ngoại già rồi, không lớn được nữa. Túc Bảo kiên định nói, bà có thể. Cuối cùng bà cụ Tô không nhịn được mà bật cười thật to. Được được, bà ngoại cũng sẽ lớn lên cùng với Túc Bảo. Một già một trẻ nhìn nhau, đều nhếch miệng cười tâu toét. Sau khi bà cụ Tô xuống dưới tầng, Mộc Quy Phàm lập tức bước vào. Túc Bảo, anh khẽ gọi. Sự kiêu ngạo và ngang ngược bướng bỉnh thường ngày đã biến mất, bóng người cao lớn đứng chắn trước cửa, cánh tay buông thõng xuống hai bên, môi cũng mím thành một đường thẳng giống như một bé ngoan to xác đã làm sai vậy. Túc Bảo do dự một chút, hỏi, ba, có phải ba gặp rắc rối gì rồi không? Đối phương muốn chúng ta đền bao nhiêu tiền vậy ạ? Mộc Quy Phàm. Túc Bảo nhìn người ba không bớt việc của mình bằng vẻ mặt rối rắm. Không thể trách bé lại nghĩ như vậy được, quả thật là trước kia ba quá kiêu ngạo, luôn á. Hiện giờ lại cúi đầu xuống cứ như thể mình đã làm sai vậy. Túc Bảo nói, con không có nhiều tiền tiêu vặt, nhưng mà ba không cần lo lắng đâu, nếu không đủ tiền, Túc Bảo sẽ mượn của cậu cả. Sau đó bé sẽ nỗ lực làm việc để trả nợ. Cái câu đó là như thế nào ấy nhỉ? Ừm, ba nợ con gái trả. Khóe miệng Mộc Quy Phàm giật giật, không nhịn được cười khẽ, Túc Bảo, ba không nợ tiền. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi ở trong lòng, cứ tưởng rằng bé cưng ngoan ngoãn không cần mình nữa, cũng không thích một người ba như anh chứ. Không ngờ bé lại nói muốn giúp anh, trả nợ. Túc Bảo khó hiểu, thế ba làm sao vậy á? Người trẻ tuổi không nên ủ rũ cục đuôi như vậy nha. Đáy mắt Mộc Quy Phàm hiện lên ý cười, anh ngồi xổm xuống mép giường, nhìn thẳng vào hai mắt Túc Bảo, ngày hôm qua nữ quỷ kia đã nói về ba như vậy, con không sợ ba à? Túc Bảo lắc đầu, con tin tưởng ba, chắc ba không phải là loại người đó đâu. Ông ngoại và cậu cả đều nói, ba là một vị thần giám hộ, còn lâu mới là ma quỷ nhé. Mộc Quy Phàm ngẩn ra, chỉ cảm thấy trái tim như được lấp đầy trong nháy mắt, trở nên ấm áp mềm mại. Cảm ơn bé ngoan. Mộc Quy Phàm duỗi tay, gõ nhẹ lên cái mũi của bé. Túc Bảo lập tức che mũi lại như thể sợ ngứa, cười khanh khách, không có gì. Tuy rằng bé còn vô tư tin tưởng mình nhưng Mộc Quy Phàm cảm thấy mình vẫn cần phải nói rõ mọi chuyện ra. Anh ngồi ở mép giường, duỗi người nằm xuống, vô cùng nhẹ nhàng nói, lại đây nằm với ba nào. Túc Bảo lập tức ngã người xuống, đầu nhỏ gối lên vai của Mộc Quy Phàm. Hai chân duỗi hết ra, tay nhỏ dang thật rộng. Quả thật bé đã nằm thẳng thắp lự. Mộc Quy Phàm gác tay ra sau đầu, nói, khoảng thời gian trước ba có đi thực hiện một nhiệm vụ. Nội dung cụ thể thì không tiện nói cho con biết nhưng Túc Bảo chỉ cần nhớ rằng, ba tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện có lỗi với quốc gia và nhân dân là được. Túc Bảo, dạ dạ. Mộc Quy Phàm tiếp tục nói, cô bé kia bị khống chế, trong người đeo bom.
anh chỉ gói gọn trong một câu, nhưng thực tế trên người cô bé kia không phải là loại bom thông thường mà là một quả bom được cấy vào trong cơ thể, không thì anh cũng chẳng đến mức không tháo dỡ được như vậy. Cô nhóc mới 7 tuổi, rất gầy yếu, trông không lớn hơn Túc Bảo là bao. Cô bé đã tận mắt nhìn thấy ba mẹ và chị gái của mình đã chết như thế nào, vốn dĩ cô bé định lợi dụng lòng trắc ẩn của anh để nổ chết anh nhưng đến phút cuối lại khóc lóc nói với anh rằng mình không muốn chết. Ba bảo cô bé ấy trốn lên xe trước, Mộc Quy Phàm nhìn chằm chằm nóc nhà, giọng nói nặng nề, còn đồng ý với cô bé ấy, nhất định sẽ cứu cô bé ra. Nhưng mà ba đã nuốt lời. Ánh mắt Mộc Quy Phàm hơi tối, tình hình rất nguy cấp, anh chỉ hơi sơ suất thôi đã bị tên thủ lĩnh khủng bố trèo lên xe Việt dã rồi. Phát súng đó của ba không nhắm về phía cô bé ấy, chỉ bắn về phía tên khốn nạn kia thôi. Chẳng qua cô bé ấy cũng theo vậy mà mất mạng. Cho nên tối hôm qua nữ quỷ kia vẫn chưa nói hết. Túc Bảo hiểu được, lẩm bẩm nói, con biết ngay mà, dì ôm đầu kia thật là xấu xa. Cục bột nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Quy Phàm, nhẹ giọng hỏi, ba, có phải ba đau buồn lắm hay không? Ít hầu Mộc Quy Phàm hơi thắt lại, giọng nói trở nên khàn khàn, là ba vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Túc Bảo nhìn ba mình, có hơi ngơ ngẩn. Thì ra ba cũng giống như bé ư, cũng sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng. Cảm thấy lồng ngực khó chịu. Vậy thì ba có tiếp tục làm thần giám hộ nữa không ạ? Túc Bảo đột nhiên hỏi. Mộc Quy Phàm cụp mắt nhìn nhìn bé, kiên định gật đầu, có chứ. Trước kia chỉ là vì quốc gia, bởi vì anh cô độc một mình, không có vướng bận, hiện tại lại càng hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ. Anh có cô con gái khiến anh phải vướng bận. Có quốc mới có gia, anh muốn cho bé ngoan của anh được thoải mái trưởng thành dưới ánh mặt trời. Dường như Túc Bảo có hơi hoang mang. Nhỏ giọng hỏi, vậy sau này nếu ba lại nhìn thấy mấy chuyện không vui đó, trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu sao ạ? Mộc Quy Phàm nở nụ cười, có chứ, nhưng mà không sao cả. Những việc mà mỗi người chúng ta đang làm thì đều có ý nghĩa riêng của mình. Trước kia ba làm xong nhiệm vụ trở về sẽ đi ăn một cây kem thật bự. Sau đó những chuyện không vui sẽ tan biến hết. Dưới ánh đèn bập bùng, Túc Bảo bỗng nhiên hiểu rõ. Cảm giác dầu dĩ trong lòng cũng lập tức biến mất không còn chút gì nữa. Dạ vâng, Túc Bảo xoay người bò dậy, giơ ngón tay cái lên, dùng sức ấn vào giữa lông mày của Mộc Quy Phàm giống như đóng dấu, nói, ba thật là ngầu. Chúng ta cùng nhau cố lên. Mộc Quy Phàm khẽ cười rộ lên, giơ cánh tay lên kéo nhóc con xuống dưới, ấn chặt bờ vai cù qua cù lại. Chọc lét nè, anh nói. Túc Bảo vừa cười ha 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 đến không thở nổi. Vừa la to, ánh sáng chớp nhoáng, biu biu biu. Một câu nói hay xuất hiện trong các tập phim hoạt hình xin cậu bé bút chì. Mộc Quy Phàm làm bộ trúng đạn, ngã sang bên cạnh, ạc. Ba thua rồi. Túc Bảo lập tức bò dậy, lại cù lét Mộc Quy Phàm khắp nơi. Ngay khi một lớn một nhỏ đang hi hi ha ha, bà cụ Tô đẩy cửa tiến vào. Gì đây, bà ấy trừng mắt, bao nhiêu tuổi rồi mà còn ấu trĩ như vậy hả? Lát nữa mà bé con cười đến không thở nổi thì phải làm sao? Mộc Quy Phàm sờ mũi, ngồi thẳng dậy. Vâng, dạ dạ dạ, anh nói, con sai rồi. Túc Bảo cũng ngồi thẳng dậy theo, tay nhỏ đặt lên đầu gối, gật đầu như dã tỏi, dạ dạ dạ, con sai rồi con sai rồi. Bà cụ Tô vừa tức vừa buồn cười, xuống dưới ăn cơm. Dưới tầng, Hân Hân đứng trên cái ghế ở cạnh bàn, gắp đồ ăn thoăn thoắt. Mãi đến khi lấp đầy cái bát hình con mèo của Túc Bảo mới chịu ngồi xuống. Ông cụ Tô cau mày, nghiêm khắc nói, em gái con muốn ăn gì thì cứ để cho con bé tự gắp, con gắp cho em gái con nhiều thế để làm gì chứ hả? Lại nhìn về phía Tô Tử Du, với cả, mọi người vẫn chưa ngồi vào chỗ, sao con lại tự ăn trước thế hả? Tô Tử Du ngoan ngoãn đặt đũa xuống, nói thầm, ông nội, ông không cần phải nghiêm khắc như vậy với bọn con đâu. Ông cụ Tô hừ một tiếng. Theo bản năng nói, ông đối xử với ai cũng nghiêm khắc như vậy hết. Tô Nhất Trần, Hân Hân và Tô Tử Du đều nhìn ông ấy với biểu cảm con không tin. Lúc này Túc Bảo xuống dưới, ông cụ Tô nhìn cục bột nhỏ nhảy nhót tung tăng, tảng đá lớn trong lòng hoàn toàn buông xuống. Túc Bảo hả, nào, qua đây ăn cơm, ông cụ gắp một miếng giò heo. Tô Nhất Trần nắm chặt nắm tay, đặt ở bên môi, khụ. Hân Hân và Tô Tử Du, khụ 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 khụ. Ông cụ Tô, cơm nước xong, Túc Bảo xoa cái bụng nhỏ tròn vo của mình, nằm liệt trên sofa không muốn động đậy. Bỗng nhiên, bé chợt nhớ tới câu nói, ăn một cây kem thật bự, của ba mình. Nhóc con lập tức bò dậy, áp sát vào Mộc Quy Phàm thấp giọng nói,
Ba, ngày mai chúng ta có thể đi ăn cây kem to bự được không? Mộc Quy Phàm liếc mắt nhìn bé một cái, cũng hạ giọng nói, được, nhưng đừng nói cho bà ngoại của con biết đấy. Bà cụ Tô bưng đĩa trái cây đi tới, híp mắt hỏi, hai người lại đang lén lút âm mưu gì đấy hả? Túc Bảo quay qua nhìn, trái cây. Lập tức cất bước chạy trốn. Bà ngoại, con ăn no rồi, no thật rồi mà. Nếu còn ăn nữa, đồ ăn sẽ lòi ra khỏi mông con mất. Vừa dứt lời, bóng người nhỏ bé cũng chạy mất hút như một làn khói. Bà cụ Tô, Mộc Quy Phàm nhìn thẳng mắt, nói, con cũng lên tầng đây. Bà cụ Tô, đứng lại. Bước chân Mộc Quy Phàm khựng lại, quay đầu nhìn, sao thế ạ? Bà cụ Tô không có biểu cảm gì cả, ăn hết đĩa trái cây này đi. Mộc Quy Phàm. Hôm sau, dưới sự giám sát chặt chẽ của bà cụ Tô, Mộc Quy Phàm mang theo Túc Bảo trốn đi. Đích đến, trung tâm thương mại. Hàng năm trên quảng trường bên ngoài trung tâm thương mại vẫn luôn có một chiếc xe bán kem cắm cọc ở đó. Ba đã ăn kem của nhà này được 10 năm rồi. Mộc Quy Phàm mở cửa xe Việt Dã ra, đồng thời nói, loại kem ngon nhất ở kinh thị này. Túc Bảo đã gấp không chờ nổi, kem, Túc Bảo thích ăn kem nhất. Xe Việt Dã lao vút qua chiếc xe buýt của trường mẫu giáo. Hân Hân đang ngồi cạnh cửa sổ xe lập tức nhìn qua, trong mắt hiện lên vẻ tủi hơn. Hình như ban nãy cô bé nghe thấy tiếng của Túc Bảo. Bé đã nói là kem. Hu hu, cô bé cũng muốn có một người ba sẽ dẫn cô bé lẻn đi ăn kem. Hân Hân tỏ vẻ, không thể nhìn nổi em gái vui sướng như vậy, hy vọng em ấy sẽ mau chóng đến trường. O. Quảng trường bên ngoài trung tâm thương mại, bởi vì hôm nay là thứ hai nên ở đây khá vắng người. Mộc Quy Phàm lấy cho Túc Bảo một cây kem siêu bự, bên trên rắc các loại hạt thơm ngon và một lớp mứt Việt quất ngọt nhưng không ngấy. Lớp kem mềm mại và lớp mứt không quá ngọt, dần dần tan chảy ở trong miệng, khiến người ta cũng cảm thấy sung sướng theo. Ngon quá, Túc Bảo vui đến hai mắt sáng ngời, giống như toàn bộ ngân hà đều nằm trong mắt bé vậy. Hai ba con chẳng thèm chú ý hình tượng mà ngồi trên thành bồn hoa. Mộc Quy Phàm rất cao, hai chân duỗi thẳng ngồi ở mép bồn hoa. Chân trái vắt lên chân phải, vẫn mặc bộ đồ màu đen tuyền, nhìn từ xa giống như một ngọn đèn đường nghiêng ngả. Túc Bảo thì lại ngồi ở bên cạnh bồn hoa, cũng vắt chân trái lên chân phải, hai cái chân nhỏ ngắn cũng trắng trẻo mập mạp, nhìn giống như một cục bột đã được nhào kỹ, đáng yêu vô ngần. Những người xung quanh đều không nhìn được mà bị hai ba con này thu hút, cứ ngoái đầu lại liên tiếp, còn có một chị gái bị đập đầu vào cửa kính của trung tâm thương mại nữa. Túc Bảo liếm vết kem ở khóe miệng. Lắc đầu nói, chậc chậc, ba, có phải ba như này được gọi là trêu hoa ghẹo nguyệt không ạ? Bé nghiêng đầu, tinh danh ma mãnh. Mộc Quy Phàm giơ tay chọc vào trán của bé, sao con biết chị gái đó không phải đang nhìn con chứ hả? Túc Bảo, một tiếng, hình như cũng đúng. Mộc Quy Phàm không nhịn được bật cười, nhóc con này thật là thú vị. Anh dương mắt nhìn qua, vẫn là bồn hoa quen thuộc, trung tâm thương mại quen thuộc. Nhưng lại không giống như trước đây. Hiện tại bên cạnh anh có một cục bột nhỏ đáng yêu cùng ngồi ăn kem với anh. Dường như con đường đến tương lai cũng không còn buồn tẻ và khó đi như vậy nữa. Lúc này, Túc Bảo chợt ồ lên một tiếng, chỉ vào quán cà phê cách đó không xa. Là gì tân tử manh kìa? Bé nói. Mộc Quy Phàm cũng nhìn theo, chỉ thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế dài trong tầng 1 của quán cà phê, mở máy tính ra, vừa uống cà phê vừa phơi nắng vừa làm việc. Anh hỏi, ai thế? Túc Bảo kéo Mộc Quy Phàm đi qua đó, là gì mà trước đó con với cậu cả cùng đi bắt quỷ hộ á? Bắt quỷ? Mộc Quy Phàm hơi nhướng mày, để mặc bé Túc Bảo dẫn mình đi vào quán cà phê. Trên cửa quán cà phê có treo một chiếc chuông gió, anh bất chợt đụng chúng, vội vàng cúi đầu. Nhân viên cửa hàng trợn trừng mắt. Túc Bảo vội vàng nói, xin lỗi ạ, ba của con quá cao, có đụng hỏng chuông gió không ạ? Nếu bị hư thì con sẽ đền tiền. Nói xong bé lấy một cái bao lì xì từ trong túi sách nhỏ của mình ra. Đây là các bao lì xì khác nhau mà bé đã nhận được vào hôm sinh nhật của mình. Bao lì xì mà cậu cả và ông ngoại bà ngoại cho là dày nhất, riêng vỏ bao lì xì thôi mở ra đã dài cả mét rồi. Còn lại chính là do các vị khách tới chúc mừng đã tặng cho bé, hiện tại Túc Bảo ra ngoài toàn mang theo mấy bao lì xì khá nhỏ này thôi. Cục bột nhỏ cầm bao lì xì, vẻ mặt đau đớn. Thấy cục bột nhỏ thật sự rút một bao lì xì ra đưa cho mình, nhân viên cửa hàng vội vàng nói, à, không cần đâu, không bị đụng hỏng.
Tiểu Túc Bảo lập tức nhét bao lì xì vào trong túi, vội vàng nói, dạ được. Nhân viên cửa hàng, bé đáng yêu à, bé có thể hơi kiên trì thêm một giây được không? Túc Bảo chạy đến bên cạnh Tân Tử Manh, giơ tay chào hỏi, hi. Dì Tân, mình lại gặp nhau rồi nè. Tân Tử Manh tập trung nhìn vào, vừa mừng vừa sợ, là Túc Bảo hả? Sao con lại tới đây? Túc Bảo chỉ vào Mộc Quy Phàm ở sau lưng, con và ba tới đây ăn kem ạ. Tân Tử Manh vội vàng đứng lên, chào hỏi, xin chào, xin chào. Mộc Quy Phàm gật đầu, lười biếng đáp lại một câu chào cô. Túc Bảo ló đầu thăm dò, dì Tân, dì đang làm việc ạ. Trên mặt Tân Tử Manh hiện lên nụ cười, hiện giờ cô ấy vừa tự tin lại vừa mạnh mẽ, trên người như thể tỏa ra ánh sáng vậy. Cô ấy bế Túc Bảo lên ngồi cùng với mình, chỉ vào máy tính nói, dì đang viết tiểu thuyết. Túc Bảo, à, ý là viết một cuốn truyện ấy ạ. Tân Tử Manh cười, đúng vậy. Túc Bảo đã hiểu, chỉ vào mấy chữ trên màn hình, đọc lia lịa, anh em hồ lô, ngày xưa, có 7 anh em hồ lô và một người ông. Tân Tử Manh sửng sốt, suýt chút nữa bị bé chọc cười ngất, gì vậy chứ, đây là Kiều Thê phát sóng trực tiếp, đế quốc tổng tài Dương Dương xin ôm một cái. Túc Bảo nghi hoặc, ai Dương Dương xin ôm một cái ạ? Tân Tử Manh, tổng tài. Túc Bảo, tổng tài là ai ạ? Tân Tử Manh cứng họng. Chợt hai mắt sáng lên, giống như cậu cả của con đó, một chú cực kỳ lợi hại cực kỳ giàu có mà lại còn rất đẹp trai nữa. Túc Bảo càng thêm khó hiểu, thế chú đó lợi hại như vậy thì sao lại muốn Dương Dương xin ôm một cái ạ? Tân Tử Manh, cô ấy biết giải thích với nhóc con vì nó là ngôn tình máu chó ngập đầu thế nào đây? Trong khi Tân Tử Manh đang lúng túng, bỗng nhiên một người đàn ông nổi giận đùng đùng xông vào từ bên ngoài, dầm một tiếng, ném thẳng một xấp tài liệu lên bàn cà phê. Túc Bảo ngẩng đầu, chỉ thấy một ông chú với khuôn mặt có hơi rám nắng đứng ở trước mặt, đang trừng mắt nhìn Tân Tử Manh. Con bé này là ai? Anh ta là ai? Người đàn ông chỉ vào Túc Bảo và Mộc Quy Phàm. Ngón tay Mộc Quy Phàm khẽ động, danh thiếp đang cắm trên ghế dài của quán cà phê lập tức bay ra ngoài, hất mạnh ngón tay của người đàn ông sang bên cạnh. Người đàn ông ăn đau ôm lấy ngón tay, anh. Mộc Quy Phàm ngước mắt liếc nhìn, ánh mắt lạnh như băng, khí thế bức người trào hết ra ngoài. Nói chuyện cho cẩn thận, Mộc Quy Phàm nói, tính tình tôi không được tốt, không thích người khác chỉ vào tôi và con gái của tôi. Người đàn ông sợ hãi không dám lên tiếng. Anh ta chỉ có thể nín cục tức mà quay đầu lại, chĩa lửa đạn về phía Tân Tử Manh, cô nói đi, bọn họ là ai? Tân Tử Manh nhíu mày, vội vàng xin lỗi Mộc Quy Phàm, cũng ôm Túc Bảo đặt xuống bên cạnh anh. Xin lỗi, tôi có chút chuyện nhà cần phải giải quyết một chút. Mộc Quy Phàm thấy Túc Bảo không muốn đi. Vì vậy anh vắt chéo hai chân, lười nhác dựa lưng vào sofa, hừ một tiếng. Tân Tử Manh kéo người đàn ông qua một bên, cả giận nói, anh làm loạn đủ chưa hả? Đây là bạn của tôi. Người này không phải ai khác mà chính là chồng của Tân Tử Manh. Chồng của Tân Tử Manh cười lạnh, bạn, tôi thì thấy giống thằng bồ của cô hơn đấy. Bảo sao giờ lưng cô lại cứng như vậy, được lắm, thì ra là đã tìm được bến đỗ tiếp theo rồi. Cô có còn muốn giữ thể diện không hả? Tân Tử Manh tức chết đi được, ăn nói khó nghe quá rồi đó. Giữ cho mồm miệng sạch sẽ dùm tôi. Tân Tử Manh lạnh giọng ném xuống một câu, không thèm để ý đến anh ta, xoay người định rời đi. Không ngờ chồng của cô ấy lại chặn ở trước mặt, hỏi, khoan đã, cô bán nhà rồi hả? Tân Tử Manh không có biểu cảm gì cả, nhà của tôi, bán hay không là quyền tự do của tôi, liên quan gì đến anh? Chồng của cô ấy tức điên lên, gằn giọng nói. Sao lại không liên quan đến tôi? Cái nhà đó cũng là của tôi nữa nhé. Tân Tử Manh ôm tay, ánh mắt lạnh lùng kinh thường tựa như một bà hoàng, anh ư. Anh có gì để chứng minh không? Anh có đưa tiền đặt cọc hay đóng phí hàng tháng không? Hay là anh đã gánh vác toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà? Cô, chồng của Tân Tử Manh suýt chút nữa hộc máu. Trên ghế sofa dài, Mộc Quy Phàm và Túc Bảo đã ăn hết kem, Mộc Quy Phàm cầm lấy một miếng dưa hấu. Nhặt hết hạt dưa hấu ra sau đó đưa cho Túc Bảo. Một lớn một nhỏ, vừa nhìn Tân Tử Manh cãi nhau với chồng, vừa đồng bộ gặm dưa hấu. Mộc Quy Phàm, chậc chậc. Túc Bảo cũng nối tiếp, chậc chậc chậc. Hai ba con, không lương tâm, vừa ăn dưa vừa xem trò hay. Chồng của Tân Tử Manh cực kỳ bực bội, nhưng anh ta có còn làm được gì nữa đâu, chỉ biết cắn răng nhịn cơn bực tức xuống bụng mà thôi. Anh ta chìa tay ra, gào thét inh ỏi, thôi được rồi. Tôi chả dỗi hơi đâu mà cãi nhau với cô.
bán quét căn nhà chỉ vì muốn hơn thua với tôi đến cạn lời với cô luôn đấy. Chuyện lớn như thế mà cũng không chịu bàn bạc trước với tôi một tiếng, bộ cô không sợ bị người khác lừa đảo à? Còn nữa, cô còn mua biệt thự nữa đúng không? Đưa chìa khóa cho tôi. Tân Tử Manh khoanh hai tay trước ngực, hùng hổ không kém ai, mắc mớ gì tôi phải đưa chìa khóa cho anh chứ? Cút, chẳng phải mấy người cứ ra giả bảo thích ở nông thôn còn gì, thế thì đi đi chứ. Ngay từ đầu tôi đã nói rõ với anh rằng tiền của tôi, nhà của tôi là của tôi, không dính một xu nào của anh hết. Lúc này, cái giọng oang oang của mẹ chồng của Tân Tử Manh vọng tới trong khi còn chưa thấy bóng dáng bà ta đâu, đây là tài sản chung của vợ chồng cơ mà. Làm gì có chuyện không dính một xu nào chứ? Dù là nhà hay tiền thì một nửa đều thuộc về con tôi cả. Mẹ chồng Tân Tử Manh trợn mắt nhìn cô ấy một cách giận dữ. Bà ta tức chết đi được. Bọn họ ở nông thôn chờ lâu ơi là lâu mà vẫn chẳng thấy Tân Tử Manh vác mặt tới cầu xin bọn họ quay về đâu cả. Đã thế con khốn này còn gói ghém hết đồ đạc của bọn họ mà vứt về nữa mới ghê chứ. Nghe nói Tân Tử Manh còn mua cả biệt thự nữa, đúng là cứng đầu cứng cổ, khuyên hết nước hết cái cũng không chịu nghe, tức chết bà ta rồi. Tôi mệt rồi, không muốn cãi nhau với cô đâu. Đưa chìa khóa cho chúng tôi muốn về nghỉ ngơi. Mẹ chồng Tân Tử Manh bực bội quát tháo. Tân Tử Manh giơ tay lên, đẩy mẹ chồng mình ra mà không chút ngại ngần, sau đó cười khẩy, đòi vào nhà tôi ư. Vậy thì cầu xin tôi đi. Cô giẫm trên đôi giày cao gót cộp cộp ngồi trở về chiếc ghế dài một cách khinh thường, thấy ngay hai ba con đang hào hứng xem trò hay. Thậm chí Túc Bảo còn đầu tàu vỗ tay bôm bốp, gì Tân ngầu quá xá. Tân Tử Manh. Chúng ta đi thôi, Tân Tử Manh cất máy tính vào túi sách, thể hiện sự bực bội và cụt hứng của mình ra mặt, mất hết cả tâm trạng. Mộc Quy Phàm đứng lên, nhẹ nhàng bế Túc Bảo rồi ôm bé vào lòng bằng một tay. Thấy Tân Tử Manh muốn bỏ đi thật, có vẻ tên chồng của cô ấy thấy bẽ mặt quá hay sao mà chuyển sang bặm trợn đe dọa, được. Cô được lắm, hôm nay cô mà dám bước ra khỏi đây, cô có tin tôi ly hôn với cô ngay không? Tân Tử Manh xách túi đựng máy tính đi tính tiền rồi bỏ đi, không thèm ngoảnh lại lấy một lần nào. Chồng Tân Tử Manh. Thái độ của Tân Tử Manh làm anh ta sượng chân chẳng biết phải làm sao, không còn cách nào khác, anh ta đành cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn, bỏ ra khỏi đây. Mẹ chồng Tân Tử Manh tức điên người đến nỗi tăng huyết áp, xây sầm mặt mày. Ly hôn với nó mau, bà ta giận dữ hét. Chồng của Tân Tử Manh tỏ ra cáu kỉnh, mấy năm qua toàn cô ta kiếm được tiền cả, ly hôn thì con biết lấy gì mà ăn đây. Nào ngờ mẹ chồng lại phản bác, ai nói. Mẹ đã hỏi luật sư rồi, miễn là thu nhập kiếm được sau khi kết hôn, không cần biết là con kiếm được hay cô ta kiếm được thì tất cả đều thuộc về tài sản chung của vợ chồng cả. Mẹ chồng Tân Tử Manh cười đắc chí, cho dù sau khi kết hôn, con không kiếm được một đồng nào thì tất cả số tiền mà cô ta kiếm được đều sẽ có thể chia một nửa cho con cả. Luật là như thế mà. Bởi vậy mà về cơ bản, cho dù Tân Tử Manh có phải là người mua biệt thự hay không thì vẫn phải chia cho chồng cô ấy mà thôi. Chồng Tân Tử Manh trông vui mừng đến là rõ, thật không? Mẹ hỏi họ rồi à? Mẹ chồng Tân Tử Manh khẳng định, tất nhiên rồi. Chồng Tân Tử Manh ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, thế thì tốt quá. Mỗi khi cãi nhau, anh ta đều không dám đòi ly hôn thật cũng vì những năm qua quả thật anh ta là kẻ không có tiếng nói nhất trong nhà, chưa lần nào tự thân vận động, kiếm được một đồng tiền nào cả. Ban đầu anh ta cứ ngỡ mình sẽ không được phân chia tài sản nếu ly hôn. Còn giờ thì sao? Chồng Tân Tử Manh nhếch mép, vậy thì con sẽ kiện cô ta và đòi ly hôn với cô ta, để xem đến lúc đó cô ta sẽ hối hận cỡ nào. Cầu xin con quay lại thế nào? Đợi Tân Tử Manh khóc lóc ăn năn đủ rồi, anh ta sẽ từ bi tái hôn với cô ấy. Nhóm ba người Túc Bảo đi trên đường phố. Túc Bảo tò mò hỏi, dì ơi, dì cũng muốn ly hôn ạ? Trẻ con còn nhỏ, chẳng hiểu nổi tại sao người lớn lại thích ly hôn đến thế. Bé thấy Tân Tử Manh lắc đầu, không đâu con à. Trước đó cô ấy cũng từng hỏi thăm về việc này và đúng y như rằng, nếu ly hôn thì toàn bộ số tiền mà cô ấy kiếm được sẽ bị xếp vào tài sản chung của vợ chồng, số tiền đó sẽ được chia một nửa cho chồng. Nói cách khác, không cần biết tình trạng thực tế ra sao, miễn là thu nhập trong hôn nhân thì đều tính là tài sản chung cả. Theo luật, thường thì cô ấy sẽ phải chia cho đối phương một nửa tài sản của mình cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Luật như này thật sự đem lại rất nhiều bất công trong trường hợp của Tân Tử Manh. Nhưng mà, dường như họ đã bỏ quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. Túc Bảo lại càng không nghĩ tới,
Bé hỏi tiếp, thế dì Tân không sợ chú ly hôn với dì ạ? Tân Tử Manh chế nhạo, một là anh ta không dám, hai là cho dù anh ta dám nộp đơn ly hôn thật thì dì cũng không sợ. Thứ nhất, dễ gì mà cái nhà đó chịu thả cô ấy đi. Dù gì chồng cô ấy cũng quá là vô dụng, không còn Tân Tử Manh ở bên thì anh ta còn làm được gì khác ngoài ăn bám ba mẹ chứ. Và mẹ chồng Tân Tử Manh cũng thừa biết điều đó. Bà ta đâu muốn anh ta sống bám mình mãi, tất nhiên bà ta sẽ bấu víu cô ấy không chịu thả rồi. Thứ hai, Tân Tử Manh tự tin mình sẽ vượt qua sóng gió này. Đến ngã tư giao với quảng trường, cũng đã đến lúc Túc Bảo và Mộc Quy Phàm đi về. Túc Bảo vẫy tay chào tạm biệt Tân Tử Manh, tạm biệt dì Tân ạ, dì Tân cố lên nha. Tân Tử Manh gật đầu một cách chắc nịch, ừ, cố lên. Vừa về đến nhà, quả nhiên Tân Tử Manh nhận được cuộc gọi từ một luật sư. Luật sư thông báo rằng chồng cô ấy đã ra tòa nộp đơn ly hôn, yêu cầu thảo luận về vấn đề phân chia tài sản đấy. Có gì đâu mà phải thảo luận, Tân Tử Manh đang soi gương định tẩy trang thì nghe vậy, cô ấy lại cầm cây son lên tô lại, hết há miệng to để tô son đến bặm môi. Luật sư ở đầu dây bên kia nhắc nhở, là thế này, tôi đã nghe chồng cô trình bày tình trạng thu nhập của gia đình cô trong thời kỳ hôn nhân. Cô Tân, tôi phải nhắc nhở cô một chuyện, đó là mặc dù kể từ thời điểm kết hôn, chỉ có mình cô trong gia đình có thu nhập nhưng khi ly hôn, chồng cô vẫn có quyền được chia một nửa tài sản, bao gồm cả căn biệt thự mà cô vừa mua. Tân Tử Manh khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, từ tốn trả lời, vậy chắc chắn tên chồng quý hóa đó của tôi cũng chưa nói với anh rằng, số tài khoản đã chuyển tiền nhuận bút cho tôi là của mẹ tôi nhỉ. Chúng tôi đã kết hôn với nhau được 3 năm, ai nói người kiếm ra tiền luôn là tôi chứ? Tôi là đàn bà con gái, làm gì có bản lĩnh nào? Số tiền đó toàn là ba mẹ tôi cho cả đấy. Tiền ba mẹ cho thì đâu thể tính là tài sản chung được. Anh ta muốn ly hôn thì được thôi, tôi sẽ đến đó ngay. Dứt lời, Tân Tử Manh cúp điện thoại cái rụp. Ở đầu dây bên kia, chồng Tân Tử Manh bàng hoàng đến nỗi sắp rớt cả hàm sau khi nghe cuộc gọi của hai người qua loa ngoài. Mẹ chồng Tân Tử Manh hốt hoảng la lên, nghĩa là sao? Sao lại không tính là tài sản chung chứ? Luật sư bối rối hỏi. Tất cả số tiền mà anh nhận được trước đó đều được chuyển từ thẻ mẹ vợ anh qua tài khoản của anh à. Chồng Tân Tử Manh, đúng vậy. Lúc cả hai mới vừa kết hôn, Tân Tử Manh ký hợp đồng làm tác giả sáng tác với một trang web nhỏ nhưng do bản hợp đồng của trang web ấy quá khắt khe, yêu cầu Tân Tử Manh chỉ viết bài và đăng tải độc quyền tại trang web của họ với thông tin trên thẻ căn cước công dân. Nói cách khác, không được sự cho phép của họ, Tân Tử Manh tuyệt đối không được viết sách cho những trang web khác. Tân Tử Manh không còn cách nào, đành phải lén lút dùng thẻ căn cước của mẹ mình để đăng ký tại trang web hiện tại, sử dụng một bút danh khác và viết từng tác phẩm một. Sau này, tài khoản ấy của mẹ Tân Tử Manh đều do anh ta giữ và chuyển tiền từ đó đến nay. Sao lại? Luật sư bảo, vậy thì hết cách rồi. Vợ anh dùng thông tin trên thẻ căn cước của mẹ anh để đăng ký bút danh, tiền nhuận bút cũng được gửi đến tài khoản của mẹ cô ấy. Như vậy thì khi tiến hành chứng thực, số tiền này sẽ thật sự thuộc về mẹ cô ấy, chuyển cho các anh dùng thì xem như tài sản được ba mẹ cho, không liên quan gì đến hai người cả. Hai mẹ con ngây ra như phỗng. Mẹ chồng Tân Tử Manh hoang mang lớn tiếng chất vấn, nhưng chính nó là người kiếm tiền cơ mà. Có phải mẹ nó đâu, bọn nó nói dóc đấy. Luật sư, hai người có bằng chứng chứng minh không? Nói thì hơi khó nghe, nhưng chỉ cần vợ anh và mẹ vợ anh thống nhất lời khai thì hai người không còn cách nào nữa đâu. Nói xong, luật sư không muốn quan tâm đến bọn họ nữa, đứng dậy bỏ đi ngay. Mẹ chồng Tân Tử Manh run cầm cập, không công bằng. Thế này không công bằng. Nhiều tiền như thế cơ mà, sao bọn họ lại không được chia lấy một đồng nào chứ? Lẽ nào họ phải quay về cầu xin Tân Tử Manh thật ư? Không, không thể nào, Tân Tử Manh mới là kẻ phải bị bà ta vứt bỏ. Tân Tử Manh nhận đơn khởi kiện, đồng ý ly hôn. Còn mẹ của Tân Tử Manh thì sao? Từ trước đến nay, bà ấy luôn thích đọc sách của Tân Tử Manh, là fan trung thành số một của con gái mình. Mẹ Tân Tử Manh có thể đọc vanh vách những tình tiết trong truyện, thậm chí bà ấy còn nhớ rõ hơn cả Tân Tử Manh. Tân Tử Manh cũng đã đưa chiếc máy tính trước đó cho mẹ, mẹ cô ấy viết một chương mới ngay trước mặt nhân viên giám định, nội dung của chương ấy vô cùng liền mạch với cốt truyện trong cuốn sách mới của Tân Tử Manh. Cô ấy thầm cổ vũ mẹ mình, bà ấy quả là đỉnh của chóp. Tổng kết lại, sau khi trải qua nhiều cuộc điều tra, tác giả của những cuốn sách ấy đã được chứng minh là mẹ của Tân Tử Manh, tiền thì do mẹ Tân Tử Manh cho con gái vì thấy con gái chịu nhiều cực khổ.
Bởi vì căn biệt thự đứng tên Tân Tử Manh, thuộc về bất động sản được ba mẹ tặng nên không dính dáng gì tới nhà chồng. Còn chưa mở phiên tòa mà chồng và mẹ chồng Tân Tử Manh đã biết trước kết cục của mình, họ thật sự không được chia một cắc bạc nào cả. À không, có thể vẫn được chia, bởi vì mỗi tháng Tân Tử Manh còn được nhận từ mười mấy đến 20 tệ tiền nhuận bút từ trang web lắm bẫy mà cô ấy đăng ký trước đó, nhiều năm qua cũng được 1.400 tệ. Từ đó đến nay, Tân Tử Manh chưa bao giờ động vào số tiền ấy, bởi vậy mà họ đã được chia 720 tệ rưỡi. Nhưng 720 tệ rưỡi này thì làm được trò chống gì cơ chứ? Tân Tử Manh có tiền gửi tiết kiệm lên đến hàng triệu và một căn biệt thự kia kìa. Không ngoa khi nói rằng cô ấy là một người phụ nữ giàu có, miễn là cô ấy liên tục hành nghề sáng tác, mấy năm nữa số tiền trong sổ tiết kiệm của Tân Tử Manh sẽ lại tăng thêm vài triệu. Nếu như ly hôn thật thì bọn họ lỗ quá nhiều. Đã thế bọn họ còn không giành được quyền nuôi con nữa. Nếu muốn thăm đứa trẻ thì họ phải lo nịnh nọt Tân Tử Manh, sau này đứa trẻ lớn lên, nó mà biết ba nó là hạng người như vậy thì đời nào chịu cho anh ta tiền dưỡng già. Ngay lúc ấy, chồng Tân Tử Manh vô cùng ân hận, quỳ xuống trước mặt Tân Tử Manh ngay lập tức, vợ à, anh sai rồi, trước đó anh làm vậy cũng vì giận quá mụ đầu cả thôi, chứ thật ra anh chưa bao giờ muốn ly hôn với em cả. Anh vẫn yêu em nhiều lắm. Mẹ chồng Tân Tử Manh mất hết mặt mũi, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài gượng gạo xin lỗi, Tiểu Manh à, mẹ làm vậy là không đúng, đây không phải giả quá lẩm cẩm mà là mẹ hồ đồ quá. Tất cả mọi chuyện đều là mẹ giật dây A Minh cả, chứ vốn dĩ nó không chịu ly hôn với con đâu. Bà già này rất thông minh, vừa mở miệng đã ôm hết sai lầm về mình. Để rồi khi Tân Tử Manh mềm lòng, bọn họ sẽ lập tức rút đơn kiện, không ly hôn nữa. Vợ chồng với nhau ngót nghét cũng mấy năm trời, có con nhỏ cả rồi. Ai cũng nói cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường, sau này bà ta bảo con trai dỗ dành vợ nhiều vào là qua chuyện thôi. Không ngờ Tân Tử Manh lại cầm túi xách dẫm giày cao gót tiến lên một bước, trông cô ấy khí thế vô cùng. Đợi ra tòa thì muốn nói gì thì nói. À đúng rồi, tôi quên nói cho mấy người biết một chuyện, đồng hồ đeo tay của cả hai đứa con tôi đều có chức năng ghi âm. Nếu mấy người âm thầm nói gì không nên nói với hai đứa nhỏ thì tôi có quyền hạn chế quyền thăm con của hai người đấy. Tân Tử Manh nghênh ngang rời khỏi đây như một nữ hoàng kiêu hãnh, bỏ lại tên chồng và mẹ của anh ta thầm ói máu vì ân hận. Một thời gian sau đó, Tân Tử Manh hào hứng gọi điện kể chuyện này cho Túc Bảo nghe, người thì hai ba chục tuổi, đứa thì ba bốn tuổi nấu cháo điện thoại với nhau thật lâu, ai không biết còn tưởng người ở đầu dây bên kia là bạn thân cùng lứa của họ. Tân Tử Manh còn mua một loạt quà cáp gửi đến nhà họ Tô để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Túc Bảo cười nói, dạ, con biết rồi ạ, tạm biệt dì Tân nha. Sau khi cúp điện thoại, bé Túc Bảo đột nhiên nghiệm ra việc tìm được ba có ý nghĩa lớn lao nhường nào. Như bây giờ đây, ngày nào bé cũng cảm thấy hạnh phúc cả. Kỷ Trường đứng cạnh lên tiếng, Tân Tử Manh thay đổi nhiều thật đấy. Cũng phải thôi, cô ấy đã tận mắt nhìn thấy ma mà, không sang chấn mới là lạ. Túc Bảo, dạ dạ, đúng rồi đó ạ. Dì Tân rất dũng cảm, không sợ khó khăn. Kỷ Trường cười nhạo, giờ vui rồi đấy hả? Nhưng chẳng mấy nữa con sẽ hết vui thôi, vì con phải chuẩn bị đi nhà trẻ rồi. Chậc, hắn từng có dịp đi ngang qua nhà trẻ một lần, tình hình ở đó một lời khó nói hết. Đứa con nít nào không muốn đi học thì khóc bù lu bù loa, đứa nào đứa nấy trong lớp cũng mặt trụ ụ một cục. Không ngờ Túc Bảo lại nhảy lên, phấn khích nói, thật không ạ? Con sắp được đi nhà trẻ rồi ạ. Cuối cùng con cũng được đi nhà trẻ rồi. Kỷ Trường. Túc Bảo tung ta tung tăng ra ngoài. Bấy giờ Kỷ Trường mới chìa lòng bàn tay ra, một linh hồn lớn chừng ngón tay cái đứng trên lòng bàn tay hắn. Túc Bảo đang sống rất tốt, cô yên tâm rồi chứ. Linh hồn cô gái lớn chừng ngón tay cái này chính là Tô Cẩm Ngọc. Tô Cẩm Ngọc chăm chú dõi theo bóng dáng Túc Bảo xa dần, nói với giọng đầy van nài, tôi thật sự không thể gặp Túc Bảo lần cuối ư. Kỷ Trường lắc đầu, không được. Đáng lẽ ra cô phải đầu thai vào nửa năm trước nhưng lại kéo dài đến tận bây giờ, lần này tôi phải mạo hiểm lắm mới có thể mang cô theo đấy, cô mà gặp Túc Bảo thì tôi khó kiểm soát lắm. Tô Cẩm Ngọc làm biểu cảm đưa đám, mịa, không còn cách nào nữa ư, như trùng sinh á. Kỷ Trường, Tô Cẩm Ngọc, không thì cho linh hồn tôi xuyên vào thân xác khác cũng được. Khóe môi Kỷ Trường co rúm. Cô đọc chuyện nhiều quá đấy, hắn trợn trắng mắt. Tô Cẩm Ngọc quỳ dưới đất khóc hu hu, xuyên vào thai nhi cũng được. Cho tôi vào kịch bản tôi vô địch từ trong bụng mẹ đi mà. À không,
cho tôi đầu thai chỗ nào gần gần thôi, đừng xóa ký ức của tôi, được không? Kỷ Trường Thu Tô Cẩm Ngọc vào ngay và luôn. Túc Bảo chuẩn bị đi nhà trẻ, bà cụ Tô lại bắt đầu bề bộn công việc, mặc dù có thể đặt làm tên để dán trên đồng phục nhưng bà cụ cứ thích tự tay làm. Ông cụ Tô cầm bút, tự mình viết 100 tờ dán lấp và họ tên của Túc Bảo, còn bà cụ Tô thì dán nhãn cho từng chiếc áo đồng phục, áo thường phục một. Hân Hân thề thốt, mọi người cứ tin vào con, có con đây, không ai dám bắt nạt Túc Bảo đâu. Một ngày trước khi qua ngày nghỉ mùng 1 tháng 5, toàn bộ thành viên trong nhà họ Tô đều về nhà để tổ chức tiệc chúc mừng Túc Bảo đi học. Đỉnh cao là Tô Nhạc Phi còn mua mấy thùng pháo hoa, bắn đùng đùng đoàng đoàng hết 2 tiếng đồng hồ. Tay run chân rẩy trong niềm hăng say hứng khởi, cuối cùng Túc Bảo cũng được đeo trên lưng chiếc cặp nhỏ của mình, bước lên xe buýt đưa đón của nhà trường. Bé thì hào hứng khôn xiết, trong khi cả đoàn già trẻ nhà họ Tô thì theo sau chiếc xe đưa đón ấy. Trường tiểu học quốc tế Ngũ Tượng và trường mầm non quốc tế Ngũ Tượng được xây cùng chỗ, đối diện nhà trẻ chính là trường tiểu học, chỉ cách nhau một đường đi ở giữa. Sau khi xuống xe, Tô Tử Du dướn cổ lên quan sát nhưng tiếc là chẳng thấy được gì cả, còn những người khác trong nhà họ Tô thì mon men đi tới hàng rào sắt ngoài nhà trẻ của Túc Bảo. Bọn họ nhìn ráo rác khắp nơi, nhân lúc không có ai ở đây, bà cụ Tô nắm lấy hàng rào sắt, nhoài người tới mà nhìn lén. Ông cụ Tô chắp tay sau lưng, nghiêm mặt quở trách, còn ra thể thống gì nữa. Xong, ngay sau đó, chính ông cụ cũng dướn người tới rình coi. Tô Nhạc Phi thì nằm hẳn trên hàng rào sắt, dí sát mặt vào hàng rào, thở dài thườn thượt như muốn chút cả tim gan phèo phổi ra ngoài, con bé lớn nhanh kinh khủng, sao chưa gì đã phải đi nhà trẻ rồi. Thấy một hàng người nhìn lén, khóe môi Tô Nhất Trần co rúm. Anh khoác trên mình bộ tây trang phẳng phiu, thản nhiên bảo, về thôi, chúng ta phải tin tưởng Túc Bảo chứ. Tô Nhất Trần liếc mắt nhìn về phía đó, thế rồi anh xoay người rời đi. Trong nhà trẻ, tại văn phòng hiệu trưởng, Mộc Quy Phàm cười híp mắt, do đó, tôi cho rằng nhà trường cần phải bố trí một buổi kiểm tra chống nổ cho nhà trẻ. Hiệu trưởng, dạ dạ, anh nói chí phải. Mộc Quy Phàm, vậy thì, tôi sẽ đảm nhận chức huấn luyện viên. Hiệu trưởng vừa mừng vừa thấp thỏm không yên, dạ được. Được được à, anh nói gì cũng đúng hết. Chiến thần sắp đổi nghề làm thần côn Mộc hài lòng ra về. Hiệu trưởng, ông ấy lau mồ hôi lạnh, quyết định sẽ tự mình theo dõi Túc Bảo, cô bé mới tới này không thể xảy ra vấn đề gì được. Hiệu trưởng nhắc hoài câu ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, nhưng mí mắt lại giật lia lịa, ông luôn cảm thấy sợ của nào trời trao của ấy. Giờ Hân Hân đang học lớp lá mầm non, buổi sáng cô bé cùng Túc Bảo ngồi xe đưa đón của trường đến nhà trẻ. Kỷ Trường bay bên cạnh, tâm trạng chán ngán. Tuy biết trẻ con đi nhà trẻ chẳng có vấn đề gì phải lo, hắn có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi và tu luyện thêm gì đó. Nhưng không rõ tại sao hắn vẫn kìm lòng không đặng mà bay theo. Hân Hân nắm tay Túc Bảo, dọc đường hễ đi gặp các bạn cùng lớp là nói, đây là em gái của tớ, biết chưa? Túc Bảo là học sinh được xếp lớp, nếu tính theo tuổi thì trẻ con 3 tuổi nên cho học lớp mầm, 4 tuổi học lớp trôi. Ngày ở Nam Thành chẳng ai quan tâm đến Túc Bảo nên khi 3 tuổi cô bé không được đưa tới mầm non. Bây giờ bé được xếp, nhảy dù, vào chồi, tên lớp là, lớp dứa. Túc Bảo rất vui, em thích lớp dứa, nghe tên cũng thấy thơm ngon rồi. Hân Hân nói, Túc Bảo, chị ở lớp Edinburgh, nếu có bạn nào dám bắt nạt em thì cứ đến tìm chị nha. Túc Bảo ngoan ngoãn đáp, em biết rồi. Cô giáo tới đón cảm thấy buồn cười, nói, yên tâm nha. Sẽ không có chuyện gì đâu, có cô giáo ở đây rồi. Hân Hân cũng mau về lớp đi con. Hân Hân lắc đầu, không được đâu cô, con phải đưa em gái con tới lớp an toàn, đây là nhiệm vụ ba đã giao cho con. Cô giáo bị chọc cười, nói, được. Nói rồi cô giáo nhìn Túc Bảo, dịu giọng, ngày đầu tiên đi học Túc Bảo có vui không? Cô là cô chủ nhiệm lớp dứa, cô họ Hoa, con có thể gọi là cô giáo Hoa nha. Túc Bảo mở tròn hai mắt, Hoa. Là cô giáo Hoa Hoa à? Ngày thường Túc Bảo hay vẽ tiểu thư Hoa Hoa, giờ trước mắt bỗng xuất hiện cô giáo Hoa Hoa, khoảng cách cô trò bất giác được thu hẹp lại. Hai mắt cô giáo Hoa cười thành hình trăng khuyết, không rõ tại sao, khi trông thấy đôi mắt long lanh của đứa trẻ này, tâm trạng cô ấy cũng thoải mái hơn. Đến cửa lớp dứa, Hân Hân ôm vai Túc Bảo như không nỡ rời xa, đến rồi, lát nữa chị rời đi em đừng khóc nha. Túc Bảo, em không khóc đâu. Hân Hân không yên tâm, lỡ như có bạn nhỏ bắt nạt Túc Bảo thì sao? Nghĩ vậy, cô bé chợt vẫy tay, hi.
Các bạn nhỏ lớp dưới nhìn về phía này nào. Đám trẻ con đang ăn sáng hoặc vui chơi lập tức ngẩng đầu. Giáo viên đang bận bịu cũng ngẩn người. Hân Hân học theo dáng vẻ của giáo viên, nói, đây là bạn mới của các em, mọi người nói, chào chị cả đi nào. Các bạn nhỏ mới ngủ dậy buổi sáng nên đầu óc còn như trên mây. Hơn nữa, giáo viên mầm non thường kêu chào hỏi như vậy. Nên tụi nhỏ vô thức chào một cách ngoan ngoãn, chào chị cả. Chị cả túc bảo, ngây người. Các giáo viên, sững sờ. Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật. Hiệu trưởng vừa tới để thị sát, nhóc con được lắm, còn tưởng đi nhầm vào tổ chức nào ghê gớm lắm cơ. Hân Hân nói xong mới hài lòng đeo cặp rời đi. Túc bảo được một giáo viên khác dẫn vào lớp, Kỷ Trường buồn chán ngồi xếp bằng bên cửa sổ, tiếp tục xem cuốn sổ của hắn. Hiệu trưởng đè thấp giọng dặn dò cô giáo Hoa ở cửa lớp, chăm sóc cẩn thận bạn học mới nhé, bạn nhỏ này cần được đặc biệt chú ý. Cô giáo Hoa nói, tôi biết rồi thưa thầy. Ngay lúc này, một cô giáo trẻ thở hổn hển chạy tới lớp, vừa hay nghe thấy đoạn đối thoại của hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp. Cô nàng vội nói, xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Hiệu trưởng nhíu mày, không ừ hử gì mà đi luôn. Cô giáo Hoa nói, lần sau chú ý nhé. Cô giáo trẻ kia le lưỡi, vội thay giày, rửa tay diệt khuẩn rồi vào lớp. Trong phòng học, cô giáo Hoa sắp xếp công việc giảng dạy trong ngày và lập một số biên bản. Lúc này là giờ hoạt động tự do, các bạn nhỏ đã trải qua giai đoạn lớp mầm hỗn loạn, giờ đã lên lớp trồi, kỷ luật tốt hơn nhiều rồi. Một số trẻ lặng lẽ ăn sáng trong khu vực nhà ăn, một số khác chơi ở phía bên kia của lớp học sau khi ăn xong. Túc Bảo đang say sưa ăn sáng. Tuy đã ăn chút ở nhà, nhưng hình như cơm ở nhà trẻ rất thơm. Nửa bát hoành thánh, nửa bát bít tết nhỏ thái lát và một miếng cá tuyết nguyên miếng đã bị quét sạch trong vài lần và thức ăn vào miệng. Bạn nhỏ ngồi cùng bàn Túc Bảo sửng sốt. Một cô bé than nhẹ, chị cả, cậu lợi hại ghê, ăn được nhiều quá à. Cô bé này tưởng tên của Túc Bảo là chị cả. Túc Bảo uốn nắn, tớ là Túc Bảo. Cô bé kia cười xấu hổ, tớ tưởng tên cậu là chị cả. Một cậu bé chống cằm, cười hi hi nói, oa oa, bà bầu bà bầu, bà bầu ăn nhiều quá nha. Túc Bảo nhíu mày, câu nói này khiến cô bé hơi khó chịu. Túc Bảo nghiêm túc nói, nói người khác là bà bầu cực kỳ bất lịch sự, mong rằng sau này cậu sẽ không nói vậy nữa. Cậu bé kia càng thấy người khác phản ứng lại thì càng hăng hơn, ăn không chừa cả bã, làm chả nên việc gì. Một hecta ha ha. Một, ý chỉ những người ham ăn biếng làm. Các bạn nhỏ khác không hiểu nghĩa lời trêu chọc kia, chỉ thấy cậu bé đang nói làm điệu bộ tức cười nên không khỏi cười phá lên theo. Túc Bảo đặt bát xuống bàn, cậu còn như vậy là tớ không vui đâu nha. Đúng lúc này, cô giáo trẻ đi muộn ban nãy bước tới, sao vậy? Cô nàng duỗi tay khẽ xoa đầu cậu bé đùa dai ban nãy, mặt mày rạng rỡ nhìn về phía Túc Bảo. Nhớ tới lời hiệu trưởng dặn dò cô chủ nhiệm ban nãy, ý cười trên môi cô nàng càng rõ hơn. Túc Bảo, sao lại không vui thế con? Cô giáo nói bằng chất giọng dịu dàng. Túc Bảo kinh ngạc nhìn lên đầu cô giáo trước mặt rồi lại nhìn Kỷ Trường, dùng khẩu hình miệng nói, sư phụ ơi. Kỷ Trường ồ một tiếng, hiếm lạ nha, quỷ đào hoa ư. Một nữ quỷ với hai mắt lấp lánh ánh sáng xanh đang bám trên đầu cô giáo trẻ. Sở dĩ Kỷ Trường thấy hiếm lạ là vì, quỷ đào hoa thường là quỷ đàn ông, còn ở phụ nữ thường xuất hiện quỷ ướt át. Hai loại quỷ này có sự khác biệt, nói đơn giản thì, quỷ đào hoa thay lòng đổi dạ, còn quỷ ướt át thì chỉ muốn quan hệ tình dục. Do đó chấp niệm của hai loại quỷ này không giống nhau. Nói thẳng ra khi quỷ này xuất hiện ở phái nữ thì, quỷ đào hoa muốn có thật nhiều bạn trai theo đuổi mình, còn quỷ ướt át thì muốn ngủ với vô số bạn trai. Kỷ Trường nói, Túc Bảo, cái này nói sau, trước tiên giải quyết chuyện với bạn học đã. Túc Bảo gật đầu, thưa cô, bạn này gọi con là bà bầu, con không vui, kêu bạn ấy đừng nói nữa nhưng bạn ấy vẫn tiếp tục trêu. Cậu bé kia lập tức làm mặt quỷ. Cô giáo trẻ cười, hóa ra là vậy à? Không sao, mọi người đều là bạn tốt, Tiểu Dương Dương xin lỗi Túc Bảo còn Túc Bảo nói, không sao cả, nha, sau đó hai bạn bắt tay giảng hòa được không nào? Cô nàng cười híp mắt, giảng hòa một cách vô nguyên tắc, giọng nói dễ thương gần giống MC trong phim hoạt hình. Cậu bé được gọi là Tiểu Dương Dương nói nhanh một câu xin lỗi, nhưng Túc Bảo không đáp lại, không sao cả. Cô bé rầu môi, lặng lẽ bưng bát lên rồi đặt vào bồn rửa. Cô giáo trẻ đi theo, nửa ngồi xổm, một tay chống lên đầu gối, một tay vuốt nhúm tóc của Túc Bảo. Túc Bảo, sao thế con,
sao vẫn không vui, nói cho cô giáo anh Đào được không nào? Nghe cô giáo anh Đào nói như vậy, Túc Bảo lặp lại một lần nữa, con cảm thấy chuyện này là không đúng, cô giáo cô phải nói rõ ra là cậu ấy sai rồi, rồi bắt cậu ấy xin lỗi con mới phải. Tại sao lại không nói, xin lỗi, và, không sao, một cách rõ ràng chứ? Nếu cậu nhóc đó chân thành xin lỗi, chắc chắn bé sẽ nói là không sao đâu. Nhưng khi cậu nhóc kia nói xin lỗi, cậu ta hoàn toàn không cảm thấy mình sai chút nào. Cô giáo anh Đào bừng tỉnh, ô tương đương thì ra là như vậy hả? Đó là sơ suất của cô giáo, xin lỗi con nha, lần sau cô giáo nhất định sẽ nhớ kỹ, được không? Túc Bảo, tại sao lại phải đợi lần sau? Vậy thì lần này coi như xong à? Cục bột nhỏ không quá vui vẻ, bé không muốn tương tác với cô giáo này nữa. Cô giáo anh Đào vô tội sờ lên mặt mình, nhỏ giọng thì thầm, ôi trời, mình lại nói sai gì rồi à? Một đầu khác trong phòng học, cô giáo Hoa bận việc xong thì lên tiếng, được rồi, các bạn nhỏ tới đây điểm danh nào. Các bạn nhỏ lập tức bỏ đồ trên tay mình xuống, đứa thì chạy nhanh thoăn thoắt, có đứa thì lạch bà lạch bạch. Túc Bảo là người chạy nhanh nhất, bé lập tức vứt cô giáo anh Đào lại sau lưng, chạy tới đứng ở trước mặt cô giáo Hoa. Đáy mắt cô giáo Hoa hiện lên ý cười. Nhìn thấy có mấy bạn nhỏ đang lúi húi phía sau, cô ấy nhắc nhở nói, ông đồng hồ đã chạy được một vòng rồi, còn chạy nhanh hơn cả các con, Dương Dương, Tâm Tâm, Thần Thần, cố lên. Các bạn nhỏ chạy nhanh rất là giỏi, cả nhà phải học tập các bạn chạy nhanh nha. Đặc biệt là cô bạn mới của chúng ta Túc Bảo. Mấy bạn nhỏ còn đang lớ ngớ lập tức chạy về phía trước, ngay cả cậu nhóc Dương Dương cũng nhanh chóng bước tới. Dù sao thì mặc kệ là người lớn hay là trẻ nhỏ thì đều thích được khen ngợi. Cô giáo Hoa nói, vẫn là quy tắc cũ, cô giáo gọi, các con ơi, các bạn nhỏ sẽ đáp là, dạ dạ dạ, để cô giáo nghe xem ai là người hô to nhất nhé. Cô giáo Hoa, các con ơi, các con ơi, các bạn nhỏ trong lớp, dạ dạ dạ. Túc Bảo bừng tỉnh, hóa ra là chơi như vậy. Vì thế khi cô giáo Hoa nói câu các con ơi thứ hai. Túc Bảo gào lên, dạ, dạ, dạ. Tiếng hô đó khiến lũ chim sẻ ngoài cửa sổ giật mình, đều phành phạch bay lên, nghi ngờ khó hiểu mà nghía đầu nhỏ vào nhìn. Các cô giáo sợ ngây người. Khóe miệng Kỷ Trường giật giật. Cô giáo Hoa không nhịn được cười phá lên, khen ngợi, ôi chao, Túc Bảo nhà chúng ta hô to nhất. Cô giáo thưởng cho con một hình dán nhé. Nói xong, cô ấy dán cho Túc Bảo một hình dán ghi con giỏi quá lên trên trán. Túc Bảo trợn to hai mắt, duỗi tay sờ thử. Bé được khen thưởng nè. Trường mẫu giáo vui quá đi. Cô giáo Hoa bắt đầu điểm danh, Túc Bảo cẩn thận quan sát xem các bạn nhỏ trả lời như thế nào. Đợi đến lượt mình, bé vẫn vặn to âm lượng hết cỡ hô có ạ. Hai cô giáo còn lại không nhịn được bật cười thành tiếng. Bé con này thật nghiêm túc và cũng thật đáng yêu. Cô giáo anh Đào không nhịn được nói, bé con dễ thương quá đi, tôi cũng không kìm lòng được mà thấy thích bé ấy. Cô giáo ở bên cạnh thấp giọng trêu ghẹo, vậy cô mau sinh với thầy Chu một đứa đi. Cô giáo anh Đào thẹn thùng, nói linh tinh gì đấy, bọn tôi còn chưa kết hôn đâu. Khi hai người đang thì thầm to nhỏ thì cô giáo Hoa đã điểm danh xong rồi, để Túc Bảo tự giới thiệu. Túc Bảo nói ra mấy câu mà bà ngoại đã dạy cho mình vào tối hôm qua, chào các bạn, tớ tên là Tô Tử Túc, các bạn có thể gọi tớ là Túc Bảo, năm nay tớ 4 tuổi rồi, rất vui khi được làm bạn với các bạn. Bé nhấn nhá nhả chữ rất rõ ràng, không hề luống cuống chút nào, cô giáo dẫn đầu vỗ tay, các bạn nhỏ cũng vỗ tay theo. Lúc này, cậu nhóc Dương Dương ban nãy lại bắt đầu nghịch ngợm. Nhóc ta cười ha ha, làm mặt xấu, Tô Khoai Lang Tím, cậu ấy lại tên là Khoai Lang Tím. Ha ha ha, Túc phát âm là xù, Khoai Lang phát âm là xù đều có cách đọc khá giống nhau, nên nếu nghe thoáng qua sẽ khó để phân biệt. Cậu là một củ khoai lang lớn. Một củ khoai lang lớn vừa ăn khỏe lại vừa ị khỏe, lêu lêu lêu. Túc Bảo. Giọng điệu của cô giáo Hoa trở nên nghiêm khắc, Dương Dương, đặt biệt danh cho người khác là một hành động rất bất lịch sự, con như vậy sẽ làm Túc Bảo thấy buồn, mau xin lỗi Túc Bảo đi. Các bạn nhỏ thấy cô giáo trở nên nghiêm túc, âm thanh ồn ào nhốn nháo cũng không khỏi hạ xuống, nhao nhao nhìn về phía Dương Dương. Dương Dương lập tức cảm thấy rất mất mặt, biểu cảm không được tự nhiên, rất miễn cưỡng nói ra câu xin lỗi. Túc Bảo, hừ, không tha thứ. Túc Bảo nhìn về phía cô giáo Hoa, nói, con không muốn tha thứ cho cậu ấy, ban nãy lúc ăn cơm cậu ấy cũng nói con là đồ bà bầu,
cô giáo Anh Đào bảo cậu ấy xin lỗi nhưng cậu ấy xin lỗi rất không chân thành. Cô giáo Hoa liếc mắt nhìn cô giáo Anh Đào một cái, nói với Thúc Bảo, không sao, nếu con không muốn tha thứ thì tạm thời chúng ta có thể không tha thứ, đợi chừng nào con cảm thấy có thể tha thứ được thì con hãy nói, không sao đâu, có được không? Thúc Bảo vui vẻ, gật đầu thật mạnh. Cô giáo Anh Đào lại cảm thấy rất oan ức. Cô nàng cũng dạy bọn trẻ như vậy mà. Nhưng hai bạn nhỏ đều không nghe lời cô nàng biết làm sao chứ? Tiếp theo là màn giới thiệu một số giáo viên cho Túc Bảo của cô giáo Hoa và phần tự giới thiệu của các cô giáo đó. Trường Mầm Non Quốc tế Ngũ Tượng là một trường mẫu giáo tư thục nổi tiếng, ban đầu một lớp chỉ nhận 10 em nhỏ, sau lại tỷ lệ sinh tăng cao dẫn tới áp lực lớn, phải đổi thành một lớp 20 em nhỏ. Cô giáo cũng đổi từ 2 giáo viên dạy 2 giáo viên chăm thành 4 dạy 300. 4 cô giáo dạy chính, 3 cô giáo chăm nom. Cô giáo dạy chính sẽ đứng lớp, duy trì trật tự lớp học, khai phá tiềm năng, phát triển ngôn ngữ vân vân, còn cô giáo chăm nom thì sẽ đảm nhận hầu hết các công việc chăm sóc, chẳng hạn có bạn nhỏ bị đổ nhiều mồ hôi thì sẽ hỗ trợ các em thay quần áo, đi vệ sinh, vân vân. Ngoại trừ cô giáo chủ nhiệm được gọi thẳng là cô giáo Hoa ra thì 3 cô giáo dạy chính khác được chia ra gọi là cô giáo Nho, cô giáo Anh Đào, cô giáo Bưởi, đều đặt theo tên của các loại trái cây để tiện cho các bạn nhỏ có thể ghi nhớ. Cô giáo chăm nom thì lại là cô giáo Mèo, cô giáo Thỏ, cô giáo chim sẻ, chủ đề chính là các động vật nhỏ đáng yêu, phân biệt với các cô giáo dạy chính. Dương Dương không vui duỗi chân ngồi lên ghế nhỏ, thỉnh thoảng lại đá chân vào ghế của bạn nhỏ đang ngồi đằng trước, tóm lại không chịu ngồi yên một chút nào. Bạn nhỏ ngồi đằng trước quay đầu lại, tức giận nói, sao cậu lại đá tớ? Dương Dương, đâu có đâu, tớ đá ghế chứ có đá cậu đâu. Bạn nhỏ ấm ức nhìn về phía cô giáo Anh Đào đứng ở sau lưng Dương Dương đang duy trì trật tự lớp học. Cô giáo Anh Đào vội vàng hồi thần, nói, sao thế con? Dương Dương phải ngoan ngoãn ngồi nghe giảng bài nha, Tâm Tâm cũng ngoan ngoãn nghe giảng bài đi nào. Hai con đều là những đứa trẻ ngoan nhất. Tâm Tâm đành phải xoay người trở về, mà Túc Bảo lại trùng hợp ngồi ở bên cạnh cô bé. Dương Dương cảm thấy rất vô vị, lại nhìn chằm chằm vào hai cái bím tóc nhỏ trên đầu Túc Bảo. Mái tóc đen nhánh và mềm mại của bé được tết thành một lọn nhỏ rồi cuộn tròn lại. Sau đó kẹp thêm hai cái kẹp tóc hình con thỏ nữa, trông rất đáng yêu. Dương Dương nghịch ngợm vươn tay, dùng sức kéo mạnh. Cái kẹp tóc hình con thỏ nhỏ bị giật mạnh xuống, kéo thêm cả mấy sợi tóc. Da đầu Túc Bảo tê dần, kêu lên một tiếng. Bé quay đầu lại nhìn thì thấy lại là Dương Dương, tức giận nói, cậu làm gì đấy? Cô giáo Hoa đang làm mẫu nhảy múa, bối rối quay đầu nhìn. Dương Dương thấy Túc Bảo tức giận thì cảm thấy rất vui. Lại giơ tay nắm lấy bím tóc nhỏ trên đầu bé. Vừa kéo vừa nói, người khác đều chỉ thắt bím, sao cậu lại cuộn tròn bím tóc vậy, tớ kéo xuống hộ cậu cho đẹp. Kỳ Trường, đờ mờ, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, Túc Bảo, con mau nói cho cô giáo Hoa. Túc Bảo tức giận, đúng vậy, quả thật không thể nhịn được nữa. Bé lễ phép rời ghế nhỏ sang một bên. Sau đó đi đến trước mặt Dương Dương. Nhón chân, cũng dùng sức túm tóc Dương Dương. Dương Dương bị đau, theo bản năng vung tay đánh Túc Bảo. Túc Bảo cũng không chịu thua kém, bé vung tay cào loạn lên, còn tung một cước ra ngoài đá thẳng vào đầu gối của Dương Dương. Dương Dương bị đá đến lùi về sau vài bước, dầm một tiếng ngã lên mặt đất. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, khi cô giáo Hoa phản ứng lại và chạy đến chỗ hai đứa nhỏ thì Dương Dương đã bị đạp ra ngoài rồi, đang gào ầm lên. Nó đánh người, nó đánh con muốn mách bà nội con. Nó là con nhỏ khốn kiếp, nó không chết tử tế được. Dương Dương vừa khóc vừa mắng, lời gì cũng phun ra được, cũng không biết đã học từ ai nữa. Túc Bảo chống eo, trên khuôn mặt nhỏ là vẻ bướng bỉnh, không chịu khuất phục, giữ như hổ giấy. Kỳ Trường kinh ngạc đến rất cằm, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng ngày đầu tiên cục bột nhỏ đi học đã đánh nhau với người ta rồi. Chuyện này, này. Cả lớp học trở nên lộn xộn. Dương Dương gào khóc ầm ĩ. Vừa khóc vừa mắng. Túc Bảo cảm thấy trên mặt có hơi ngứa, bé giơ tay lên sờ. Kỳ Trường phát hiện khuôn mặt của bé lại bị cào đến chảy máu. Sắc mặt Kỳ Trường lạnh như băng, thằng oát xui xẻo này, bà nội của nó là ai? Đến tối ta đây sẽ đi tìm bà ta. Con mất dạy là lỗi của ba, nhìn cái kiểu hơi tí lại chửi con nhỏ khốn kiếp của thằng oát này, có khi là nó đã học được từ bà nội của mình. Túc Bảo đánh nhỏ. Thế thì hắn sẽ đi tìm lớn. Không chỉ tìm lớn mà hắn còn sẽ đi xuống dưới một chuyến,
tìm cả ở dưới lòng đất luôn. Tính sổ toàn diện. Bà cụ Tô có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình chân trước vừa mới về đến nhà, chân sau trường mẫu giáo đã gọi điện thoại tới. Cái gì, đánh nhau? Sau khi bà cụ Tô cúp điện thoại thì vội vàng đi theo ông cụ Tô nhanh chóng đến trường mẫu giáo, trên đường cũng tiện thể gọi điện thoại cho Tô Nhất Trần luôn. Tô Nhất Trần, cái gì? Đánh nhau, Thúc Bảo có bị thương không? Câu đầu tiên của cậu cả là hỏi Thúc Bảo có bị thương không? Sau đó bỏ lại cuộc họp mới tiến hành được một nửa, lập tức ra ngoài đi thẳng đến trường mẫu giáo. Trên đường, Tô Nhất Trần lại gọi điện thoại cho Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm, cái gì? Đánh nhau, Thúc Bảo có thắng không? Câu đầu tiên của ba Mộc là hỏi Thúc Bảo có đánh thắng không? Tô Nhất Trần, anh sai rồi, sao anh có thể trông cậy vào một kẻ chuyên đào mộ người khác, bốc cho cốt của người khác, không hành động theo kịch bản, nói chuyện không theo mạch não của người bình thường như Mộc Quy Phàm chứ? Sau khi Mộc Quy Phàm cúp điện thoại thì hừ lạnh một tiếng, trong lòng thừa biết đám trẻ con trong trường mẫu giáo mà đánh nhau thì sẽ không nghiêm trọng đến độ mất mạng hay kiểu vậy. Nếu không gây tử vong, vậy đương nhiên phải hỏi là có đánh thắng hay không. Nếu đánh thắng, mặc dù đau, nhưng chắc chắn đối phương sẽ đau hơn Túc Bảo. Nếu bị thương, vậy chắc chắn đối phương cũng bị thương nhiều hơn Túc Bảo rồi. Dù sao phe ta nhất quyết không chịu thiệt thòi dù chỉ một chút. Tài xế của nhà họ Tô dẫm chân ga kịch nấc. Khúc Hưởng cũng lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể dưới ánh nhìn sắc bén của Tô Nhất Trần. Xe Việt dã của Mộc Quy Phàm thì lợi hại hơn, trực tiếp cất cánh từ vòng ngoài, phóng thẳng một đường về phía trước, lái xe một cách ngang ngược. Một tiếng sau, ông bà cụ Tô, Tô Nhất Trần và Mộc Quy Phàm, ba bên gặp nhau ở trường mẫu giáo cùng một lúc. Mọi người đều sầm mặt, lạnh lùng bước vào trường mẫu giáo. Hiệu trưởng. Hu hu, muốn khóc quá. Quả nhiên là sợ cái gì tới cái đó. Cuối cùng Mộc Quy Phàm đã gặp được Túc Bảo trong văn phòng, cùng với cả cậu nhóc đã đánh nhau với bé. Trên mặt cô nhóc bị cào ra vài vệt đỏ, đang chảy máu, đã được bôi một ít Povidone để khử trùng, thoạt nhìn có vẻ hơi nghiêm trọng. Mặt mũi cậu nhóc kia cũng lấm lem đủ loại màu, cũng đã được bôi Povidone, thỉnh thoảng lại gào khóc một tiếng. Túc Bảo đang ngồi trên sofa, hai tay nghiêm túc đặt lên đầu gối. Hung dữ nói, cậu dám đánh người, vậy thì có dám không khóc nhè không? Dương Dương, tao sẽ nhờ bà nội đánh chết mày. Túc Bảo hừ một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy Mộc Quy Phàm bước vào, miệng lập tức chề ra, tủi thân kêu lên, ba. Ban nãy bé vẫn chưa cảm thấy tủi thân. Không biết tại sao mà khi bé nhìn thấy ba, cậu cả, ông ngoại, bà ngoại tới thì lại cảm thấy cực kỳ tủi thân. Mộc Quy Phàm bước hai tới, ôm Túc Bảo lên cẩn thận kiểm tra. Sau đó anh hỏi, nghe nói con đánh nhau à? Túc Bảo chột dạ, vâng. Mộc Quy Phàm, có đánh thắng không? Hai mắt Túc Bảo lập tức sáng lên, vung nắm đấm nhỏ, thắng ạ. Hiệu trưởng và các cô giáo khác. Phụ huynh của Dương Dương vẫn chưa tới, nhìn thấy ba của Túc Bảo cao lớn không khỏi bị dọa sợ, không dám nói lời nào. Mộc Quy Phàm nhìn xung quanh một vòng, cười lạnh, Túc Bảo, con phải nhớ kỹ, chúng ta không bắt nạt người khác. Nhưng nếu người khác bắt nạt chúng ta nhất định phải cho kẻ đó biết, chúng ta không dễ chọc. Đã hiểu chưa? Túc Bảo, dạ dạ dạ, hiểu rồi à. Ông cụ Tô sụ mặt, lúc lạnh lùng thì cực kỳ đáng sợ, chỉ nghe thấy ông lạnh giọng hỏi, sao lại thế này? Hiệu trưởng, chuyện này, chuyện đó, xin ngài nghe tôi nói. Cô giáo Hoa, cô nói đi. Trái tim nhỏ của cô giáo Hoa đập thình thịch, chỉ có thể căng ra đầu nói, lúc đang học Dương Dương khá là nghịch ngợm. Nắm lấy kẹp tóc và tóc của Túc Bảo tức giận nên mới ra tay. Cô giáo Hoa lau mồ hôi trên trán. Thật ra nếu phân tích kỹ thì người sai trong chuyện này cũng không phải là Túc Bảo. Túc Bảo đã nhịn ba lần, đến lần thứ ba mới ra tay. Nhưng cô ấy vẫn chưa kịp nói xong thì một bà lão tóc bạc phơ đẩy cửa rầm một tiếng, bước vào. Vừa khéo bà ta nghe được đoạn giải thích kia của cô giáo Hoa, không nói hai lời đã phun xối xả trước. À há, mới nắm tóc nhẹ một cái thôi mà đã ra tay đánh người à? Là ai? Đứng ra cho tôi xem thử. Để tôi xem là con nhóc khốn kiếp nào hung dữ như vậy. Dương Dương chạy như bay qua đó, khóc như trời sập đất lở, bà nội. Nó đánh con, hu hu hu, nó còn đá vào đầu gối của con nữa, đau quá đau quá. Bà lão tức giận mắng, đúng là lật trời mà, cháu trai cưng của nhà tôi mà cũng dám đánh. Có còn chút lý lẽ nào nữa hay không? Ba mẹ đã dạy dỗ thế nào đấy hả? Mộc Quy Phàm ôm Túc Bảo,
hạ mắt nhìn xuống bà lão cao chưa đầy 1,5 m, cười lạnh nói, nào, bà thử lật một phát cho tôi xem. Vốn tưởng rằng phụ huynh của đối phương là một người hiểu lý lẽ, như vậy mọi người cũng có thể trao đổi lý lẽ với nhau được, suy cho cùng trẻ con ấy mà, đánh nhau là một chuyện rất bình thường. Nhưng ai biết người này còn chưa đứng yên mà đã hất hết nước bẩn lên người Túc Bảo nhà bọn họ trước rồi. Bà lão bé nhỏ cố hết sức ngẩng cổ lên, mới nhìn thấy gương mặt xa lạ của Mộc Quy Phàm cao như cái cột đèn, bà ta không biết anh là ai. Trong lòng càng cảm thấy tức giận hơn. Mấy người đánh người trước mà có lý à? Bà ta nói. Cô giáo Hoa vội vàng giải thích, bà của Dương Dương à, bà hiểu lầm rồi. Ngay từ đầu là khi đang ăn sáng Dương Dương đã giễu cợt Túc Bảo, sau đó đến lúc Túc Bảo tự giới thiệu em ấy cũng làm loạn, sau đó còn giật tóc của Túc Bảo nữa, thế nên Túc Bảo mới không thể nhịn được nữa. Bà lão khựng lại. Nhưng rồi bà ta lại càng tức giận hơn, nói một câu thì đã làm sao? Trẻ con thì có thể nói ra được lời gì khó nghe chứ hả? Như thế mà đã muốn đánh người rồi, hẹp hòi quá rồi đó. Lại nhắc đến chuyện giật tóc, làm gì có đứa con trai nào lại không nghịch ngợm chứ hả? Giật một xíu cũng đâu có chết, sao mới có vậy mà đã đánh người rồi? Cô giáo Hoa là một cô giáo, cô ấy cần phải công bằng vô tư, cố gắng hòa giải mâu thuẫn giữa hai nhà. Nhưng có lẽ là do Túc Bảo quá ngoan ngoãn, có lẽ cũng bởi vì cách nói của bà lão quá chọc người ngứa tiết. Cô giáo Hoa chìa cái kẹp tóc hình con thỏ nhỏ mà mình đang nắm chặt trong tay ra, nói, Dương Dương ra tay cũng không nhẹ. Chỉ thấy trên cái kẹp tóc hình con thỏ nhỏ có quấn một nhúm tóc, có thể tưởng tượng ra được lúc ấy cậu nhóc đã giật mạnh nó xuống như thế nào. Sắc mặt Mộc Quy Phàm trầm xuống. Hai ông bà cụ nhà họ Tô và Tô Nhất Trần cũng tỏa ra khí lạnh khắp người. Hiệu trưởng bó tay toàn tập, ám chỉ nói, cô giáo Hoa. Cô giáo Hoa thu kẹp tóc lại, gương mặt không có biểu cảm gì cả, lúc đang ăn sáng, Túc Bảo ăn nhiều một chút, Dương Dương đã giễu cợt Túc Bảo, nói rằng trông bé giống như bà bầu, ăn nhiều ị nhiều, ăn gì cũng ăn sạch sành xanh. Bà lão, cô giáo Hoa lại nói, Túc Bảo là bạn nhỏ mới chuyển đến, hôm nay mới là ngày đầu tiên đi học, lúc tự giới thiệu Dương Dương lại bảo bé tên là khoai lang tím, một củ khoai lang lớn. Bà lão, nói là bà bầu, khoai lang lớn thì đã làm sao, trẻ con vẫn thường ngây thơ đáng yêu như vậy, nghĩ gì nói đó. Ngược lại là Túc Bảo, mới đi học ngày đầu tiên mà quan hệ với bạn bè đã không tốt vậy rồi. Sao cháu trai của bà ta lại không nói người khác mà chỉ nói bé chứ? Sao cháu trai của bà ta không đánh nhau với người khác mà chỉ đánh nhau với bé hả? Vậy chắc chắn là đối phương cũng có một chút vấn đề. Nghe thấy mấy lời cô giáo Hoa nói. Bà cụ Tô tức muốn chết. Điều đáng giận hơn nữa là phụ huynh của đối phương lại tỏ ra thờ ơ không quan tâm. Mộc Quy Phàm giao Túc Bảo cho bà cụ Tô, lạnh giọng hỏi, nói đi, muốn giải quyết như thế nào? Bà nội của Dương Dương bị dọa đến sắc mặt cứng đờ nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường, gì mà giải quyết như thế nào? Anh không nghe thấy cô giáo đã nói gì à? Là con của nhà mấy người đánh người trước. Thật nực cười, đánh người mà có lý hả? Bà nội Dương Dương hầm hừ. Không hề cảm thấy hành động của cháu trai nhà mình có vấn đề gì. Mộc Quy Phàm cười lạnh, ai khơi mào trước thì ở thế đuối lý hơn, là con cháu nhà bà giật tóc con gái tôi trước, nên con gái của tôi mới đánh người. Bà lão không kiên nhẫn, đã nói rồi, giật một chút tóc cũng đâu phải chuyện gì to tát, anh nhìn xem làm gì có đứa con trai nào lại không giật tóc của con gái chứ. Thằng bé không giật của người khác mà chỉ giật tóc của con nhà mấy người, trái lại thì mấy người nên tỉnh lại đi thì đúng hơn. Đeo cái kẹp tóc rêu rao như vậy cho con mình để làm gì chứ hả? Tôi còn chưa nhắc đến chuyện mấy người đã khiến cháu tôi không thể tập trung học hành đâu đấy nhá. Nói xong bà ta còn hừ một tiếng, ân cần hỏi han Dương Dương, hỏi nhóc ta có bị thương hay không, có đau hay không, còn la hét kêu gào muốn đi bệnh viện kiểm tra, yêu cầu bồi thường toàn bộ tiền thuốc men. Bà cụ Tô tức giận đến run hết mình mẩy. Đây là thể loại người gì vậy? Sắc mặt của Tô Nhất Trần cũng cực kỳ khó coi. Nếu kẻ đánh cháu gái anh là một người trưởng thành, anh còn có thể báo cảnh sát tống đối phương vào tù, dạy cho họ một bài học. Nhưng hiện tại đối phương chỉ là một đứa trẻ, anh không thể báo cảnh sát được, mà dù có báo cảnh sát được thì cũng chẳng có tác dụng gì cả, đối phương cũng chỉ bị răn dạy hai câu, bồi thường chút tiền thôi. Nhưng nhà họ Tô của anh thiếu tiền à? Không thiếu. Tô Nhất Trần lạnh mặt lấy điện thoại ra. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang lên. Mộc Quy Phàm không chút biểu cảm gì, tát mạnh một phát lên mặt của bà lão. Cái tát bất ngờ này khiến mọi người ngây ra như phỗng, cô giáo Hoa há hốc mồm nhìn Mộc Quy Phàm,
Trong mắt Mộc Quy Phàm không có một chút cảm xúc nào, gì mà không đánh phụ nữ trẻ con người già, ở chỗ anh không có quy tắc này. Anh chỉ nghe theo công lý. Chọc phải anh, cho cốt anh còn dám bốc, đánh người thì có gì mà không dám chứ. Bà lão tức giận đến run lên, bụng mặt nói, anh lại dám đánh người. Mộc Quy Phàm không có biểu cảm gì, thì, thế tại sao tôi không đánh người khác mà chỉ đánh bà, sao bà không tự ngẫm nghĩ lại đi hả? Anh thu tay lại, xoay cổ tay, tôi còn muốn nói là da mặt của bà quá dày, khiến tôi bị đau tay nữa đấy. Bà lão, ông cụ Tô, bà cụ Tô há miệng thở dốc, Tô Nhất Trần đang định gọi điện thoại thấy vậy cũng dừng lại. Chấm, quả đúng là Mộc Quy Phàm. Cái tát này thật ra rất không có đạo đức, nhưng lại cực kỳ sảng khoái. Ánh mắt Mộc Quy Phàm lạnh lùng, mấy người muốn tới bệnh viện kiểm tra, còn muốn bồi thường tiền thuốc men đúng không? Nào, Túc Bảo, ba cho con 100 vạn, dã cho thằng nhóc đó hai phát cho ba. Túc Bảo, đây là cái kiểu gì vậy? Bà lão, anh. Mộc Quy Phàm nhìn chằm chằm bà ta, nụ cười sâu thẳm, nếu không làm vậy thì tôi sợ mấy người tới bệnh viện kiểm tra cũng không ra được gì, không tiện để tống tiền tôi. Mọi người. Tô Nhất Trần bỗng nhiên không nhịn được muốn cười. Thật đúng là, không hành động theo lẽ thường mà. Bà lão tức giận đến phun ra ba cân máu. Anh chờ đấy, mấy người cứ chờ đấy cho tôi. Đầu của bà ta ong ong, bà ta chưa bị người ta bắt nạt như thế này bao giờ. Bà ta bảo ngay mà, chỉ vì chút chuyện nhỏ mà con của đối phương đã ra tay đánh người, thì ra là học từ người trong nhà. Có phụ huynh như vậy, sớm hay muộn gì thì con nhà họ cũng sẽ đi chật đường mà thôi. Bà lão nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn hiệu trưởng và cô giáo Hoa, mấy người mặc kệ đúng không? Được, mấy người cũng chờ đó cho tôi. Tôi muốn vạch trần mấy người. Tôi sẽ đăng chuyện này lên mạng. Hiệu trưởng, ông ấy cũng muốn quản lắm. Nhưng ông ấy đâu có cơ hội nào chứ? Chẳng phải là do bà cứ bắn tằng tằng tằng, chọc người ta hoàn toàn tức giận đấy à? Thấy bộ dạng suýt chút nữa là tức chết của bà lão, bà cụ Tô cảm thấy rất sung sướng. Tô Nhất Trần cũng cất điện thoại đi, nói với Khúc Hưởng, đi tra xem đây là nhà ai. Hiệu trưởng nở nụ cười, anh Tô, ngài ngồi xuống trước đi ạ, mọi người bình tĩnh lại. Cô giáo Hoa cũng hốt hoảng, đúng vậy, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cùng bàn bạc thảo luận đi. Hu hu, ban nãy cô ấy hành động quá theo cảm tính rồi. Bởi vì cảm thấy phụ huynh của Dương Dương quá trớn và còn chơi xấu ăn vạ nên cô ấy lo lắng phụ huynh nhà Túc Bảo không cãi lại được. Hiện giờ nhìn lại, được rồi, người thực sự tàn nhẫn ở đây chính là bà của Túc Bảo. Hiện tại đổi thành cô ấy lo cho bà lão. Nếu chuyện này mà làm ầm lên thì nhà của Dương Dương sẽ chẳng được lợi lộc gì. Cô giáo Hoa không mong rằng chuyện trẻ con cãi nhau sẽ biến thành ân oán giữa những người lớn, cuối cùng lại hại bọn trẻ. Không ngờ bà lão lại không cảm kích chút nào, trừng mắt nói, sao nào, định uy hiếp người khác hả? Bà ta rất hay đọc tạp chí người nổi tiếng. Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mặt của Tô Nhất Trần ở trong mấy cuốn tạp chí đó, còn Mộc Quy Phàm ấy à, bà ta càng chưa nhìn thấy bao giờ. Chẳng phải chỉ là chút tiền dơ bẩn thôi à, làm như không ai có ấy. Bà lão chỉ vào người nhà họ Tô nói, tôi nói cho mấy người biết, nhà của chúng tôi cũng quen biết nhiều người đấy nhé. Mấy người có biết nhà họ Mộc ở Kinh Đô không hả? Đó chính là thế gia đang hợp tác với công ty của con trai tôi. Mấy người xong rồi, tôi nói cho mấy người biết. Mấy người xong rồi. Tô Nhất Trần và bà cụ Tô đều nhìn về phía Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm, ha ha. Lại là nhà họ Mộc. Sau khi bị vả mặt, không trèo chống nổi nữa rồi à. Trước kia khinh thường qua lại với các gia tộc làm kinh doanh, hiện tại ai tới cũng không từ chối hả. Lúc này nhà họ Tô và Mộc Quy Phàm đều lười chẳng buồn quan tâm đến bà lão, mà bà lão cũng không nán lại được nữa, dẫn theo cháu trai đang định rời đi. Nhưng không ngờ Mộc Quy Phàm lại lên tiếng, khoan đã. Bà lão cười lạnh, sao hả, sợ rồi à? Mộc Quy Phàm cong môi, trong mắt lộ ra ba phần lạnh lùng, ba phần giễu cợt và bốn phần áp bức. Nói xin lỗi, anh nói. Bà lão, không phải chứ, anh đánh bà ta, còn muốn bà ta nói xin lỗi nữa à? Mộc Quy Phàm nhìn về phía Dương Dương, nhàn nhạt nói, đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, làm sai chính là làm sai. Lúc cần xin lỗi thì nên nói xin lỗi. Dương Dương sợ tới mức nắm chặt gậy trống của bà nội mình. Sắc mặt Mộc Quy Phàm lạnh như băng, hôm nay tôi vẫn cho nhóc một cơ hội, nếu nhóc không tự nhận ra được lỗi lầm của mình, sau này ra ngoài xã hội rồi, sẽ có nhiều chuyện tàn khốc hơn khiến nhóc phải tự nhận sai.
không biết tại sao mà Dương Dương lại cảm thấy có chút sợ hãi. Trong lòng nặng nề, thở không nổi, nhóc ta đang định nói, xin lỗi, theo bản năng. Lúc này bà lão kéo mạnh Dương Dương lại, ôm chặt lấy nhóc ta. Bà ta tức giận mắng, anh có còn là con người nữa không hả? Sao lại quá đáng với một đứa trẻ như vậy chứ? Dương Dương cũng đâu có làm gì sai, anh đe dọa một đứa trẻ như vậy, có còn là con người nữa không? Dương Dương lại lập tức cảm thấy đúng lý hợp tình. Đúng vậy, nhóc đâu có làm gì sai, sao lại phải xin lỗi chứ, nhóc không cần phải xin lỗi nhá. Hai bà cháu cứ hùng hổ rời đi như vậy. Hiệu trưởng muốn khóc, nhưng lại không thể không dặn ra nụ cười, xin lỗi, anh Tô, anh Mộc, đều là do trường chúng tôi quản lý không tốt. Ngoài cửa, cô giáo anh Đào đứng ngồi không yên. Ban nãy cô nàng vẫn luôn đứng ở ngoài cửa không dám đi vào, nhưng cô nàng đã nhìn thấy hết những chuyện vừa xảy ra. Trông thấy cô giáo Hoa đi ra, vẻ mặt cô nàng như đưa đám nói, cô giáo Hoa, xin lỗi. Đều là do tôi, rõ ràng là tôi đứng gần Túc Bảo và Dương Dương nhất, chỉ là do tôi nhất thời sợ ngây người, không kịp ngăn cản. Nếu hai đứa nhỏ không đánh nhau, sẽ không xảy ra những chuyện này. Hu hu, cô giáo Hoa mệt lòng, không muốn nói chuyện. Cô giáo Anh Đào lại hỏi, đúng rồi, cô giáo Hoa, phụ huynh của Túc Bảo đều lợi hại lắm hả? Hình như tôi chưa từng nhìn thấy bọn họ trên tạp chí bao giờ. Cô giáo Hoa chỉ đăm đăm rời đi, để lại một câu, trên tạp chí đều là các ông lớn, nhưng không có trong tạp chí, có đôi khi mới là ông lớn thật sự. Trong mắt cô giáo Anh Đào lóe lên tia sáng. Cô nàng lặng lẽ nhìn về phía Mộc Quy Phàm, người đàn ông này thật là cao lớn, lại còn rất đẹp trai nữa. Quan trọng nhất chính là, vẻ kiêu ngạo và ngông cuồng trên người anh, khiến người ta không nhịn được mà tim đập thình thịch. Cô giáo Anh Đào lén nhìn một chốc, trái tim không nghe lời cứ đập loạn nhịp. Ba của Túc Bảo thật sự quá mê người, cô nàng không sao thoát ra khỏi cảm giác ngất ngây. Đôi má cô giáo Anh Đào nóng bừng, cảm giác yêu đương khiến cô nàng say túy lúy. Cô giáo Anh Đào không để ý tới một thầy giáo đang vội vã đi tới từ phía không xa. Đây là thầy giáo thể dục của trường mầm non. Thông thường nhà trẻ không có nhiều giáo viên nam. Nhưng trường mầm non Ngũ Tượng là trường tư thục nên mỗi lớp học đều có một thầy giáo. Người này chính là thầy Chu, một trong những đối tượng của cô giáo Anh Đào. Thầy Chu là thầy thể dục luôn cởi mở và niềm nở với mọi người, hơn nữa còn rất lương thiện. Thầy Chu khẽ vỗ vai cô giáo Anh Đào khiến cô nàng giật thót, đến lồng ngực cũng rung nhẹ. Cô nàng nói, là anh à, hù chết người ta rồi. Thầy Chu, qua đây, đi theo anh. Cô giáo Anh Đào vội hỏi, đi đâu? Thầy Chu dẫn cô giáo Anh Đào đến một nơi vắng người rồi mới lo lắng nhìn từ đầu đến chân cô nàng. Không sao chứ, anh nghe nói hai bạn nhỏ lớp em đánh nhau, phụ huynh đến tận trường làm ầm ĩ rồi. Hai bạn nhỏ đấy còn do em phụ trách khi ấy. Cô giáo Anh Đào cắn môi, mặt bày ra bộ dạng tự trách, đều tại em, lúc ấy em nghĩ chuyện khác nên không chú ý. Thầy Chu khẽ vỗ vai cô nàng, an ủi, không sao, em cũng đâu muốn như vậy phải không? Sau này khi làm việc không được ngây người ra nữa đâu đấy. Thầy Chu nói bằng ngữ khí bất đắc dĩ, thậm chí anh ấy còn cảm thấy tật hay ngẩn người của cô giáo Anh Đào cực kỳ dễ thương. Cô giáo Anh Đào khịt mũi, tủi thân nói, lúc đó em đang nghĩ đến chuyện. Với anh, thầy Chu dịu giọng hỏi, thế em đã nghĩ kỹ chưa? Chọn anh hay là anh ta? Gương mặt cô giáo Anh Đào lập tức nhuốm vẻ đau khổ, anh Chu Tiêu, anh đừng ép em nữa. Em đau khổ lắm, thật đấy. Em rất yêu anh nhưng con người Nghị Bân rất tốt, anh ấy yêu em nhiều đến vậy, nếu không có em anh ấy sẽ sụp đổ mất. Dù em không yêu Nghị Bân nhưng em thật sự rất sợ sẽ làm tổn thương anh ấy. Em không chọn lựa được, thật sự không thể chọn lựa được. Chu Tiêu thở dài, được, không ép em. Cô giáo Anh Đào nói, cho em một chút thời gian, em sẽ giải quyết tốt chuyện này để Nghị Bân dần dần chấp nhận sự từ chối của em. Chu Tiêu gật đầu. Cô giáo Anh Đào lại nói, đúng rồi. Anh biết phụ huynh của Túc Bảo là ai không? Nhất là ba của cô bé ý, hồi nãy em mới nhìn thoáng qua, ba cô bé có vẻ là một người rất lợi hại, em thấy hơi sợ. Chu Tiêu nói, Túc Bảo là em gái của Hân Hân. Nhà ngoại của cô bé chính là nhà họ Tô, còn về ba của cô bé thì anh không rõ lắm. Cô giáo Anh Đào thầm kinh ngạc. Nhà họ Tô, là đại gia tộc giàu có nhưng rất khiêm tốn đấy ư. Cô giáo Anh Đào nhớ lại người đàn ông mặc vest trầm mặc ban nãy. Hóa ra đây chính là tổng tài trong tiểu thuyết đó sao? Trái tim cô nàng lại loạn nhịp. Sau vụ việc đánh nhau,
Túc Bảo không theo ba mình về nhà họ Tô mà nhất định đòi ở lại lớp học tiếp cho đến khi tan giờ. Thấy vết thương trên mặt Túc Bảo và biết chuyện Túc Bảo đánh nhau với bạn học trong lớp, Hân Hân vô cùng tức giận, không ngờ cậu ta lại dám bắt nạt em. Sao không gọi chị để chị đến đánh cho cậu ta một trận? Thiệt lớn rồi, không thể cùng em gái đánh nhau với người ta. Túc Bảo, nếu gọi chị thì không kịp đâu. Hân Hân phiền não, cũng đúng. Lần sau đừng để chị trông thấy thằng nhóc quỷ đó, gặp lần nào đánh lần ấy. Hân Hân tức giận quá đỗi. Cô bé đã cam đoan với gia đình sẽ chăm sóc chu đáo cho Túc Bảo, ấy vậy mà mới ngày đầu tiên đã để mặt em gái bị thương. Hân Hân và Túc Bảo lên xe đưa đón của trường học. Từng chiếc xe rời khỏi trường, những bạn nhỏ không đăng ký đi xe sẽ được phụ huynh đến đón. Sau khi mọi người rời đi, trường mầm non ồn ào mới được trả lại sự yên ắng. Chẳng mấy chốc ở cổng trường xuất hiện một chàng trai đang cầm hộp cơm văn phòng trong tay. Cô giáo Anh Đào chạy bước nhỏ tới, nũng nịu, Nghị Bân, sao anh lại đến đây? Chẳng phải em đã nói đừng đến trường mầm non tìm em sao? Nghị Bân đưa hộp cơm cho cô nàng, mím môi nói, anh sợ em lại quên ăn cơm rồi dạ dày lại bị đau. Cô giáo Anh Đào nhận hộp cơm, cảm kích nói, cảm ơn Nghị Bân, anh tốt với em quá. Nghị Bân nói, chỉ cảm ơn thôi sao? Cô giáo Anh Đào, thế anh còn muốn thế nào? Nghị Bân chỉ tay vào má mình. Cô giáo Anh Đào lập tức đỏ mặt, đưa mắt liếc vội xung quanh rồi hôn chụt lên má Nghị Bân một cái. Sau đó cô nàng dậm chân, thật đáng ghét. Dứt lời cô giáo Anh Đào ôm hộp cơm chạy như bay, dáng vẻ hệt như chú chim non bị dọa sợ. Nghị Bân không khỏi mỉm cười, lẩm bẩm, tiểu Anh Đào, thật đáng yêu. Bà cụ Tô đứng ở cửa mỏi mắt ngóng trông, cuối cùng cũng chờ được Túc Bảo đi học về. Bà cụ thương yêu kéo cô bé về phía mình, Túc Bảo qua đây để bà ngoại xem vết thương trên mặt nào, còn đau không con? Túc Bảo lắc đầu, không đau nữa ạ. À? Chỉ là, vết đỏ trên mặt khiến người ta nhìn mà đau lòng. Bà cụ Tô cảm thấy trái tim như bị siết chặt, lần trước Mộc Quy Phàm đưa Túc Bảo về trang viên nhà họ Mộc, cô bé khấu đầu cúi lại khiến trán bị cụm, sau đó cũng bôi thuốc đỏ lên trán. Vết thương vừa mới lành thì lại bị thương trên má. Túc Bảo chẳng hề bận tâm về vết thương, duỗi tay phô diễn, ngoại ơi, con nhận được nhiều phần thưởng lắm. Trán cô bé được dán dòng chữ, con thật tuyệt, cánh tay trái được dán biểu tượng lai to cỡ ngón tay, còn tay phải dán sticker công chúa Anna và Elsa. Túc Bảo vui vẻ khoe từng cái sticker với người trong gia đình như nhận được phần thưởng lớn lắm. Đến Tiểu Ngũ cũng không được buông tha, Tiểu Ngũ, chị được tặng bao nhiêu là sticker nha? Chỉ có bạn nhỏ rất tuyệt mới được tặng thôi đó, chị lợi hại lắm phải không? Tiểu Ngũ vỗ cánh líu lo khen ngợi, lợi hại, lợi hại. Túc Bảo là điện, Túc Bảo là ánh sáng, Túc Bảo là Gaga tỏa sáng. Huyền thoại duy nhất ao, siêu sao. Túc Bảo vui như mở cờ trong bụng. Lúc rửa tay còn không nỡ gỡ sticker. Sau đó Mộc Quy Phàm lấy cho cô bé một cuốn sổ chuyên dùng để dính các sticker. Mỗi sticker đều được Túc Bảo giải thích rõ bên dưới. Đây là phần thưởng khi con điểm danh to nhất lớp, giáo viên tặng thưởng cho con đó. Mộc Quy Phàm cầm bút ghi chú bên dưới sticker, điểm danh to nhất lớp, tặng thưởng. Viết xong rồi con. Túc Bảo lại nói, sticker này là phần thưởng con được nhận vì ăn cơm trưa nhanh nhất lớp và cũng sạch nhất luôn. Mộc Quy Phàm, cơm trưa hạng nhất, tặng thưởng. Túc Bảo, cái này là phần thưởng khi giúp giáo viên xếp ghế. Mộc Quy Phàm, trợ thủ nhỏ của giáo viên. Hai ba con nhoài người lên bàn, nghiêm túc viết bản ghi nhớ. Chớp mắt đã tới buổi tối, Mộc Quy Phàm dỗ Túc Bảo ngủ. Anh dịu giọng hỏi, Túc Bảo, con thấy hôm nay ba làm có đúng không? Túc Bảo nghĩ rồi nói, hình như đánh người thì không đúng đâu ba. Nhưng mà cô bé cũng đánh Dương Dương. Cho nên cũng không thể yêu cầu quá cao đối với ba của mình. Mộc Quy Phàm xoa đầu Túc Bảo, nói bằng chất giọng êm tai, ừ, Túc Bảo nói đúng, đánh người thì không đúng rồi. Nhưng chúng ta đối đãi với những người khác nhau theo những cách khác nhau. Có một số người, khi con nói đạo lý với họ, họ sẽ động tay động chân. Nhưng khi con dùng nắm đấm với họ thì lại đến lượt họ nói lý lẽ với con. Vì vậy đôi lúc chúng ta đừng quá cứng nhắc, bởi vì cứng nhắc sẽ khiến bản thân phải chịu thiệt, biết chưa nào. Túc Bảo như hiểu như không gật đầu. Mộc Quy Phàm không hy vọng vào việc Túc Bảo có thể hiểu được quá nhiều đạo lý. Anh từ bóng tối đi ra nên hiểu hơn bất cứ ai thế giới tươi sáng này còn tồn tại một mặt vô cùng tăm tối. Anh cũng nhìn thấu được sự phức tạp của lòng người. Anh hy vọng Túc Bảo của anh không phải kiểu thánh mẫu,
nhưng cũng chẳng bắt nạt kẻ khác. Không chịu thiệt nhưng cũng chẳng bị thế tục ràng buộc. Túc Bảo trở thành một người thẳng thắn chính trực là tốt. Thấy Túc Bảo gần chìm vào giấc ngủ, Mộc Quy Phàm đứng dậy, duỗi eo rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Lúc này Kỷ Trường đang ngồi xếp bằng bên cạnh bỗng mở mắt ra nói, cô nói không yên tâm nhân phẩm của ba Túc Bảo, giờ đã thấy chưa? Tô Cẩm Ngọc bay như một đốm lửa quỷ, đôi mắt ảm đạm, Kỷ Trường nói, yên tâm rồi thì bây giờ có thể đi đầu thai rồi đúng không? Tô Cẩm Ngọc trưng ra bản mặt đáng thương, nói, anh ơi, bàn bạc thêm chút đi. Cho linh hồn em mang theo ký ức hiện tại rồi xuyên không vào thân thể người khác, hoặc bắt đầu lại cuộc sống của con người từ một phôi thai mới cũng được. Kỷ Trường giận quá hóa cười, cô thật sự tin rằng thế gian này tồn tại loại chuyện linh hồn quỷ xuyên không nhập vào thân xác người khác ư? Kỷ Trường lắc đầu, tôi thấy cô đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.